Chương 1991 Tổ chim bị phá Nguồn Mê truyện audio.com Đến hiện tại ngươi còn giảo biện. Lực ma âm thanh lạnh lùng nói Các ngươi huyết tộc điều động nhiều như vậy tiên vương, ngươi sẽ không phải nói cho ta ngươi không biết à. Linh tộc bán thần Linh Châu một mặt dẫu cực nói ra Chuyện này không có các ngươi phối hợp, làm sao có thể làm được như vậy bí ẩn hoang tộc hoang dã trong mắt tràn đầy hàng ý, làm các tộc cao tầng nguyên một đám tỏ thái độ thời điểm Alexander tộc tộc trưởng một trái tim liền thời gian dần qua chìm xuống dưới. Liền là hắn cân nhắc ngôn ngữ giải thích như thế nào thời điểm đứng ở bên cạnh hắn một tôn tiên vương đỏ hồng mắt nói, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, cốt tộc, hoang tộc các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi đây là đem ta huyết tộc coi như đợi làm thịt cừu non sao. Chúng ta huyết tộc dù là hao tổn một cái vương tộc, có thế cũng không phải các ngươi có thể tùy ý ức hiếp. Dết đám này gia hỏa, dám đến chúng ta huyết tộc địa bàn nháo sự. Liền phải cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem. Theo lấy một tôn lại một tôn tiên vương mở miệng toàn bộ huyết tộc tướng sĩ hoàn toàn bị lây nhiễm. Dết. 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 Đóng giữ tường thành tướng sĩ từng cái hướng về các tộc cao tầng đầu nhập ném ra chiến đấu khí giới. Alexander tộc trưởng sắc mặt tức khắc biến không có huyết sắc lên. Các tộc liên quân nhận công kích tức khắc cũng nổi giận. Huyết tộc đây là đang tự tìm cái chết. Nhìn đến huyết tộc đối với chúng ta oán hận rất lớn a. À vậy liền không tất yếu giữ lại huyết tộc thừa dịp cơ hội này đem alexander nhất tộc nhổ tận gốc không sai các tộc liên quân ý thức được alexander nhất tộc đối bọn họ ông lấy thật sâu địch ý sau đó lúc này quyết định thừa dịp huyết tộc không có kịp phản ứng thời khắc đem alexander nhất tộc triệt để gạt bỏ bởi vậy các tộc cao tầng đồng thủ sát na liền mệnh lệnh đóng ở thị huyết vực phụ cận quân đoàn nhanh chóng chạy đến những cái này quân đoàn giáng Lâm sau đó liên hợp các tộc cao thủ không quá dài thời gian liền phá vỡ Alexander thành phòng ngự, bất quá các tộc liên quân vì đánh vỡ Alexander thành lại bỏ ra không nhỏ đại giới, bởi vì huyết tộc vì ngăn cản đem phủ khố chiến đấu khí giới đều lấy ra. Lúc này là sinh tử chi chiến, làm sao có thể còn che giấu? Huyết tộc tướng sĩ nhìn thấy thành trì bị phá trong mắt tức khắc đỏ lên. Bởi vậy bọn họ càng là hung hãn không sợ chết bọn họ rõ ràng nếu là để mặc cho các tộc cao tầng xông vào thành trì mà nói bọn họ thân nhân sẽ gặp phải vô tình giết chóc âm thầm diệp hạo lặng lẽ đem một cây mê hương thu vào này mê hương uy lực thực sự là bá đạo a à? định hải chăm hơi xúc động nói ra người sai lầm diệp hạo lắc lắc đầu mê hương càng lớn tác dụng vẫn là dẫn đạo dẫn đạo ngươi trong lòng cừu hận cùng dục vọng huyết tộc tướng sĩ đối các tộc liên quân thống hận loại này thống hận chỗ nào nói là áp chế liền có thể áp chế được hiện tại đi đâu quyết tộc phủ khố chúng ta dù sao cũng phải ân cần thăm hỏi một cái đi. Diệp Hạo nhìn về phía thành trì bên trong vang xin chậm rãi nói ra. Cũng vậy. Diệp Hạo bây giờ là chiếm được khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Thế nhưng là ai cũng không chê bản thân tài nguyên nhiều không phải sao? Alexander tộc xem như huyết tộc tam đại vương tộc một trong, bọn họ phủ khố tài nguyên cửu trọng thiên thế lực không có mấy nhà có thế có thể so với. Bởi vậy Diệp Hạo làm sao có thể từ bỏ? Diệp Hạo cùng Định Hải chăm nạp ảnh lặng tiến lên vào đến phủ khố sau đó phát hiện đóng giữ phủ khố là một tôn tiên vương đỉnh phong. Cái này không phù hợp lẽ thường. Theo lý tới nói bậc này thế lực phủ khố đóng quân làm sao đều hẳn là một tôn bán thần. Nhưng là cân nhắc đến thành trì lập tức đều muốn công phá, lúc này bán thần cường giả làm sao có thể không tham chiến. Diệp Hạo thoải mái mà giải quyết đối phương sau đó liền đem phủ khố tài nguyên càng quét sạch sẽ. Sau đó Diệp Hạo cùng Định Hải chăm liền nhanh chóng rời đi nơi này. Ngay ở rời đi thành trì thời điểm dịp Hạo chú ý tới huyết tộc một chi trinh sát bị mấy trăm tên ma tộc ngăn cản. Muốn mật báo. Người chúng ta đã sớm đem tòa thành trì này phong tỏa. Hôm nay các ngươi Alexander nhất tộc chú định hủy diệt. Giết bọn họ. Chi này trinh sát nhìn thấy một màn này nguyên một đám trong mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Chư vị, vì tông tộc, liều mạng. Những thám báo này không muốn sống công kích, nhưng thủy chung sông không phá đối phương phòng tuyến mắt thấy nhân số càng ngày càng ít bọn họ trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Bọn họ không sợ chết. Nhưng bọn hắn muốn đem tình báo truyền đi a, à, đúng lúc này một đạo kinh khủng lực lượng phủ xuống, đem mấy trăm tên ma tộc toàn bộ đều chém giết. Yêu khí. Yêu tộc. Tình huống như thế nào? Còn lại 10 cái trinh sát toàn bộ đều kinh trụ. Yêu tộc làm sao sẽ xuất thủ cứu bọn họ? Các ngươi nhanh đi truyền lại tình báo. Lúc này một đạo âm u thanh âm ở bọn hắn trong tai vang lên. Tiền bối là ai? một cái trinh sát trầm giọng hỏi. Ta thân phận không thuận tiện tiết lộ. Đạo kia thanh âm trầm mặt một cái liền nói, ta có thể nói là ta theo các ngươi tộc trưởng quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, ta cũng không muốn hắn bộ tộc này toàn bộ đều tống tán, tốt, nhanh một chút rời đi thôi. Tạ. Cái kia trinh sát chấp tay. Ta phụ trách giúp các ngươi đoạn hậu, các ngươi mau chóng rời đi thôi. Mở miệng tự nhiên là định hải châm. Định hải châm cùng dịp hạo một đường đêm này tám cái trinh sát hộ tống đến thành trì bên ngoài không thể không nói các tộc liên quân là chuẩn bị triệt để giảo sát Alexander nhất tộc. Bởi vì chi này trinh sát mới vừa đi tới ngoài thành liền bị ám sát, đương nhiên phụ trách ám sát nhóm này cao thủ hoàn toàn bị định hải châm giết chết, mà sau đó bọn họ ở xuôi theo trên đường càng là bị hai nhóm cao thủ chặn đường, thế nhưng là có một tôn đệ tam cảnh cực hạn cường giả ở phía sau bảo vệ, dù là các tộc liên quân có bao nhiêu nhóm cường giả đều không hữu dụng. Không thể không nói dịp hạo cùng định hải châm chuyên nghiệp. Bọn họ một đường đem những thám báo này đưa đến từng cái huyết tộc đóng giữ thành trì. Quyết tộc Tam Đại Vương tộc một trong đặc biệt đức gia tộc nghe được trinh sát bẩm cáo chi sau trước tiên liền triệu tập trong tộc cao tầng. Chư vị nói chúng ta có nên hay không gấp rút tiếp viện? Tết tộc tộc trưởng quét mắt bốn phía một cái chậm rãi nói ra. Gấp rút tiếp viện. Lúc này chúng ta nếu là không gấp rút tiếp viện mà nói Alexander tộc liền sẽ triệt để hủy diệt. Không nói chúng ta cùng Alexander tộc quan hệ như thế nào, Alexander tộc nếu là hủy diệt mà nói, các tộc liên quân khả năng không hướng chúng ta xuất thủ sao? thế nhưng là chúng ta xuất thủ liền là các tộc liên quân đối thủ sao? Chúng ta đặc biệt đức gia tộc nếu là xuất thủ mà nói liền cùng các tộc liên quân đối mặt a. À? Nói thật giống như ta nhóm không xuất thủ, các tộc liên quân liền sẽ buông tha chúng ta là. Ta cảm thấy vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến Alexander nhất tộc liền sẽ hủy diệt. Các tộc tộc trưởng nhìn thấy trong tộc cao tầng cãi lộn không ngớt liền trầm giọng nói, ta cũng đã mời lão tổ đến đây. Toàn trường cao tầng tức khắc trầm mặt lại các tộc lão tổ thế nhưng là tại thế thần minh, hắn lời nói ở trong tộc có tuyệt đối quyền uy. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đạo lý này các ngươi cũng không hiểu sao. Lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm ở trong đại điện vang lên, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới. Từ cái này thân ảnh trên người tràn ngập nhường chúng sinh cũng vì đó kinh hoảng ba động. Toàn trường tu sĩ bao quát tộc trưởng toàn bộ đều đứng lên. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, truyenen.com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyenen.com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1992 Sách lược Nguồn Mê truyện audio com Toàn bộ tét gia tộc có thể khiến cho cao tầng như vậy kính sợ chỉ có tét gia tộc tại thế thần minh. Tết lão tổ lạnh lùng quét mắt vừa mới chủ trương không ngăn cản cao tầng một cái, huyết tộc chủ thể là tam đại vương tộc, Ebola gia tộc cũng đã hủy diệt, Alexander tộc nếu là lại hủy diệt, chúng ta tét gia tộc có thể đỡ nổi như lan như hổ các tộc liên quân sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Bởi vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp các tộc liên quân không có cầm súng Alexander tộc thời điểm cùng bọn hắn liều cái ngươi chết ta sống. Chúng ta thắng các tộc liên quân thối lui, trong thời gian ngắn sẽ không lại trêu chọc chúng ta, nếu là chúng ta bại, vậy liền vạn sự đều yên. Vừa mới ta trước khi đến cũng đã ban bố huyết tộc chiêu mộ lệnh, hiện tại huyết tộc từng cái chi nhánh cũng đã tập kết đại quân. Nói đến đây Tết lão tổ liền nhìn xem tộc trưởng nói, ta mang theo huyết tộc đại quân trước một bước đi qua, người sau đó cân đối các tộc phía sau thêm đến đây tướng sĩ, chỉ cần nhân số vượt qua 30 vạn liền cho ta đỉnh đi lên, hiểu chưa? Minh Bạch Tết tộc dài cung kính nói ra Đây là ta huyết tộc sinh tử tồn vong thời khắc, ta không hy vọng người nào ở thời điểm này cản Tết tộc dài nói xong câu nói này xoay người rời đi không quá dài thời gian tét tộc lớn lên liền mang theo tét gia tộc 3.000 tôn tiên vương cùng các tộc chạy đến cao thủ hướng về Alexander thành tiến đến, huyết tộc cao thủ đến sau đó liền gia nhập vào chiến đấu đội ngũ này khiến các tộc liên quân có chút khiếp sợ không thôi huyết tộc cao thủ làm sao có thể nhanh như vậy tới chúng ta làm phong tỏa tin tức bày ra ba đạo tuyến phong tỏa chẳng lẽ giữa chúng ta xuất hiện phản đồ alexander tộc cao thủ toàn bộ đều ở đây sẽ không phải trong đó còn có cá lọc lưới a à? cho dù có cá lọc lưới lại như thế nào Chúng ta thế nhưng là phải ra ba tôn đệ nhị cảnh bán thần phụ trách ám sát a, à, dù là chạy trốn là đệ tam cảnh, cũng không có khả năng như vậy gọn gàng a. À. Chẳng lẽ có người hiệp trợ huyết tộc Trinh Sát Đào vong? Alexander tộc có bao nhiêu cao thủ, các tộc liên quân làm sao có thể không biết? Các tộc cao tầng suy đoán không sai, Alexander tộc xác thực không cao thủ, nhưng là ai có thể nghĩ tới là Định Hải Châm xuất thủ đây? Định Hải Châm không phải là đệ tam cảnh, vẫn là đệ tam cảnh bên trong cực hạn cao thủ, bởi vậy đối phương đệ nhị cảnh bán thần cũng cản không được ngay ở các tộc kinh ngạc không thôi thời điểm một đạo thân ảnh xuất hiện ở các tộc cao tầng bên người. Căn cứ điều tra giúp huyết tộc trinh sát chạy trốn là yêu tộc một tôn bán thần cao thủ. Này đạo thân ảnh thoại âm vừa rơi xuống bạch sĩ ánh mắt liền biến băng lạnh, tiểu tử, lời không thể nói lung tung. Khi bạch sĩ bán thần cho ta giải thích bọn họ một cái trên người thương thế là chuyện gì xảy ra. Đạo kia thân ảnh nói đến đây vung tay lên bị định hải chăm chém vết mấy trăm tên ma tộc liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thật dày đặc yêu khí bậc này yêu khí sợ cũng đã đạt đến đệ tam cảnh bạch sĩ ngươi muốn cho chúng ta một cái giải thích đối mặt các tộc cao tầng vạn hỏi bạch sĩ thần sắc biến ngưng trọng lên chuyện này ta không hiểu rõ tình hình bạch sĩ nói đến đây liền dừng một chút bất quá ta sẽ điều tra một cái mọi chuyện rõ ràng ngươi phải cho thời gian a lực ma lạnh lùng nói giữa sân nếu nói rất phẫn nộ liền là lực ma bởi vì này mấy trăm danh đô là ma tộc tướng sĩ a ba tháng bạch sĩ suy nghĩ một cái liền nói ngươi sao không nói ba năm đây lực ma bất mãn nói ra này rõ ràng liền là muốn kéo dài a à, kỳ thật bạch sĩ thật đúng là ông lấy này tâm tư yêu tộc cao tầng cùng huyết tộc cao tầng quan hệ tốt cũng không phải một vị hai vị chẳng lẽ bạch sĩ điều tra ra thật đúng là đi thẩm tra hay sao tốt việc cấp bách là đem huyết tộc trấn áp linh tộc bán thần linh châu trầm giọng nói chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy tướng sĩ tổng không thể bỏ dở nửa chừng a à. hoang tộc hoang giả cũng làm hòa sự lão lúc này chúng ta lui binh, cũng cùng huyết tộc kết quán. Đánh đi. Lúc này song phương đều không có đường lui. Bởi vậy song phương đều chỉ có chiến đấu. Thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy các tộc liên quân bên này thời gian dần qua bị áp chế, lại là bởi vì huyết tộc bên kia xuất hiện liên tục không ngừng viện quân, thậm chí huyết tộc một chút tỷ thế lão yêu quái đều hiện thân. Bởi vì một trận chiến này đã là tộc chiến. Huyết tộc nếu là hủy diệt, những cái này lão yêu quái liền là tan gia chi khuyển. Nhìn thấy bậc này tình huống các tộc cao tầng cũng không thể không điều binh này khiến cho song phương ở giữa tranh đấu kéo dài thăng cấp các tộc liên quân cùng huyết tộc phát sinh tộc chiến làm bạch gia chiếm được tin tức này sau đó lúc này liền kinh trụ tình huống như thế nào huyết tộc không phải cùng liên quân bên trong thành viên một trong sao liền ở trên dưới bạch gia không biết làm thế nào thời điểm một đạo thân ảnh tới chơi người nào bạch hồng đào hỏi vị kia nói là ẩn minh đặc sứ trần minh huy ẩn minh đặc sứ nghe được chữ này bạch hồng đào vội nói mau mời Trần Minh Huy là Trần Nguyệt Lan nhị thúc, bất quá bây giờ cũng đã đệ tam cảnh. Trần Minh Huy đi tới Bạch Hồng Đào sách phòng chi sau liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, huyết tộc cùng các tộc liên quân tộc chiến sự tình bạch tiền bối biết a? À. Chuyện này là nhà của ngươi công tử làm? Vâng. Bạch Hồng Đào trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng, nhà ngươi công tử như thế nào làm được? Trần Minh Huy lại không có trả lời Bạch Hồng Đào mà nói, mà là cười nói ra, nhà của ta công tử nói một lần này huyết tộc sẽ không hủy diệt nhưng thực lực sẽ giảm mạnh rất nhiều các tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng lúc này chúng ta muốn làm cái gì bạch hồng đào tức khắc minh bạch trần minh huy không muốn nói cho bản thân diệp hạo như thế nào làm được bởi vậy liền dời đi chủ đề điều thấp trần minh huy chậm rãi nói ra đầy đủ điều thấp điều thấp đến nhường các tộc quên đi nhân tộc tồn tại điều thấp các tộc liền sẽ không đối phó chúng ta nhân tộc một lần này đại chiến sau đó các tộc đều sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mà đoạn này thời gian yêu tộc sẽ cùng ma tộc phát sinh mâu thuẫn, tóm lại khoảng thời gian này các tộc đều không ngày tốt lành qua. Trần Minh Huy cười nói ra, công tử nói, các tộc dậy vào 10 năm 8 năm sau đó, các tộc thế lực sẽ hao tổn một phần ba thậm chí càng nhiều. Các tộc chẳng lẽ sẽ không hoài nghi đến nhân tộc trên đầu. Đợi đến hoài nghi đến trên đầu chúng ta thời điểm các tộc ở giữa thì có khe hở, trừ phi xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ tồn tại cưỡng ép chỉnh hợp các tộc, nếu không trong thời gian ngắn các tộc rất khó giống như trước đó liên hợp lại. Trần Minh Huy lơ đến nói, đương nhiên trong lúc này nhân tộc nhất định phải điệu thấp, dạng này các tộc mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tranh đấu. Tốt. Bạch Hồng Đào suy nghĩ một cái liền nhẹ gật đầu. Các tộc đấu càng lợi hại càng tốt. Người như vậy tộc liền có thể yên lặng phát triển bản thân thực lực. Kỳ thật Bạch Hồng Đào hận không thể các tộc tranh đấu 80-100 năm, như vậy đến lúc đó Bạch Gia thì có lấy đầy đủ năng lực chống lại các tộc. Còn có một điểm, Hữu Nghị nhắc nhở một cái. Trần Minh Huy đang muốn rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái gì? nhân tộc liên minh ở giữa chưa hẳn không có phản đồ, bởi vậy một chút hạch tâm tình báo chú ý giữ bí mật. Trần Minh Huy nhìn xem Bạch Hồng Đào nghiêm túc nói ra, nhất là chúng ta ẩn minh cùng các ngươi quan hệ. Này yên tâm. Bạch Hồng Đào lơ đến nói. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP truyenen.com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http truyenen.com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton chương 1993 yêu tộc cổ sơ nguồn mê truyện audio com các tộc liên quân cuối cùng vẫn là lui đi đây là bởi vì các tộc không cách nào làm đến như huyết tộc như vậy được ăn cả ngã về không các tộc ở giữa ngoại trừ có bẩn thiểu bên ngoài còn muốn phòng bị bạch gia tập kích bởi vậy đoạn thời gian có thế điều bao nhiêu binh đây mà huyết tộc lại không giống vậy đây là huyết tộc sân nhà a cũng liền từ lúc này bắt đầu thiên mã đại lục tu sĩ rõ ràng huyết tộc cùng các tộc ở giữa mâu thuẫn lại cũng vô pháp điều hòa bởi vậy rất dài một đoạn thời gian các tộc cùng huyết tộc tranh đấu sẽ không đình chỉ bất quá các tộc lui binh sau đó các tộc đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức một lần này các tộc tổn thất cũng thảm trọng a à, nhưng ngay khi ba tháng sau ma tộc lại hướng yêu tộc làm khó dễ nhường yêu tộc giao ra tàn sát ma tộc tướng sĩ để tam cảnh cao thủ yêu tộc làm sao có thể giao ra đến đừng nói không biết coi như biết cũng không có khả năng giao ra đến a à. ngay ở sông phương bắt đầu đại chiến thời điểm ma tộc một chi tướng sĩ tập kích yêu tộc một cái trụ sở cái kia trụ sở mười mấy vạn yêu tộc bất kể là phụ nữ trẻ em hay là tướng sĩ đều bị đồ sát yêu tộc biết được tin tức này sau đó lúc này phát động trả thù ngươi tới ta đi sau đó hai tộc mâu thuẫn càng ngày càng lớn mắt thấy liền muốn phát sinh tộc chiến thời điểm bị các phương kêu dừng mà liền ở đàm phán quá trình bên trong hoang tộc cốt tộc cũng cuốn vào mà theo lấy thời gian đưa đẩy các tộc mâu thuẫn đều bạo phát các tộc ở giữa thảo phạt lẫn nhau này khiến nhân tộc rất là kinh ngạc các tộc làm sao đấu nhau bất quá nhân tộc vui vẻ nhìn thấy các tộc đấu càng ác nhân tộc liền càng cao hứng cũng liền ở lúc này Bạch Hồng Đào hạ lệnh từng cái phòng khu nhân tộc bảo trì điều thấp, có thể để Bạch Hồng Đào không nghĩ tới là còn không có qua 3 tháng đây, các tộc cao tầng dĩ nhiên định chỉ tranh đấu ở Bạch Đầu Sơn Hòa Đàm. Hòa Đàm? Chuyện này làm sao có thể? Bạch Hồng Đào tức khắc gấp. Bạch Hồng Đào vội vàng liên lạc Bạch Anh Hùng, nhưng hắn hỏi thăm Diệp Hạo có hay không kế hoạch. Diệp công tử, các tộc ở Bạch Đầu Sơn Hòa Đàm, người có hay không sau đó kế hoạch? Bạch Anh Hùng tìm được Diệp Hạo sau đó nói ngay vào điểm chính. Diệp Hạo thần sắc ngưng trọng nói ra, theo lý thuyết các tộc mâu thuẫn hiện tại hẳn là bộc phát thời điểm, nhưng là hiện tại các tộc lại ở lúc này lựa chọn hòa đàm, cái này có thể nói rõ có một vị cường thế tồn tại ngăn lại các tộc. Ngươi cảm thấy là ai đây? Ta hoài nghi là yêu tộc Điệp Yêu. Điệp Yêu. Bạch Anh Hùng khẽ giật mình, Điệp Yêu nhất tộc từ trước đến nay yếu thế, những năm này đều không có cao thủ. Nói đến đây Bạch Anh Hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là hắn? Cổ sơ. Diệp Hạo thản nhiên nói, cổ sơ ngàn năm trước đó danh xưng là thiên mã đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị này tiên vương thập nhất tầng thời điểm liền đánh chết đệ nhị cảnh bán thần bạch anh hùng sắc mặt có chút bất an nói bất quá về sau vị này chọc giận cha ta cha ta tự mình xuất thủ đem hắn đánh vào thiên mã đại lục đệ nhất cấm địa đệ nhất cấm địa nghe được chữ này dịp hạo trong mắt lộ ra vẻ thoải mái ta người ở trong yêu tộc thấy được một tôn điệp yêu hơn nữa còn nghe được đệ nhất cấm địa chữ lần này phiền toái bạch anh hùng thần sắc bất an nói cũng không có trong tưởng tượng như thế phiền phức. Diệp Hạo cười nói ra, ta suy đoán cổ sơ tu vi không có đi đến cực hạn, nếu không mà nói cổ sơ đã sớm đánh lên cửa, căn bản không tất yếu lại triệu tập các tộc không phải sao? Cổ sơ rất có thể là trong truyền thuyết thập nhị cấp thiên tài thậm chí cao hơn. Bạch Anh Hùng nhìn xem Diệp Hạo cười khổ nói, vị này một khi đi đến tu vi cực hạn thật có thể quét ngang toàn bộ thiên mã đại lục. Bạch Khuynh Thành đi đến cực hạn chẳng lẽ không phải cổ sơ đối thủ? Khuynh Thành hiện tại còn không có đến đệ nhất cảnh đây kia vận dụng thời gian tinh thạch a à? thực không dám giấu dếm thời gian tinh thạch dùng hết rồi bạch anh hùng nói câu nói này thời điểm khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ nếu không chỉ cần cho chúng ta 100 năm thời gian chúng ta bạch gia liền có thể nhiều một tôn tại thế thần minh 100 năm thời gian ta là không cho được liền cho các ngươi bạch gia 10 năm a diệp hạo suy nghĩ một cái liền đưa cho bạch anh hùng một cái càng không túi bạch anh hùng thần niệm quét một cái liền kinh ngạc phát hiện trong càng không túi có mười mai hạ phẩm thời gian tinh thạch lấy diệp hạo hiện tại giá trị bản thân dù là xuất ra trăm mai hạ phẩm thời gian tinh thạch đều sẽ không đau lòng vấn đề là diệp hạo vì sao muốn xuất ra nhiều như vậy thời gian tinh thạch bạch khuynh thành kia nha đầu đối bản thân lại không thế nào hữu hảo bạch anh hùng trong mắt tức khắc lộ ra vẻ kích động tại diệp công tử có này mười mai hạ phẩm thời gian tinh thạch bạch gia thực lực liền có thể tăng lên một cái giai đoạn a bạch anh hùng thiên ân vạn tạ sau đó liền vội vàng rời đi thị huyết vực bạch anh hùng rời đi sau đó trần nguyệt lan liền đi tới diệp hạo bên cạnh nói công tử hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Ta muốn các tộc hiện tại cũng đã hoài nghi là chúng ta ở sau lưng dở trò. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nói, khoảng thời gian này chúng ta liền điều thấp một chút a. À. Các tộc có thể hay không hướng chúng ta tiến công? Trong thời gian ngắn sẽ không? Bạch Đầu Sơn Đây là yêu tộc Thánh Sơn Chính hôm đó các tộc cao tầng hội tụ đến tòa này Thánh Sơn Bất quá các tộc cao tầng thấy được đối phương sau đó vẫn là mặt lạnh tương đối Đúng lúc này một cái thân mặt nhung trang trung niên từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống không có kinh thiên áp bách, không có bá đạo khí thế, nhưng liền là loại này phản phát quy chân, lại làm cho rất nhiều tu sĩ thần sắc ngưng trọng. Vị này cảnh giới gì? Tại sao ta xem không xuyên qua? Ta cũng đã tu hành đến đệ tam cảnh cực hạn. Ngay ở rất nhiều đệ tam cảnh bán thần thảo luận thời điểm nơi đây ba tôn tại thế thần minh sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên. Lão ma đầu, ngươi có thể xem thấu sao? Một cái toàn thân tràn ngập thê lương chi khí thân ảnh nhìn xem một tôn cao lớn thân ảnh nói. Nghe vậy lão ma lại là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía một cái bạch phát bạc phơ lão giả, lão yêu quái, cổ sơ đến cùng đạt đến cỡ nào cảnh giới. Một cái khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão giả nhàn nhạt nói ra, cổ sơ vừa mới đặt chân đệ tam cảnh. Cái gì? Lão ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá dù là cổ sơ vừa mới đặt chân đệ tam cảnh, thế nhưng là hắn chiến lực cũng ở trên chúng ta. Lão yêu nhìn thấy ma tộc lão ma cùng hoang tộc lão hoang trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc tiếp lấy nói ra mà lúc này cái kia thân mặt nhung trang tướng mạo túng mỹ trung niên ánh mắt rơi vào mấy người trên người ta thực lực không có hạt tiền bối nói như vậy cao tuyệt trên thực tế hiện tại ta tu vi cùng so sánh còn có chút kém bất quá bởi vì ta nắm giữ thần thông càng thêm cao tuyệt đánh nhau chết sống lời còn là có thể miễn cưỡng đánh bại chư vị cổ sơ nói đến đây liền hướng về ba vị đi tới ba vị này một vị là yêu tộc tại thế thần minh một vị là yêu tộc tại thế thần minh một vị là hoang tộc tại thế thần minh có thể nói bọn họ ba vị là rất có quyền nói chuyện đoạn này thời gian các tộc ở giữa thảo phạt lẫn nhau ta muốn ba vị tâm như gương sáng hẳn là biết rõ chuyện gì xảy ra cổ sơ chợt nói ra chúng ta phát giác được âm thầm có hắc thủ ở yên lặng thôi động tất cả những thứ này hoang tộc lão hoang mở miệng nói ra C-O-N-V-E-R-T-E-R -e thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình convert khác tại đây http truyenen.com/gạch chéo member gạch chéo một một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http://truyenen.com/gạch chéo tan/vo/dọc/ton mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1994 Liên minh phá toái Nguồn Mê truyện audio.com Chúng ta phát giác được âm thầm có hắc thủ ở yên lặng thôi động tất cả những thứ này. Hoang tộc lão hoang mở miệng nói ra. Cái này hắc thủ rất có thể liền là gián lâm thiên mã đại lục chi kia nhân tộc. Lão ma nhẹ giọng nói ra. Muốn tổ kiến liên quân hướng nhân tộc tuyên chiến sao? Lão yêu ánh mắt nóng bỗng hỏi, nếu là chỉ có một cái bạch hồng đào mà nói chúng ta bốn vị có thể chiến thắng, bất quá bây giờ chi kia nhân tộc lại còn có một tôn thập nhất cấp tại thế thần minh. Cổ sơ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, hai vị này nếu là liên thủ mà nói chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vậy làm sao xử lý? Lão ma thần sắc ngưng trọng nói. Chư vị trước mắt có hai cái lựa chọn. Cổ sơ trầm ngâm một cái liền nói, cái thứ nhất lựa chọn liền là chúng ta chậm rãi ẩn nút, đợi đến ta tu vi đi đến đệ tam cảnh cực hạn, Ta sẽ dẫn đầu yêu tộc tự mình đánh lên nhân tộc, cái thứ hai lựa chọn liền là các tộc xuất ra thời gian tinh thạch, ta lợi dụng thời gian tinh thạch mau sớm tăng lên tu vi, đương nhiên xem như hồi báo chờ công phá nhân tộc sau, nhân tộc tại nguyên ta chỉ cần một phần nhỏ. Nghe vậy lão ma, lão hoang sắc mặt không khỏi biến đổi. Cổ sơ ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi hiện tại nếu là xuất ra thời gian tinh thạch, tương lai có lẽ sẽ phân các ngươi một chén canh, nhưng các ngươi nếu là không cầm thời gian tinh thạch mà nói, đến lúc đó liền cùng các ngươi không có cái gì quan hệ lão ma, ngươi nghĩ như thế nào? Lão hoang bí mật truyền âm nói. Hiện tại chúng ta là cưỡi hổ khó xuống A. Lão ma sắc mặt bình tĩnh nói ra, cổ sơ kia gia hỏa nếu là đi đến cực hàng sau đó, ngươi cảm thấy đến lúc đó diệt nhân tộc sau đó, có thể hay không đối phó chúng ta đây? Ta nếu là cổ sơ mà nói nhất định sẽ xuất thủ. Lão hoang nghĩ đều không nghĩ liền nói. Ngươi nói chúng ta muốn hay không liên hợp nhân tộc đem cổ sơ giết chết đây? Lão ma âm chắc chắc nói ra. Đừng quên cổ sơ là từ đâu đi đi ra, Lão Hoang chậm rãi lắc lắc đầu nói, vì kia thế nhưng là từ đệ nhất cấm địa bên trong đi ra, trời biết rõ vị này trong tay có cái gì ác chủ bài. Tất nhiên biết rõ vị này tương lai sẽ đối phó chúng ta, vậy chúng ta tại sao còn muốn xuất ra thời gian tinh thạch đây? Lão Ma nói trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đến lúc đó Cổ Sơ tiến đánh nhân tộc thời điểm ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt. Lão Hoang nhẹ gật đầu. Hai vị đạt thành chiến lược hiệp nghị sau đó lão Hoang liền hướng Cổ Sơ nói ra, những năm này vì tăng lên trong tộc thực lực, thời gian tinh thạch đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Đúng vậy a, à, chúng ta tộc trưởng một khối đều không có. Lão ma bất đắc dĩ nói ra. Cổ sơ cười như không cười nhìn hai vị một cái, tất nhiên hai tộc không muốn cùng chúng ta yêu tộc cùng nhau chơi đùa, cổ sơ cũng không miễn cưỡng. Lập tức cổ sơ quay người rời đi, mà ở quay người sát na cổ sơ sắc mặt liền biến âm trầm xuống. Hai vị cự tuyệt nhường cổ sơ trong lòng rất khó chịu. Hắn hận không thể giết cái này hai vị nhưng là cân nhắc đến hai vị này thực lực, cổ sơ không thể không kiềm chế xuống dưới. Cũng may cổ sơ không có bỏ gánh rời đi, mà là nói cho các tộc gần nhất phát sinh một hệ liệt tranh chấp, là nhân tộc ở phía sau dở trò. Bất quá ngay ở các tộc trở lại trong tộc sau đó liền khiếp sợ phát hiện liền ở bọn hắn mở hội thời điểm các tộc đều bị nghiêm trọng đánh lén. Vô luận là hoang tộc hay là ma tộc hoặc là cốt tộc các loại đều có đại thế lực bị nhổ tận gốc, có thế để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là hết lần này tới lần khác yêu tộc bên này không có gặp phải đả kích. Tại sao yêu tộc không có việc gì? này nhất định là nhân tộc muốn ly gián chúng ta trò xiết. Nhưng là ta được đến tình báo, nhân tộc đoạn này thời gian trung thực. Chuyện này tại sao không có khả năng là yêu tộc làm đây? Hiện tại yêu tộc có kinh thế thiên tài cổ sơ gia nhập liên minh, căn bản là không đem chúng ta các tộc để ở trong mắt. Ta liền muốn biết tại sao trùng hợp như vậy đây. Yêu tộc bên này để cho chúng ta tiến về bạch đầu sơn hòa đàm, bên này chúng ta các tộc liền bị trọng thương. Không muốn chuyện gì đều đẩy lên nhân tộc trên đầu được sao? mâu thuẫn cùng tranh chấp không phải một trận hòa đàm liền có thể giải quyết dù là phía trên áp dụng cao áp trạng thái cũng chưa hẳn liền có tác dụng huống chi hiện tại hoàng tộc cùng ma tộc cố ý đẩy động chút này khiến cho các đại tộc quần đối yêu tộc đều tràn đầy lên nói ngắn gọn trận này hòa đàm cuối cùng kết quả là các tộc ở giữa phân chia thành ba cái thế lực cái thứ nhất thế lực liền là yêu tộc cùng đi theo yêu tộc tộc đàn cái thứ hai thế lực là lấy hoang tộc cùng ma tộc làm chủ tộc đàn cái thứ ba thế lực là cốt tộc linh tộc các tộc quần tổ thành một cái liên minh nơi này được nói một chút cốt tộc cùng linh tộc. Hai cái này tộc đàn đã từng đều có tại thế thần minh, thậm chí cốt tộc còn có hai tôn tại thế thần minh. Nhưng là ngay ở các tộc tiến công nhân tộc thời điểm Bạch Khuynh Thành vận dụng tiếu vinh quang cho nàng pháp chỉ. Tấm kia pháp chỉ đem cốt tộc cùng linh tộc tại thế thần minh đều đánh chết, về phần ma tộc, hoang tộc tại thế thần minh bởi vì tại thiên ngoại cùng Bạch Hồng đào đấu mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Mà ngoại trừ những cái này thế lực bên ngoài còn có một cái thế lực, kia chính là huyết tộc. Huyết tộc hiện tại cùng cái nào tộc đều không hợp, Bất quá nếu bàn về tổng hợp thế lực lại không kém. Dù sao huyết tộc còn có một tôn tại thế thần minh, dù là tôn này tại thế thần minh cũng đã già nua. Loại này thế cục là nhân tộc vui với nhìn thấy. Bởi vì ý vị này các tộc không bao giờ còn có khả năng tổ kiến giống trước đó liên quân. Nhưng là nhân tộc cao tầng nhưng cũng rõ ràng chỉ cần cổ sơ đi đến đệ tam cảnh cực hạn đại chiến sẽ lại một lần nữa mở ra. Bạch gia. Đợi đến Bạch Đầu Sơn sự tình kết thúc sau đó Bạch Hồng Đào liền đem nhân tộc đại bộ phận tướng sĩ điều khiển đến Bạch gia. Hôm nay Sở Dĩ đem chư vị gọi tới, là muốn đưa cho chư vị một trận tạo hóa. Bạch Hồng Đào quét mắt toàn trường một cái sau đó nói, nghe vậy toàn trường tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Không biết Trắng Minh chủ nói tạo hóa là cái gì? Một cái tông môn tông chủ nhẹ giọng dò hỏi. Ẩn Minh Minh chủ đưa cho chúng ta 10 mai hạ phẩm thời gian tinh thạch. Bạch Hồng Đào cười nói ra, ta chuẩn bị đem này 10 mai thời gian tinh thạch toàn bộ đều dùng. Ẩn Minh Minh chủ? Ẩn Minh Minh chủ làm sao sẽ đưa trân quý như vậy đồ vật? chúng ta cùng ẩn minh cũng đã kết minh sao? đối mặt nhân tộc các đại thế lực cao tầng hỏi thăm bạch hồng đào gật đầu nói, ẩn minh đường xa mà đến chính là vì giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. nhưng là ẩn minh đi tới thiên mã đại lục sau đó cái gì đều không có làm a. À? vũ kiếm tông tông chủ trầm mặt một cái liền nói, đúng vậy a, à, ta thấy là ẩn minh đang kinh doanh thị huyết vực. thính vũ các các chủ phụ họa nói ra, ẩn minh không có trước khi đến thiên mã đại lục là cái gì thế cục, ẩn minh đến sau đó thiên mã đại lục cái gì thế cục chẳng lẽ chư vị trong lòng không có một chút về số sao? Bạch Anh Hùng không nhịn được nói ra. Có ý tứ gì? Thính vũ các các chủ là một cái dáng người thước tha nữ tử, nghe được Bạch Anh Hùng nói như vậy tự hồ nghĩ tới cái gì? Ẩn Minh đi tới thiên mã đại lục kiện thứ nhất sự tình liền là giết chết huyết tộc tam đại vương tộc một trong Ebola nhất tộc, sau đó càng là một tay chủ đạo các tộc liên quân cùng huyết tộc tộc chiến. Bạch Anh Hùng nhìn xem thính vũ các các chủ nghiêm mặt nói, đoạn thời gian này các tộc ở giữa thảo phạt lẫn nhau, ngươi cảm thấy thực sự là các tộc mâu thuẫn bạo phát sao? Nói đến đây Bạch Anh Hùng cười lạnh nói, hồn nhiên, nếu không có dịp công tử âm thầm xuất thủ, các tộc làm sao có thể kiềm chế không được đây? c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, truyenen.com gạch chéo member gạch chéo chín một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyenen.com gạch chéo tan.vo.doc.ton, 10 vạn năm trước kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1995 Rời đi Nguồn Mê truyện audio.com cổ sơ ở bạch đầu sơn muốn tổ kiến một cái thực lực mạnh mẽ kết minh thế nhưng là hiện tại các tộc liên minh lại phân chia thành tam đại thế lực các ngươi liền không có cân nhắc qua cấp độ sâu nguyên nhân sao theo lấy bạch anh hùng êm tai nói toàn trường tu sĩ sắc mặt không khỏi thay đổi bọn họ lúc này mới ý thức được dịp hạo vì bọn họ làm bao nhiêu sự tình buồn cười là bọn họ còn cảm thấy ẩn minh cái gì đều không có làm không thể không nói đây là một cái thiên đại chăm chọc nhưng là ẩn minh đi tới thiên mã đại lục cũng đang không ngừng cướp bóc các đại thế lực a băng phách tông tông chủ cung văn xương nhàn nhạt nói ra Người có phải hay không cảm thấy ẩn minh liền nên vô điều kiện trợ giúp chúng ta đây bạch anh hùng đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem cung văn xương nói ta muốn hỏi cung tông chủ ẩn minh thiếu chúng ta cái gì đâu ta muốn nói là ẩn minh đi tới thiên mã đại lục chính là vì cướp bóc tài nguyên cung văn xương lại là cười lạnh nói im miệng bạch hồng đào quát lớn cung văn xương đang chờ nói cái gì thời điểm một đạo băng lãnh thanh âm lại là phá vỡ toàn trường vì tiếng đánh ebola vương tộc ngươi biết rõ chúng ta ẩn minh đập bao nhiêu tài nguyên sao? Trần Minh Huy thân ảnh trong đám người kia mà ra, các ngươi thiên mã đại lục nhân tộc không nghĩ cảm kích cũng liền bình thường, vẫn còn chửi bới chúng ta là vì dị tộc tài nguyên. Chẳng lẽ không phải sao? Cung Văn Sương nhìn chầm chầm Trần Minh Huy nói. Buông cười. Trần Minh Huy nhìn xem Cung Văn Sương ánh mắt liền giống đang nhìn một cái ngu bê, lấy chúng ta ẩn minh thực lực muốn tài nguyên, hoàn toàn có thể tiến đánh cái khác đại lục, làm sao đến mức giống hiện tại quý thủ úy cước nói đến đây Trần Minh Huy hất lên ống tay áo, chuyện này ta sẽ bẩm báo nhà của ta công tử. Nói xong câu nói này Trần Minh Huy xoay người rời đi. Cung văn xương sắc mặt soát một cái thay đổi. Hắn không nghĩ tới Trần Minh Huy nói đi là đi. Trần Huynh. Bạch Anh vệ vội vàng ngăn cản Trần Minh Huy đường đi. Các ngươi bạch gia muốn giam người sao? Trần Minh Huy nhìn chầm chầm bạch anh vệ chậm rãi nói ra. Bạch anh vệ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Trần Huynh, nói đùa. Vậy vì sao ngăn ta lại đường đi? Trần Huynh, đây là một cái hiểu lầm. Bạch Anh Vệ nói đến đây liền nhìn về phía Cung Văn Sương nói, Cung Tông Chủ, còn không mau hướng Trần Huynh xin lỗi. Cung Văn Sương đóng chặt miệng. Mà lúc này trọng kiếm Tông Tông Chủ lạnh lùng nhìn xem Cung Văn Sương, ẩn minh đến đây thiên mã đại lục trước đó chúng ta quả thực là có bao nhiêu gian nan, người sẽ không như thế nhanh liền quên đi à. Đừng nói ẩn minh không phải vì tài nguyên mà đến, dù là nhân gia là vì tài nguyên mà đến, liền hướng về phía hắn hiểu rõ chúng ta nguy cơ, phần ân tình này ta cả một đời đều trả không hết cho dù là con chó còn biết rõ cảm ơn đây. Không nghĩ đến chúng ta liên minh bên trong còn có bạch nhãn lan đây. Liên minh bên trong vẫn có rất nhiều cao tầng biết rõ cảm ơn. Cũng không thể nói như vậy. Thính vũ các các chủ lại nắm giữ tương phản ý kiến, trời biết rõ ẩn minh có phải hay không ông lấy thay thế chúng ta tâm tư. Loại này sự tình không thể không phòng. Vũ kiếm tông tông chủ nhẹ gật đầu nói ra. Trần Minh huy sắc mặt biến tái nhật. Hắn không nghĩ đến những cái này gia hỏa sẽ như vậy vu hãm dịp hạo đây là trần minh huy không thể dễ dàng tha thứ các ngươi rất tốt trần minh huy lạnh lùng quét mắt cung văn xương đám người một cái hóa thành một vệt sáng rời đi bạch hồng đào nhìn xem cung văn xương đám ba người ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ ngươi biết rõ các ngươi đang làm cái gì sao cung văn xương ngạnh lấy cổ nói lúc nào liên minh ngay cả lời đều không thể nói ngươi bạch hồng đào hận không thể một bàn tay chụp chết cung văn xương bất quá hắn cũng rõ ràng lúc này không thể xuất thủ nhân tộc lúc này thực sự không thích hợp nội đấu Bạch Hồng Đào không phải không biết nhân tộc các đại thế lực ở giữa có mâu thuẫn, thế nhưng là những năm này ở các tộc liên minh cường thế áp bách dưới, những cái này mâu thuẫn đều bị cưỡng ép che giấu. Mà hiện tại các tộc liên minh vừa mới sụp đổ những cái này gia hỏa liền nhảy ra. Cha, đem những cái này ẩn chứa giả tâm gia hỏa trấn áp a. Bạch Anh Hùng trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Bạch Anh Hùng ở ẩn minh đợi thời gian rất rõ ràng ẩn minh thực lực là bậc nào cường hoành. Dạng này một chi thế lực trên thực tế cũng đã không kém gì bạch gia thống lĩnh nhân tộc liên minh ngoại giới đối ẩn minh thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp. Bạch Hồng Đào trầm mặt không nói. Cung Văn xương ba người sắc mặt lại là biến âm trầm xuống. Bạch Anh Hùng, chú ý ngươi ngôn từ. Thính Vũ các các chủ đôi mắt đẹp bên trong toát ra một vòng hàng quang. Các ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại chúng ta có thể gối cao không lo? Bạch Anh vệ âm thanh lạnh lùng nói, các tộc châm đối chúng ta liên minh thật là sụp đổ, có thể cái này không mang ý nghĩa chúng ta liền là bọn họ đối thủ đợi đến cổ sơ tu vi lại tiến một bước sau đó, liền có thể tổ kiến một chi so trước đó còn muốn cường đại liên minh, ta rất muốn biết rõ đến lúc đó chúng ta như thế nào tự xử. Đem ẩn minh bước đi đối các ngươi có chỗ tốt gì? Loan phượng các các chủ tức giận quát lớn. Ta rất muốn biết rõ các ngươi ba vị có phải hay không nội gian. Thanh tuyền tông tông chủ kinh nghi bất định nói. Những năm này chúng ta thất lợi không phải một lần hai lần, ta đã sớm hoài nghi liên minh bên trong có nội gian. Hắc thủy tông tông chủ trong mắt lộ ra xem kỹ thần sắc, nghe được giữa sân cao tầng nguyên một đám châm đối bản thân cung văn xương ba người nguyên một đám khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ giận là không nghĩ tới có nhiều như vậy cao tầng châm đối kinh hãi là bạch hồng đạo sẽ không đối bọn họ ra tay đi thời gian cứ như vậy từng điểm từng điểm đi qua ước chừng đi qua mấy phút sau đó một đạo uyển chuyển thân ảnh ở một cái thị vệ dẫn đầu xuống tới đến đại điện này nữ tử vừa mới xuất hiện toàn trường tu sĩ liền không tự chủ được rơi vào trên người nàng phong thái yếu điệu khuynh quốc khuynh thành mà nhường toàn trường cao tầng cảm thấy chấn kinh là này nữ tử trên người tràn ngập ba động. Cổ này ba động ẩn mà không phát, lại tràn ngập trận trận uy áp. Tiên vương cảnh cường giả khả năng có dạng này uy áp. Này nữ tử chẳng lẽ là cửu cấp thiên tài hay sao? Bạch Anh Vệ cùng Bạch Anh Hùng đều là cửu cấp thiên tài, thế nhưng là năm đó bọn họ cũng không áp lực này. Thập cấp thiên tài. Dạng này tồn tại nếu là đi đến đệ tam cảnh mà nói chẳng phải là có thể quét ngang thiên mã đại lục. Quét ngang thiên mã đại lục còn làm không được, nhưng chế phách một phương vẫn là không có vấn đề ngay ở toàn trường tu sĩ thảo luận quá trình bên trong này nữ tử nhìn về phía bạch hồng đào bạch minh chủ hôm nay ta tới là đại biểu nhà của ta công tử hướng ngươi chào từ biệt chào từ biệt bạch hồng đào sắc mặt biến đổi chúng ta ẩn minh đến đây chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp các ngươi nhưng không ngờ bị người hiểu lầm vì muốn cướp lấy lợi ích trần nguyệt lan thần sắc bình tĩnh nói ra tất nhiên dạng này chúng ta lập tức rời đi thiên mã đại lục về sau các ngươi sinh tử cùng chúng ta lại không quan hệ trần tiểu thư bạch anh hùng sắc mặt đại biến trần nguyệt lan nhìn thoáng qua bạch anh hùng chợt xoay người rời đi trần tiểu thư bạch hồng đào vội vàng nói ra đó là cái hiểu lầm có phải hay không hiểu lầm không trọng yếu tóm lại chúng ta phải đi trần nguyệt lan lơ đễnh nói chư vị bảo trọng trần nguyệt lan nói đi là đi không chút nào dây dưa dài dòng nhân tộc cao tầng thần sắc tức khắc thay đổi C.O.N.V.E.R.T.E.R. -e thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP Truyền com gạch chéo tan vo chấm dọc chấm ton, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1996 Thuyết phục Nguồn Mê truyện audio com Kỳ thật nhân tộc cao tầng bên trong có một bộ phận đối ẩn minh bảo trì cảnh giác. Bởi vì trong lòng bọn họ ẩn minh thuộc về ngoại la giả. Này thuộc về bài ngoại tâm lý. Thế nhưng là theo lấy Trần Nguyệt Lan biểu thị ẩn minh muốn rời đi thời điểm bọn họ không thể tránh khỏi lúng cúng, bọn họ rất rõ ràng ẩn minh nếu là rời đi mà nói các tộc liền không có người nào kềm chế. Nhưng là Trần Nguyệt Lan đi dứt khoát. Các ngươi đây là đang tự chui đầu vào rọ. Bạch Anh Hùng trống lên một câu liền hướng về Trần Nguyệt Lan đuổi tới. Vũ Kiếm Tông, Thính Vũ Cát, Băng Phách Tông, ba người các ngươi tông có thể rời đi liên minh rồi. Bạch Hồng Đào đè nén trong lòng nội ý nói ra. Minh chủ, ngươi đây là ý gì? Vũ Kiếm Tông tông chủ sắc mặt biến đổi, Bạch Anh vệ, ngươi phụ trách đem Tam Tông đệ tử cùng thế lực từ Liên Minh bên trong toàn bộ loại bỏ ra ngoài." Bạch Hồng Đào nhìn về phía Bạch Anh vệ lạnh lùng nói. "Tuân mệnh." Bạch Anh vệ ứng tiếng nói. Bạch Anh vệ đã sớm nhìn ba cái này gia hỏa không vừa mắt. Bởi vậy Bạch Anh vệ đều không có ngăn cản. "Minh chủ, ngươi là muốn cho Liên Minh sụp đổ sao?" Thính Vũ các các chủ có chút hốt hoảng hỏi. Liên Minh vốn chính là thành đoàn hỗ trợ nhau. Bạch Hồng Đào nhàn nhạt nói ra, ta bạch gia vốn liền không có nghĩ tới mượn nhờ liên minh trưởng khống chư vị, bởi vậy chư vị rời đi ta bạch gia cũng không tất yếu ngăn cản. Thính vũ các các chủ tức khắc trận tròn mắt. Minh chủ. Vũ kiếm tông tông chủ vừa mới mở miệng bạch hồng đào liền đánh gãy hắn lời nói, ta lời không có nghe được sao. Vũ kiếm tông thần sắc trên mặt tức khắc cứng lại rồi. Mà lúc này bạch hồng đào lại là mang theo bạch anh vệ hướng về thị huyết vực phương hướng bước đi. Vòng huyết vực. Nhưng tết tộc trưởng không nghĩ tới là Diệp Hạo sẽ đến bái phỏng hắn vong huyết vực đã từng là thuộc về Alexander nhất tộc, bất quá theo lấy áp lực núi lớn nhất tộc gặp phải trọng thương sau, lại tăng thêm các tộc lần lượt kết minh huyết tộc không thể không thành đoàn hỗ trợ nhau, bởi vậy Alexander nhất tộc liền lựa chọn phụ thuộc tét tộc, đây cũng là tại sao vong huyết vực tét tộc tộc trưởng ở nơi này nguyên nhân. Diệp Hạo đến nơi này làm cái gì? Alexander tộc tộc trưởng trong mắt tràn đầy giữ tận sát cơ nói. Diệp Hạo nói cùng tộc trưởng ngươi nói một bút xin ý. Tết tộc một vị trưởng lão nói khẽ. Nói xin ý, Tết tộc trưởng trầm ngâm một cái liền nói, mời dịp công tử tiến đến. Alexander tộc trưởng lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi nên rõ ràng dịp hạo thực lực. Tết tộc trưởng nhìn xem Alexander tộc trưởng nghiêm mặt nói, dù là chúng ta tập kết toàn bộ huyết tộc, đều chưa chắc là ẩn minh đối thủ A, lui một bước giảng dù là chúng ta thắng, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể thắng hạ cái gì? Alexander tộc trưởng trầm mặt xuống. Hắn không phải không biết đạo lý này, thế nhưng là huyết tộc đi đến hôm nay đạo lý, liền là dịp hạo một tay dẫn đến A, hai vị tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Hạo theo lấy một tôn trưởng lão tiến đến sau đó liền lại cười nói. Alexander tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Các tộc trưởng trên mặt mang tiếu dung, Diệp công tử làm sao có rảnh đến ta huyết tộc. Ta tới huyết tộc là muốn cùng hai vị nói một bút sinh ý. Sinh ý. Các tộc trưởng ánh mắt lóe lên nói, không biết Diệp công tử ngươi muốn nói cái gì sinh ý. Không biết các tộc trưởng cảm thấy thì huyết vực giá trị mấy phần đây. Diệp Hạo cười híp mắt hỏi tết tộc trưởng hô hấp trì trệ ngươi có ý tứ gì ta tới thiên mã đại lục chỉ là tu dưỡng một phen hiện tại tu dưỡng không sai biệt lắm tự nhiên thì cũng nên rời đi diệp hạo nhìn xem tết tộc trưởng nói ta chuẩn bị đem thị huyết vực trả lại huyết tộc ngươi nói thật tết tộc trưởng hô hấp đều biến dồn dập lên Thị huyết vực rất thích hợp huyết tộc sinh tồn nếu là có thị huyết vực sau đó huyết tộc cũng có thể càng nhanh khôi phục nguyên khí nhưng là thị huyết vực là ta vất vả đánh xuống, dù là ta hữu tâm đem thị huyết vực trả lại cho các ngươi, nhưng là ta lo lắng ta thuộc hạ không đáp ứng a. À. Diệp Hạo cười nói ra. Các tộc trưởng tức khắc hiểu Diệp Hạo ý tứ. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta chỉ cần đẳng cấp cao tài nguyên. Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh nói ra, làm sao cũng phải là tiên vương cấp tài nguyên, trừ cái đó ra bán thần cấp cũng không thể ít. Bán thần cấp vật liệu 30 kiện, tiên vương cấp vật liệu 300 kiện. Các tộc trưởng trầm ngâm thật lâu chậm rãi nói ra đệ tam cảnh không thể ít hơn 3 kiện, đệ nhị cảnh không thể ít hơn 10 kiện, vương cấp đỉnh phong không thể ít hơn 30 kiện, vương cấp cao dài không thể ít hơn 100 kiện. Diệp Hạo lúc này liền nói. Có thể. Tết tộc trưởng suy nghĩ một cái liền nhẹ gật đầu. Xem ở Tết tộc trưởng sản khoái như vậy phân thượng ta ở trước khi đi có thể giúp các ngươi một chuyện. Diệp Hạo cười nói ra. Ngươi ý là. Không biết Tết tộc trưởng nhưng có thống hận thế lực. Nếu là có mà nói ta có thể giúp các ngươi xuất thủ. Diệp Hạo trừng mắt nhìn, ngươi đây là muốn chúng ta huyết tộc lưng nổi oan ức này sao? Alexander tộc trưởng cười lạnh nói, vậy cứ coi như ta chưa nói. Diệp Hạo nhún vai, Diệp công tử nếu là thuận tiện mà nói không bằng giúp chúng ta đem vạn cốt vực bình. Tắc tộc trưởng nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói ra, Tết tộc trưởng, ngươi đây là không phải có chút ngoan a? À. Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vạn cốt vực thế nhưng là cốt tộc thánh địa a đem vạn cốt vực bình thế nhưng là tương đương với cùng cốt tộc tuyên chiến a định hải châm không có trở thành tại thế thần minh trước đó diệp hạo còn không nghĩ lộ liễu như vậy bởi vì ý vị này diệp hạo đến lúc đó không thể không vận dụng ác chủ bài ác chủ bài loại này đồ vật có thế không cần liền không cần diệp công tử nếu là làm không được mà nói liền đem khô cốt vực bằng nhau a tết tộc trưởng cười nói ra kỳ thật hắn căn bản là không có trông cậy vào diệp hạo bằng nhau vạn cốt vực có thể diệp hào gật đầu nói ta liền trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đợi đến Tết tộc trưởng lấy ra đồ vật sau, ta bên này lập tức liền xuất động đại quân. Diệp Hạo mới vừa trở lại ẩn minh liền thấy được Bạch Hồng Đào chờ hơn 10 vị nhân tộc cao tầng. Diệp công tử, minh chủ đã đem thính vũ cát, băng phách tông, vũ kiếm tông tam đại tông môn trục xuất tông môn. Bạch Anh Hùng nhìn thấy Diệp Hạo lần đầu tiên liền bận biểu nói ra. Ta rõ ràng ta là một cái ngoại la giả, nhưng ta tới thiên mã đại lục thật chỉ là muốn trợ giúp nhân tộc. Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh quét toàn trường một cái nói, đã các ngươi không chào đón chúng ta, chúng ta đi liền là. Diệp công tử, ta tin tưởng cung văn xương như thế con sâu làm đầu nồi canh không có mấy cái. Bạch Hồng Đào nghiêm túc nhìn xem Diệp Hạo nói. Bạch Minh Chủ, có một việc có lẽ các ngươi cho tới bây giờ không có làm rõ ràng qua. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra, chúng ta ẩn minh không nợ các ngươi, các ngươi có thể không cảm kích chúng ta, nhưng là chỉ cần các ngươi chửi bới, chúng ta tùy thời liền sẽ rời đi. Diệp công tử, ngươi nếu là đi mà nói các tộc đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, à, chúng ta liên minh hiện tại có thể không đối phó được các tộc liên quân a. À? Diệp công tử, yêu tộc cổ sơ rất có thể là thập nhị cấp thiên tài, ngươi nếu là đi mà nói đến lúc đó ai tới đối phó hắn a? À? Diệp công tử, chúng ta liên minh đối ngươi làm việc tâm tồn cảm kích, mời ngươi không muốn bởi vì một chút tiểu nhân ngôn ngữ liền rời đi. C o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, com gạch chéo member gạch chéo một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, com gạch chéo tan vo. Dọc TON, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đồng Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1997 Hàng giỏm Nguồn Mê truyện audio.com Đối mặt các đại thế lực chi chủ giữ lại dịp hào trong lòng khẽ thở dài một cái. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều gia hỏa không cho bản thân rời đi là bởi vì bọn hắn muốn cho ẩn minh đối phó các tộc liên minh cùng cổ sơ A, các ngươi chết sống cùng ta có quan hệ gì, Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Trần Nguyệt Lan nói, tiễn khách. Mời đi. Trần Nguyệt Lan trầm mặt nói. Diệp công tử. Một cái trung niên vội nói. Mời. Trần Nguyệt Lan nhấn mạnh một cái. Chư vị ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, đành phải rời đi. Rất nhanh giữa sân chỉ còn lại Bạch Hồng Đào. Diệp công tử, ngươi thật muốn rời đi. Bạch Hồng Đào nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói ra. Diệp Hạo gật đầu. Phát sinh chuyện này ta rất xin lỗi, Bạch Hồng Đào rõ ràng Diệp Hạo đi chắc rồi, Diệp Hạo trầm ngâm một cái liền đưa cho Bạch Hồng Đào một cái càng không túi. Cái này cho Bạch Khuynh Thành. Nghe được như thế Bạch Hồng Đào liền vô ý thức hỏi, đây là thứ gì? Diệp Hạo không có trả lời. Bạch Hồng Đào cũng không có hỏi lại. Về tới Bạch gia sau đó Bạch Hồng Đào liền đi đến Bạch Khuynh Thành bế quan chi địa, nhưng hắn kinh ngạc là Bạch Khuynh Thành tiến nhập đến cấp độ sâu ngộ đạo, nhìn thấy bậc này tình huống Bạch Hồng Đào cũng không có quấy rầy. Bạch Hồng Đào không biết là liền là bởi vì chính hắn chần chờ nhường Bạch Khuynh Thành lần nữa bỏ qua Diệp Hạo. Thì huyết vực phụ cận cùng bốn cái đại vực giáp giới. Theo thứ tự là yêu tộc Thanh Thủy vực, ma tộc Giác Ma vực, cốt tộc Khô Cốt vực, huyết tộc Phong Huyết vực. Làm Diệp Hạo chiếm được tét cho dược tài cùng vật liệu sau đó liền hạ lệnh đại quân hướng ba cái này đại vực chinh phạt. Một màn này nhường tét chờ huyết tộc cao thủ toàn bộ đều kinh trụ. Bởi vì tét âm thầm điều động một nhóm cao thủ chuẩn bị đoạt một chút chỗ tốt đây. Làm sao có thể? ẩn minh làm sao có thể có nhiều như vậy cao thủ. Ba cái đại vực mỗi cái tiến công phương hướng đều có 100 tôn bán thần, 3.000 tôn tiên vương, 10 vạn tiên tôn, 300 vạn tiên chủ. Ngoài trừ những cái này tướng sĩ sau đó còn có 10 chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm, 100 chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm, hơn nữa những cái này chiến hạm đều có hai cái pháo đài, mỗi cái pháo đài đoán chừng đều có thể liên tục phát xạ. Ta trời ạ, à, ta thấy được cái gì? Tiên chủ trong tay đều cầm tôn cấp đỉnh phong chiến đấu khí giới. Cao đoan chiến lực duy trì toàn thịnh ưu thế, trung tầng chiến lực càng là có thể làm được miễu sát, này tam tộc trừ phi dốc hết tinh nhuệ mới có thể ngăn cản. Ẩn minh đây là muốn nhất lên tộc chiến sao? Hơn nữa còn là đồng thời khiêu chiến tam tộc. Này tam tộc đều là đỉnh tim chủng tộc. Ẩn minh tiến lên tốc độ thực sự quá nhanh, cũng quá đột ngột. Ngoại trừ huyết tộc mấy vị cao tầng bên ngoài các tộc đều không rõ ràng. Ẩn minh, các ngươi làm cái gì? Đóng giữ thanh thủy vực thủy yêu vừa sợ vừa giận nói. Ta ẩn minh sắp rời đi thiên mã đại lục, rời đi trước đó muốn lấy một chút tài nguyên phụ trách tiến công thanh thủy vực là Trần Trung Đức, nghe vậy hắn cao giọng nói ra. Các ngươi muốn cái gì tài nguyên chúng ta cho liền là? Chúng ta cần tài nguyên quá nhiều, các ngươi căn bản là cho không nổi. Trần Trung Đức nói đến đây liền chỉ phía trước thành trì nói, một khắc đồng hồ bên trong cho ta cầm xuống tòa thành trì này. Tuân mệnh! Tuân mệnh! Tuân mệnh! Sau một khắc phô thiên cái địa công kích liền giáng lâm đến thanh thủy vực thành trì. Răng rắc! Thanh thủy vực hộ thành trận pháp bể nát, cái này không có thể nói bọn họ trận pháp trát rủi. Thật sự là công kích mạnh độ khó quá lớn. 100 tôn bán thần lại tăng thêm 110 chiếc chiến hạm liền là hơn 200 tôn bán thần A, à, những cái này bán thần cùng nhau xuất thủ cái gì trận pháp có thể ngăn được A, à, trận pháp phá toái sau đó mấy ngàn tên tiên vương cùng tiên tôn, tiên chủ liền nhau nhau đánh ra bản thân thần thông cùng huyền thuật. Như bẻ cành khô. Cũng liền ở hôm nay yêu tộc cường giả rốt cục minh bạch tại sao Ebola vương tộc như vậy thời gian ngắn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát mấy trăm vạn tôn cấp đỉnh phong chiến đấu khí giới liền cùng không cần tiền một đợt lại một sống. Toàn bộ tường thành đều bị vô tình xuyên thủng được sao? Loại kia tình huống dưới kiên trì có thể kiên trì chỉ có bán thần cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Vấn đề là bán thần cường giả đều bị ẩn minh bán thần cùng chiến hạm khóa được a, à, các ngươi ẩn minh khinh người quá đáng. Một tôn đầu đầy tóc bạc lão giả gầm thét vọt tới giữa không trung, chợt hắn một trảo liền hướng về nhân tộc phương hướng tìm kiếm. Kinh khủng ba động giống như hãng hải đồng dạng phô thiên cái địa tràn ngập ra mắt thấy liền phải đem mấy ngàn tên nhân tộc tu sĩ chôn vùi thời điểm một tôn đứng ở trong thương khung thân ảnh bỗng nhiên xé rách một trương pháp chỉ tấm pháp chỉ này triển khai sát na liền hóa thành một cái to lớn kiêu dương kiêu dương gào thét lên đem đạo kia thân ảnh bao khỏa đến trong đó a à, lão giả kia ở trong kiêu dương không ngừng mà dãy dụi nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi bán thần pháp chỉ để tam cảnh cực hạn bán thần pháp chỉ ẩn minh chẳng lẽ không có cấp bậc này cao thủ sao ngay ở một chút cao thủ suy đoán thời điểm một đạo bao trùm ở trên chúng sinh thân ảnh xuất hiện ở trên thương khung. Không phải định hải châm lại là ai đây? Bất quá lúc này định hải châm toàn thân trên dưới nở rộ khí thế so ban đầu ở Đông Hải thời điểm còn muốn cường hoành. Thoáng một cái liền trấn trụ toàn trường. Cổ này ba động. Tại thế thần minh chẳng lẽ có cấp bậc này ba động. Bạch Hồng Đào là 10 cấp tại thế thần minh, nhưng luận ba động lại kém xa vị này. Chẳng lẽ vị này là thập nhất cấp tại thế thần minh hay sao? Có khả năng A lần này các tộc người nào còn dám xuất thủ ta muốn các tộc tại thế thần minh đoán chừng đều không dám lộ diện lộ diện mà nói khó tránh khỏi sẽ không bị vị này giết a định hải châm thần sắc lạnh lùng quét mắt toàn trường một cái nói yêu tộc ma tộc cốt tộc tại thế thần minh đây vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc hoặc là cốt tộc không có một cái dám đáp lại ai dám đáp lại đáp lại mà nói vị này thật có khả năng xuất thủ a không có gan đồ vật định hải châm cười lạnh nói Tam tộc tu sĩ đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng lúc này lại có thể nói cái gì đây? Định Hải châm biểu hiện thực sự quá mạnh, các tộc tại thế thần minh hiện thân, ngoài trừ vẫn là không có loại thứ hai khả năng. Nhưng là rất nhanh các tộc vẫn là phát hiện vấn đề. Bởi vì ẩn minh đồng thời khiêu chiến tam tộc kết quả liền là tam tộc cao thủ không ngừng mà đến đây gấp rút tiếp viện. Nếu như nói vừa mới bắt đầu nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà nói, như vậy theo lấy thời gian đưa đẩy liền không có bao nhiêu ưu thế, nhưng là Định Hải châm lại từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ vị này tại sao không xuất thủ chẳng lẽ vị này là tự tin thân phận không nguyện ý xuất thủ sao đây chính là tộc chiến a rụt rè cái gì kinh vị này cũng không phải là hàng giỏm a vị này ban đầu ở đông hải thời điểm liền không có xuất thủ về sau ở vòng huyết vực thời điểm vẫn là không có xuất thủ muốn biết rõ vị này có phải hay không hàng giỏm thăm dò một cái chẳng phải biết người đi thăm dò a người sao không đi thăm dò ta cảm thấy vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt tại thế thần minh cũng không phải người nào đều có tư cách thăm dò a định hải chăm nghe bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán một trái tim không khỏi nhấc lên c o n v e r t e r thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây http truyền com gạch chéo member gạch chéo một một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http truyền com gạch chéo tan vo dọc com Chương 1998 Tứ phương thần thú thức tỉnh Nguồn Mê truyện audio com Định hải châm hiện tại còn xa xa không có đi đến tại thế thần minh cấp độ Dựa theo hắn phỏng đoán không có mấy trăm năm thời gian căn bản là làm không được Đây cũng là tại sao hắn không có xuất thủ nguyên nhân Nhưng là hiện tại nhìn đến các tộc cao thủ vẫn là hoài nghi hắn Công tử, làm sao bây giờ? Định hải châm trên mặt không có mảy may biến hóa Tuy nhiên lại âm thầm hướng Diệp Hạo truyền âm nói các tộc nếu là thăm dò mà nói ta xuất thủ là được. Diệp Hạo trầm mặt một cái liền nói. Ngươi xác định muốn đem ngươi thiên phú thần thông lãng phí ở chỗ này. Đúng lúc này Diệp Hạo trong tai vang lên một đạo trêu tức thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này sau đó Diệp Hạo trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi đã tỉnh. Mới vừa tỉnh liền gặp được ngươi tình trạng quẩn bách. Ngươi trước đó là tiến vào cấp độ sâu trong lúc chữa thương sao. Hiện tại ta thương thế đại khái tốt một phần trăm, rất nhanh liền muốn tiến vào cấp độ sâu chữa thương. Ngươi thức tỉnh cần bao lâu thời gian? Ta xem chừng cần mấy trăm năm. Mấy trăm năm. Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền nói, ngươi hôn mê trước đó lưu cho ta hai trương ác chủ bài chứ. Pháp chỉ sao? Ân. Ừ. Ngươi có thần kim sao? Có. Lấy ta hiện tại tình huống không thích hợp quá nhiều xuất thủ. Tứ phương thần thú nói đến đây một đạo thần bí lực lượng liền rót vào định hải châm thể nội. Định hải châm tức khắc cảm thấy bản thân tu vi lấy một loại kinh khủng tốc độ cuồng tiêu một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới định hải châm liền phát hiện bản thân cực hạn lại đến. Tình huống như thế nào? Không muốn ngăn cản. Lúc này định hải châm trong tai vang lên dịp hạo thanh âm. Tứ phương thần thú thức tỉnh. Định hải châm tức khắc ý thức được cái gì? Ân. Ừ. Mà ở nói chuyện quá trình trung định biển châm khiếp sợ phát hiện bản thân lần nữa phá vỡ một cái cực hạn. Làm sao có thể? Bởi vì ta áp chế ngươi lại tiến một bước khả năng. Tứ phương thần thú chậm rãi nói ra, cho nên liền sẽ không ngừng mà đánh vỡ ngươi cực hạn Tương lai ta có phải hay không cũng có thể đạt đến cái này cấp độ Định Hải Châm bận biểu hỏi Này cần đối ngươi thân thể tiến hành một chút tẩy lễ Tứ phương thần thú nhàn nhạt nói ra Đợi đến ta lại thức tỉnh sau đó có thể cho ngươi lại tiến một bước Tạ Định Hải Châm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Đúng lúc này Định Hải Châm phát hiện bản thân lại đạt đến một cái cực hạn Đây là thập nhị cấp cực hạn sao Định Hải Châm cả kinh nói ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Tứ phương thần thú nhàn nhạt nói ra. Định hải châm ứng một tiếng thần niệm liền không chút nào giữ lại hướng về bốn phía tràn ngập ra. Cổ này ba động, giống như hãng hải, phản phất thương khung. Toàn trường tu sĩ vô luận là ẩn minh vẫn là các tộc hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Định hải châm phản phất là cao cao tại thượng thần linh. Không cho phép kẻ khác khinh nhận. Lúc trong bóng tối vài tôn tại thế thần minh sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Người nào nói cho ta ẩn minh tôn này tại thế thần minh là 10 cấp. Ma tộc tại thế thần minh tức giận quát Ma tộc tại thế thần minh không thể không giận a à, nếu là sớm biết rõ định hải châm đi đến bậc này cấp độ đánh chết hắn đều sẽ không nhường ma tộc cao thủ gấp rút tiếp viện cổ này ba động làm sao đều hẳn là thập nhất cấp tại thế thần minh a à. hoang tộc tại thế thần minh thần sắc bất an nói thập nhất cấp tại thế thần minh tuyệt đối không có bậc này cấp bậc ba động cổ sơ lại là chậm rãi lắc lắc đầu cái gì yêu tộc tại thế thần minh giật mình nói nếu là ta đoán không nói bậy vị này hẳn là thập nhị cấp tại thế thần minh. Cổ sơ thần sắc ngưng trọng nói ra, đến cấp bậc này sau đó hai bên chiến lực chênh lệch không lớn. Cổ sơ mà nói nhường ba tôn tại thế thần minh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Âm. 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 Đúng lúc này giữa không trung một tôn lại một tôn các tộc đệ tam cảnh cường giả hóa thành cho tàn. Theo lấy 22 tôn đệ tam cảnh tồn tại vẫn lạc, định hải châm lại hướng về đối phương đệ nhị cảnh ra tay. Định hải châm hiện tại thực lực cỡ nào cường hoành cho dù là tại thế thần minh đều có thể miễu sát a, à, huống chi là đệ tam cảnh, đệ nhị cảnh tồn tại đây. Một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới mấy trăm vị đệ nhị cảnh cường giả liền lần nữa hóa thành tro tàn. Lui. Mau bỏ đi. Nhanh một chút chạy. Tam tộc tại thế thần minh nhìn thấy một màn này sau đó vội vàng hạ lệnh lui lại. Giờ khắc này vô luận là bán thần hay là tiên vương cường giả đều điên cuồng mà chạy trốn. Còn chiến cộng Long A, đại nhật chi trưởng. Định hải chăm khí định thần nhàn hướng về phía trước thúc đẩy một trưởng một vòng to lớn kiêu dương mang theo hủy thiên diệt địa uy lực hướng về chạy trốn thân ảnh rơi xuống một chút tu sĩ chạy trước chạy trước liền hóa thành tro tàn mà theo lấy thời gian đưa đẩy bị nhen lửa hóa thành tro tàn tu vi càng nhiều đợi đến vòng kiêu dương kia rơi ở trên mặt đất thời điểm mấy trăm vạn tu sĩ đều tống tán ai bảo ngươi giết bọn họ diệp hạo trừng định hải châm một cái nói những cái này tu sĩ nhục thân có thế đều có thể lợi dụng a à, lại càng không cần phải nói những cái này tu sĩ trên người còn có pháp bảo càng không túi loại hình hiện tại còn có cộng long a định hải châm trong mắt tức khắc lộ ra không có ý tứ thần sắc chợt một bàn tay liền hướng về kia ba tôn tại thế thần minh phương hướng vỗ tới ba tôn tại thế thần minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời thân hình bận biểu lui lại nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện định hải châm bàn tay như bóng với hình nói cách khác bọn họ ngoại trường ngăn cản bên ngoài không có cái thứ hai lựa chọn đồng dạng tới nói chỉ có cảnh giới cao tồn tại mới có thể làm được dạng này này khiến bọn họ càng thêm khẳng định định hải châm thập nhị cấp thực lực Ba tôn tại thế thần minh đối mặt liếc mắt liền từ hai bên trong mắt thấy được cùng nhau đồng ý nghĩ. Ngăn cản. Lúc này nếu là lại có bẩn thiểu mà nói thật có khả năng bỏ mình đạo tiêu A. thầm Âm. Âm. Nhiều người nào đều không có nghĩ đến là ba tôn này tại thế thần minh một chiêu đều không có ngăn trở. Bọn họ đồng thời phun máu rơi xuống. Lúc này nhưng không có tất yếu dấu dếm A. Hoang tộc tại thế thần minh nhìn hai người một cái nói. Ta mang theo hai trường pháp chỉ. Ma tộc tại thế thần minh nói ra ta cũng mang theo hai trương pháp chỉ yêu tộc tại thế thần minh đáp lại nói chúng ta duy nhất một lần địa điểm đốt sáu tấm pháp chỉ đồng thời chúng ta lại đánh ra đỉnh phong nhất kích hoang tộc tại thế thần minh truyền âm nói tốt không có vấn đề ba tôn tại thế thần minh âm thầm đạt thành hiệp nghị sau đó liền đồng thời xé rách sáu tấm pháp chỉ sáu đạo sáng chói quang huy bắn ra sau một khắc liền vạch phá không ngần thương khung hướng về định hải châm bao khỏa mà đến định hải châm lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này trong mắt không có mảy may kiên dè, dạ, chiếm lấy là sáng rực. Đến tốt. Định Hải châm luân động lấy nắm đấm hướng về phía trước đập tới. Làm chói mắt Quan Huy che mất tất cả sau đó vội vàng đánh ra một kích sau đó ba tôn tại thế thần minh lại là nhìn cũng không nhìn xoay người chạy. Vâng. Cứ như vậy không tiếc tháo chạy. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là một tôn bạch phát lão giả ngăn cản bọn họ đường đi. Bạch Hồng Đào. Bạch Hồng Đào, ngươi muốn tìm lên tộc chiến sao? Bạch Hồng Đào, ngươi hiện tại thối lui mà nói chúng ta có thể làm chuyện này không có phát sinh qua. c o n v e r t e r Thanh Phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991 tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1999. Rời đi. Ngôn. Mê truyện audio.com. Lui nghe được chữ này Bạch Hồng Đào không khỏi cười ha hả. Ba vị này nếu là đỉnh phong thời kỳ Bạch Hồng Đào còn sẽ kiên kỵ. Nhưng là hiện tại ba vị này đều bị trọng thương. Như vậy Bạch Hồng Đào còn có cái gì e ngại? Liên thủ. Ba tôn tại thế thần minh đối mặt liếc mắt liền cùng nhau xuất thủ. Âm. Âm. Nhưng hoang tộc tại thế thần minh cảm thấy kinh ngạc là yêu tộc cùng ma tộc tại thế thần minh lại bị Bạch Hồng Đào một quyền đánh thành mảnh vỡ. Làm sao có thể? sau một khắc hoang tộc tại thế thần minh liền ý thức được cái gì? Đáng chết! Hai vị này khả năng yếu như vậy sao? Không có khả năng. Bạch Hồng Đào Kinh Nghi nhìn xem hóa thành mảnh vỡ hai đạo thân ảnh, chợt một mặt hài hước nhìn xem hoang tộc tại thế thần minh, có phải hay không cảm thấy bị tính kế đây? Bạch Hồng Đào, cho con đường sống. Hoang tộc tại thế thần minh nhìn chầm chầm Bạch Hồng Đào nói. Hoang tộc tại thế thần minh hiện tại thâm thụ trọng thương. Căn bản cũng không phải là Bạch Hồng Đào đối thủ ngươi cảm thấy ta khả năng cho ngươi đường sống sao bạch hồng đào nói đến đây liền xuất thủ tại thế thần minh cấp độ này một cái không chú ý liền rất dễ dàng phản vệ a à, định hải châm đánh ra một kích sau đó bàn bạc thần niệm liền đem bốn phía không gian cấm cố này khiến cho tam tộc tướng sĩ toàn bộ đều không thể động đậy chết ẩn minh tu sĩ giơ chiến kiếm trùng sát mà đến đây là một trận đồ sát mà cái này trận đồ sát trọn vẹn tiến hành một ngày một đêm sau đó ẩn minh tướng sĩ liền bắt đầu quét dọn chiến trường các tộc tu sĩ nhìn xem một màn này tâm tình đều mười phần nặng nề ẩn minh thực lực so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn cho dù là đỉnh tim đại tộc đều không chống lại được a à, lại càng không cần phải nói ẩn minh còn có một tôn kinh khủng thần một tôn thần căn bản chính là vô địch tồn tại nhưng ngay ở lúc này nhiều người nào đều không có nghĩ đến là ẩn minh quét dọn xong chiến trường sau đó dĩ nhiên lái chiến hạm rời đi thiên mã đại lục ẩn minh đi chi này nhân tộc thật chẳng lẽ chỉ là chỉnh đốn có như thế chỉnh đốn sao? Mặc kệ như thế nào chi này nhân tộc cuối cùng rời đi. Đúng vậy a, à, chi này nhân tộc nếu là còn tại thiên mã đại lục mà nói còn không biết muốn hỏng việc đạp bao nhiêu chủng tộc đây. Chúng ta hiện tại các tộc lực lượng cộng lại vẫn là vượt qua bạch gia. Vượt qua bạch gia lại như thế nào? Các tộc liên minh đã sớm ly tâm ly gián, lại muốn tổ chức lên trước đó liên minh, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngay ở các tộc tu sĩ thê buồn bã thời điểm nhân tộc bên này lại ở khuếch trương ly tâm ly gián các tộc sao có thể chống đỡ được uy mãnh cường thế nhân tộc đây bởi vậy ngắn ngủi ba tháng thời gian nhân tộc liền thu phục trước đó bị các tộc xâm chiếm địa bàn thu phục địa bàn sau đó nhân tộc liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức hiện tại đã có 10 cái chủng tộc nguyện ý thần phục tộc ta ta không minh bạch lúc này tại sao không tiếp tục xuất thủ chúng ta nhân tộc bên ngoài chiến lực cũng đã không không kém gì các tộc mà các tộc lại cũng vô pháp giống trước đó một dạng tổ thành liên minh rồi chúng ta nên thừa dịp cái này thời cơ tốt đem các tộc toàn bộ đều giết chết minh chủ, bỏ lỡ dạng này cơ hội, về sau khả năng đều không có. Bạch Hồng Đào ngồi ngay ngắn ở minh chủ chỗ ngồi thần sắc bình tĩnh nhìn xem hùng hồn kể lễ nhân tộc cao tầng. Đợi đến hắn cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm thời điểm chậm rãi nói ra, có chuyện ta tuyên bố một cái. Toàn trường cao tầng tức khắc nhìn về phía Bạch Hồng Đào. Liên minh là thời điểm giải tán. Toàn trường xôn xao. Người nào đều không có nghĩ đến Bạch Hồng Đào nói ra câu nói này. Minh chủ. Minh chủ, ngươi đang nói cái gì? minh chủ ngươi làm sao sẽ có dạng này ý niệm bạch hồng đào đứng lên quét mắt bốn phía một cái các tộc liên minh cũng đã phá thành mảnh nhỏ lại muốn tổ kiến cơ hồ không có khả năng có thể nói ta nhân tộc uy hiếp không có dừng một chút bạch hồng đào tiếp lấy nói ra như vậy liên minh cũng không có tất yếu tồn tại anh vệ đem cương vực đồ lấy ra bạch anh vệ lúc này lấy ra một bộ to lớn cương vực đồ hiện tại chúng ta nói chuyện địa bàn phân chia a à? Nghe được Bạch Hồng Đào nói như vậy các đại tông môn trưởng khống giả trong mắt đều lộ ra sáng rực thần sắc. Liền muốn phân chia địa bàn sao? Ta nơi này có một cái sơ bộ kế hoạch. Bạch Hồng Đào nói liền chỉ kim sắc khu vực nói, những cái này khu vực là ta Bạch Gia. Đám người nhìn thoáng qua không có người nào có dị nghị. Kim sắc khu vực chiếm cứ 3 phần 2. Thế nhưng là trước đó Bạch Gia khu vực thì có 3 phần 2 thậm chí còn muốn càng nhiều A, à, phiến khu vực này là lôi kiếm tông. Phiến khu vực này là tiêu hán cát. Phiến khu vực này là vụ ái tông theo lấy bạch hồng Đào đem phân chia ý nghĩ nói ra sau đó các tộc tông chủ liền nhau nhau đưa ra ý kiến phản đối minh chủ ta cảm thấy khối khu vực này nên cho chúng ta tiêu hán tông minh chủ chúng ta lôi kiếm tông cần mảnh này nguyên thủy tùng lâm minh chủ chúng ta vụ ái tông cần đầu này đại hà bạch hồng Đào tự hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này hắn liền kiên nhẫn cùng các tộc cao tầng thương nghị có thể để bạch hồng đào không nghĩ đến là trước trước sau sau cải vã ba ngày vẫn là không có làm ra nguyên cớ đến khu vực ta phân chia tốt về phần như thế nào lại phân phối, liền là các ngươi chuyện. Bạch Hồng Đào tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Lần này các đại tông môn cao tầng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, rất nhanh bọn họ liền nghĩ tới cái gì, nhau nhau rời đi. Thư phòng Bạch Hồng Đào nhìn xem từng nhánh tướng sĩ vội vàng rời đi trong mắt tràn đầy đắng chát, cha, loại này sự tình ngươi còn nhìn không thấu sao. Bạch Anh Vệ xuất hiện ở bên người Bạch Hồng Đào cười nói ra, người nào không có tư tâm. Hiện tại nên hái thành quả thắng lợi, ai còn che giấu a? Đạo lý ta minh bạch, chỉ là nhìn thấy bọn họ bộ dáng, vẫn là không nhìn được địa sinh khí. Bạch Hồng Đào nói khẽ. Người nào gây ra gia, gia tức giận. Đúng lúc này một đạo thanh thúy thanh âm ở thư phòng vang lên, tiếp lấy một đạo mắt ngọc mày ngại nữ tử đi đến. Bạch Hồng Đào ngẩng người, chợt cười nói ra, có thể cảm ngộ đến cái gì. Tu Vi không có tăng lên bao nhiêu, nhưng chiến lược tăng lên một đoạn. Bạch Khuynh Thành nhìn xem Bạch Hồng Đào nghiêm túc nói ra. Tốt à. Bạch Hồng Đào vỗ tay cười to nói. Bạch Hồng Đào tại sao không nguyện ý lại làm to chuyện, căn bản nguyên nhân là muốn đợi Bạch Khuynh Thành trưởng thành. Lấy Bạch Khuynh Thành nội tình không cần đi đến đệ tam cảnh cực hạn, chỉ cần đến đệ tam cảnh liền có thể trở thành tại thế thần minh. Đến lúc kia Bạch gia lại sợ ai tới. Mà lúc này Bạch Hồng Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, đây là Diệp công tử cho ngươi. Diệp công tử? Liền là ẩn minh minh chủ. Bạch Khuynh Thành nghi ngờ tiếp tới, thần niệm quét một cái liền kinh trụ nhìn thấy bạch Khuynh thành trên mặt kinh sợ bạch hồng đào bận biểu hỏi thế nào này phía trên cấm chế bạch Khuynh thành trong mắt lộ ra vẻ kích động lập tức nàng liền xóa đi phía trên cấm chế mà ở trong càng không túi có mười mai thời gian tinh thạch vô khuyết trung phẩm thời gian tinh thạch bạch Khuynh thành xóa đi cấm chế thời điểm bạch hồng đào liền quét một cái cái nhìn này nhường bạch hồng đào hoảng sợ nói không ra lời đến vô luận như thế nào hắn đều không có nghĩ đến diệp hạo sẽ đưa cho bạch huynh thành trân quý như vậy lễ vật C -o -n -v -e r, -t -e -r. Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. http truyenen com gạch chéo member gạch chéo 1299 Một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. http truyenen com gạch chéo tan vo chấm ton Chương 2000 Hát động Nguồn Mê truyện audio.com 10 mai trung phẩm thời gian tinh thạch thế nhưng là tương đương với 100 năm thời gian lực lượng có nhiều như vậy thời gian bạch gia đều có thể nhiều hai tôn tại thế thần minh a à, bởi vì vô luận là bạch anh hùng vẫn là bạch anh vệ đều hấp thu tiếu vinh quang đưa cho bạch khuynh thành năng lượng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng một trăm năm thời gian ta và anh hùng hơn phân nửa có thể đi đến đệ tam cảnh cực hạn bạch anh vệ nói câu nói này thời điểm hô hấp đều biến dồn dập lên đây chính là tại thế thần minh a à, nhưng là dù là hai chúng ta đi đến tại thế thần minh lại tăng thêm phụ thân cũng không phải cổ sơ đối thủ bạch anh hùng lại là trầm giọng nói ra chỉ có khuynh thành đặt chân đệ tam cảnh sau đó mới có thể a. À. Nghe vậy Bạch Anh Vệ cùng Bạch Hồng Đào trầm mặt xuống. Bạch Khuynh Thành hiện tại đều không có đi đến bán thần cảnh A, à, muốn đặt chân đệ tam cảnh còn không biết cần bao lâu thời gian đây. Đúng lúc này Bạch Khuynh Thành lại chú ý tới trong càng không túi còn có một trương pháp chỉ. Bạch Khuynh Thành lấy ra đến sau đó liền nhìn thấy pháp chỉ mặt ngoài khắc lấy một nhóm văn tự. Bạch Khuynh Thành, tấm pháp chỉ này dù là cổ sơ đi đến đệ tam cảnh cực hạn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ngược sát. Thần Linh Pháp Chỉ bạch anh hùng hoảng sợ nói đây là dịp công tử lưu lại bạch anh vệ kinh nghi nói người nói người nào bạch khuynh thành bỗng nhiên nhìn về phía bạch anh vệ nói ẩn minh minh chủ dịp công tử hắn có phải hay không gọi dịp hào a à? bạch khuynh thành hô hấp biến dồn dập lên không biết bạch anh vệ lắc lắc đầu để cho ta nhìn xem hắn hình ảnh bạch anh vệ lúc này từ thức hải bên trong gọi ra một cái hình ảnh đánh ở giữa không trung Nhìn xem giữa không trung thân ảnh Bạch Khuynh Thành trong mắt lộ ra vẻ kích động, hắn hiện tại ở đâu? Ngươi biết hắn? Bạch Anh Vệ kinh ngạc nói. Hắn liền là ta trước đó cùng các ngươi nói qua Diệp Hạo a. À? Bạch Khuynh Thành gấp rút nói ra. À. Vô luận là Bạch Anh Vệ vẫn là Bạch Anh Hùng hoặc là Bạch Hồng Đào toàn bộ đều kinh trụ. Bạch Khuynh Thành trước đó liền nói rất rõ ràng, Diệp Hạo kinh diễm còn muốn xa xa vượt qua nàng. Có thể nói Diệp Hạo là Bạch Khuynh Thành lương phối nhưng là bọn họ lại không có cân nhắc qua diệp hạo nguyên nhân chỉ có một cái trời biết rõ diệp hạo ở cái nào đại lục a à, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới diệp hạo dĩ nhiên tự mình tìm tới diệp hạo hiện tại ở đâu hắn cũng đã rời đi rời đi bạch khuynh thành không khỏi trừng lớn hai mắt ngay ở ba tháng trước diệp hạo mang theo ẩn minh đại quân rời đi thiên mã đại lục có nói đi đâu không không có có cái gì phương thức liên lạc sao không có Bạch Khuynh Thành trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng mất mát thần sắc. Nàng rất rõ ràng lần này bỏ lỡ liền không biết là bao nhiêu năm hậu sự. Ta muốn mau chóng tu hành đến đệ tam cảnh. Trầm mặt một trận Bạch Khuynh Thành nhìn xem Bạch Hồng Đạo ánh mắt nóng bỏng nói ra. Bạch Khuynh Thành rất rõ ràng bản thân tiềm năng. Chỉ cần cho mình thời gian, tương lai khẳng định có thể ở thần vực dương danh. Mà Diệp Hạo còn mạnh hơn nàng, hai người chưa hẳn không có gặp nhau cơ hội vả lại đợi đến Bạch Huynh Thành đặt chân đệ tam cảnh giải quyết thiên mã đại lục sự tình sau đó cũng sẽ khắp thế giới tìm kiếm Diệp Hạo. Nàng cũng liền không tin không tìm được. Bạch Hồng Đào không biết là Diệp Hạo ba tháng trước cũng không có rời đi. Diệp Hạo đem ẩn minh tướng sĩ thu vào tiểu thiên địa sau đó liền cùng định hải chăm đi đến đông chi cực hát động. Nói lên hát động vẫn là hải thần nói cho Diệp Hạo. Ngày đó hải thần nói cho Diệp Hạo ở trong tay hắn thần kim cùng thần chi đều là đang hát động bên trong lấy được tiểu tử, ngươi xác định không cần ta sẽ giúp ngươi luyện chế một trương pháp chỉ. Tứ phương thần thú có chút suy yếu hỏi. Tứ phương thần thú trợ giúp định hải chăm tăng lên thực lực sau đó còn lại lực lượng liền không nhiều lắm. Mà ở tứ phương thần thú luyện chế ra hai trương pháp chỉ sau đó Diệp Hạo liền hỏi thăm tứ phương thần thú là tiếu vinh quan lưu cho hắn pháp chỉ mạnh vẫn là tứ phương thần thú luyện chế mạnh tứ phương thần thú cảm thụ một phen liền nói cho diệp hạo hắn luyện chế so ra kém tiếu vinh quang bởi vậy diệp hạo liền lấy ra một trương đặt ở cho bạch khuynh thành trong càng không túi sau đó diệp hạo liền để tứ phương thần thú giữ lại luyện chế tiếp theo trương pháp chỉ năng lượng có tứ phương thần thú này luyện chế một trương diệp hạo cảm thấy là đủ rồi hiện tại giai đoạn lại là không cần lại nhiều lá bài tẩy ta có loại cảm giác hải thần nói hát động rất có thể là một cái động thiên phúc địa diệp hạo nhìn xem tứ phương thần thú nghiêm túc nói ra có lẽ a à tứ phương thần thú từ chối cho ý kiến không quá dài thời gian diệp hạo tìm đến hải thần nói hát động cái này hát động bên trong ẩn chứa thôn vệ chi lực cực kỳ cường hoành không có tại thế thần minh chiến lực căn bản là không chống lại được định hải chăm quét một cái trong mắt tràn đầy ngưng trọng vào xem một chút diệp hạo nói khẽ định hải chăm bảo vệ diệp hạo dễ dàng xuyên qua hát động đến hát động sau đó diệp hạo trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi hắn thấy được cái gì hắn thấy được từng đạo từng đạo năng lượng quan đoàn những cái này năng lượng quan đoạn lơ lửng ở giữa không trung những cái này năng lượng quan đoạn bên trong có cái gì diệp hạo vận dụng pháp nhãn lại phát hiện nhìn không thấu lấy một cái chẳng phải biết định hải châm nói đại thủ liền hướng về một cái năng lượng quan đoàn bắt tới sau một khắc cái kia năng lượng quan đoàn liền hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi bất quá định hải châm cỡ nào tu vi làm sao có thể để nó đào thoát đây một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới cái kia năng lượng quan đoàn liền xuất hiện ở trong tay định hải châm nhưng khi xuất hiện ở trong tay hắn thời điểm đoàn kia năng lượng quan liền tùy theo tiêu tán đây là thần kim diệp hạo không khỏi ngược lại hút một ngụm lãnh khí ai có thể nghĩ tới định hải châm tùy tùy tiện tiện bắt một cái đoàn năng lượng lại là thần kim công tử thần kim a định hải châm nói liền đem khối thần kim này đưa cho diệp hạo định hải châm lại là không cần loại này đồ vật bởi vì định hải châm tương lai đi đủ xa Diệp Hạo tiếp nhận sau đó định hải châm liền hướng về cái thứ hai đoạn năng lượng bắt tới. Mà nhường định hải châm kinh ngạc là đoạn năng lượng này sau cái thứ nhất đoạn năng lượng bỏ chạy tốc độ nhanh rất nhiều. Một lần này định hải châm trọn vẹn dùng ba cái hô hấp mới đem cái kia đoạn năng lượng bắt tới trong tay. Thần tư. Diệp Hạo nói đến đây liền ánh mắt nóng bỏng nhìn xem giữa không trung năng lượng quan đoàn, chẳng lẽ đoàn này đoạn năng lượng ánh sáng đều là thần cấp sao? Mảnh này không gian là có quy tắc hạn chế. Lúc này tứ phương thần thú trầm giọng nói, dựa theo ta đoán chừng cho dù là định hải châm hiện tại cũng chỉ có thể lấy được ba đoàn năng lượng quan. Ít như vậy. Diệp hạo cau mày nói. Quy tắc hạn chế. Tứ hải thần thú thản nhiên nói. Có khả năng hay không đánh vỡ loại này quy tắc? Diệp hạo có chút không cam lòng nói ra. Ta vận dụng toàn bộ lực lượng có thể đánh vỡ một cái hô hấp thời gian. Tứ phương thần thú trầm mặt một trận liền nói. Một cái hô hấp. Diệp hạo ánh mắt liền phát sáng lên một cái hô hấp bên trong những đoàn năng lượng này đều sẽ định ở giữa không trung tứ phương thần thú lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói ra đến lúc đó hai người các ngươi tận khả năng lấy biết sao rất khó lấy sao dịp hạo lại là từ tứ phương thần thú lời nói bên trong nghe được cái gì những cái này năng lượng quan dù là định ở giữa không trung cũng không phải nói lấy liền có thể lấy đi a à. tứ phương thần thú ung dung nói ra C-O-N-V-E-R-T-E-R -e thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP Truyền com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 2001 Kiếm lớn Nguồn Mê truyện audio com Tứ phương thần thú nói đến đây liền chú ý tới Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi muốn đem ẩn minh tu sĩ gọi đi ra đúng không? Ân. Ừ. Ngươi hiện tại sở dĩ nhục thân không có sụp đổ, đó là bởi vì ở ta che chở tứ phương thần thú nhìn xem diệp hạo bình tĩnh nói đợi chút nữa ta xuất thủ đồng thời ngươi cũng phải vận dụng thủ hộ pháp chỉ nếu không mà nói ngươi cũng phải vẫn lạc diệp hạo hơi chút trầm ngâm liền lấy ra năm trương pháp chỉ này bốn trương pháp chỉ có hai trương là tiếu vinh quan tiện tay luyện chế một trương là tiếu vinh quan toàn lực luyện chế một trương là tứ phương thần thú luyện chế một trương là diệp hạo luyện chế sau đó diệp hạo liền triệu hoán bốn đạo thần hồn phân thân các ngươi nhiệm vụ liền là ở trong một cái hô hấp tận khả năng tranh đoạt những năng lượng này ánh sáng Diệp Hạo quét mắt bốn đạo thần hồn phân thân một cái sau đó chậm rãi nói ra. Chuẩn bị. Tứ phương thần thú nhìn thấy Diệp Hạo chuẩn bị xong sau đó liền trầm giọng nói. Một cái hô hấp sau đó một cổ kinh khủng ba động liền từ tứ phương thần thú thể nội tràn ngập ra, sau một khắc Diệp Hạo liền ẩn ẩn cảm giác được trong thiên địa thứ gì bể nát. Liền là lúc này. Theo lấy tứ phương thần thú thoại âm rơi xuống Diệp Hạo đám người thiểm điện hướng lấy phía trước vọt tới. Diệp Hạo vung tay lên liền giam cầm một đoàn năng lượng quang nhưng là đoàn này năng lượng quan ở giữa không trung 10 phần kiên cố, Diệp Hạo hao phí năm cái sát na thời gian, mới đem năng lượng quan giam cầm đến tiểu thiên địa. Một cái sát na là 0.75 giây, mà một cái hô hấp đại khái là 2 giây. Nói cách khác một cái hô hấp thời gian Diệp Hạo chỉ có thể lấy được 30 đoàn năng lượng quan A, hiệu suất này nhường Diệp Hạo bất mãn. Bởi vì nơi này năng lượng quan đạt đến mấy ngàn. Công tử, ngươi có thể vận dụng thời gian chi lực. Làm Diệp Hạo lấy được thứ 29 năng lượng quan thời điểm hắn trong tai vang lên Trần Nguyệt Lan thanh âm. Diệp Hạo trước mắt không khỏi sáng lên. Đúng vậy a, à, thời gian chi lực. Diệp Hạo đi đến hôm nay cấp độ, khẳng định không có quên thời gian chi lực. Trên thực tế những năm này Diệp Hạo rất lớn một bộ phận tâm lực đều ở nơi này phía trên. Bởi vậy ngay ở một cái hô hấp thời điểm Diệp Hạo trên người toát ra một đạo thần bí ba động, cổ này ba động trong khoảnh khắc đem vùng thế giới này giam cầm đến thời gian nguyên điểm. Thất thần làm cái gì? Diệp Hạo nhìn thấy Định Hải chăm sững sờ, nhanh một chút đoạt tài nguyên định hải châm như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng xuất thủ cướp đoạt một cái lại một cái đoàn năng lượng tiểu tử ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian tứ phương thần thú vô cùng suy yếu hỏi vừa mới đánh vỡ vùng thế giới này quy tắc tứ phương thần thú cũng đã suy yếu đến cực hạn ba cái hô hấp diệp hạo nói đến đây trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ vùng thế giới này quy tắc không có ngươi tưởng tượng bên trong như thế đơn giản tứ phương thần thú chậm rãi nói ra nếu là không kiên trì được mà nói liền rời đi a à? Diệp Hạo không có đáp lại, mà là cắn răng kiên trì. Diệp Hạo hiện tại không có biện pháp xuất thủ, có thể xuất thủ là định hải chăm cùng Diệp Hạo bốn tôn thần hồn phân thân. Một cái hô hấp bên trong bọn họ liền có thể lấy được 150 đoàn năng lượng quan. Những cái này có thể đều là thần cấp tài nguyên A, Diệp Hạo tin tưởng bỏ qua cái thôn này liền sẽ không lại có cái tiệm này. Một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Mà ở lúc này Diệp Hạo há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân giống như nghèo hèn đồng dạng mà run run tiếp tục. Diệp Hạo nói đến đây liền lấy ra một cốc đệ nhị cảnh dược vương một ngụm nuốt vào. Nếu là cái khác tu sĩ nhìn thấy không phải dọa đái. Bởi vì cho dù là đệ nhị cảnh tồn tại cũng không dám một hơi liền nuốt vào một cốc đệ nhị cảnh dược vương A, nhưng là Diệp Hạo liền sinh sinh nuốt vào. Thế nhưng là cốc này dược vương cũng chỉ là giữ vững được hai cái hô hấp liền tiêu hao hầu như không còn. Mắt thấy Diệp Hạo khí tức ba động liền muốn hạ thấp thời điểm Diệp Hạo trên người ba động nháy mắt kéo lên lên. Lại là Diệp Hạo ở thời khắc máu chốt vận dụng thể nội thế giới bản nguyên chi lực. Một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Ba cái hô hấp đi qua. Tiểu tử, ngươi thể nội bản nguyên chi lực liên tục không ngừng, nhưng là thân thể ngươi lại nhanh hỏng mất. Tứ phương thần thú nhắc nhở, ngươi muốn là lại kiên trì mà nói, sẽ làm bị thương đến ngươi bản nguyên. Cử một đơn giản ví dụ. Kiệu sa nắm giữ vô cùng vô tận xăng, chẳng lẽ liền có thể một mực hành sự xuống dưới sao? Còn có thể kiên trì. Diệp hạo nói đến đây toàn thân liền vỡ ra, từng đạo từng đạo máu tươi hướng về bốn phía bão táp. Diệp Hạo. Tứ phương thần thú giật mình nói. Diệp Hạo không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt bộc phát sáng rực. Một cái hô hấp. Hai cái hô hấp. Ba cái hô hấp. Làm Diệp Hạo kiên trì đến ba cái hô hấp thời điểm Diệp Hạo thê thảm cũng đã không còn hình dáng. Cũng liền ở lúc này Diệp Hạo định chỉ vận chuyển thời gian chi lực. Cùng lúc đó cái kia từng đạo từng đạo năng lượng quan đoàn cũng sẽ không giam cầm ở nguyên chỗ, mà là chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tiếp tục. Định hải châm trước mắt sáng lên một cái hô hấp đi qua. Những cái kia năng lượng quan đoàn tốc độ thời gian dần qua nhấc lên. Hai cái hô hấp đi qua. Những cái kia năng lượng quan đoàn tốc độ hóa thành cực hạn, cho dù là định hải châm đều nhanh đuổi không kịp. Đợi đến bắt đến một cái năng lượng quan đoàn sau định hải châm cùng dịp hạo bốn tôn phân thân liền ngừng lại. mươi hai đạo năng lượng quan. Dịp hạo nhìn xem thu hoạch trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tứ phương thần thú im lặng nói ra, ta nói Diệp Hạo, ngươi quá phận a, ngươi có biết hay không nơi này năng lượng quan trọng lại đều không có ba nghìn được sao? Ngươi bản thân chiếm được ba phần hai trở lên vẫn còn chê ít. Ta cho tới bây giờ đều là bao trọn được sao? Diệp Hạo nhếch miệng. Tứ phương thần thú trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mảnh này đại lục to lớn nhất cơ duyên hẳn là ngay ở chỗ này. Tứ phương thần thú nhìn xem Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra, ngươi hiện tại thu hoạch được tài nguyên dù là đến thần vực cũng đủ. Những cái này thần cấp tài nguyên đều chỉ là cấp thấp, cấp thấp cũng đầy đủ ủng hộ ngươi tu hành một đoạn thời gian tứ phương thần thú nhìn chầm chầm diệp hạo nói ngươi biết rõ bao nhiêu tu sĩ tiến vào thần vực sau đó được khổ so làm việc sao làm việc đúng vậy a à, làm việc tứ phương thần thú nói đến đây liền dời đi chủ đề ngươi muốn đem trân quý pháp chỉ đều lãng phí ở trong này sao diệp hạo nhẹ gật đầu liền rời đi nơi này kỳ thật đoạn thời gian này pháp chỉ căn bản liền không có tiêu hao bao nhiêu nhưng là diệp hạo rõ ràng tứ phương thần thú không muốn cùng chính mình nói quá nhiều thần vực sự tình Diệp Hạo cũng không có hỏi lại. Đi ra hắc động sau đó tứ phương thần thú liền nói, tiếp xuống ta muốn tiến vào cấp độ sâu chữa thương, ta sơ bộ đoán trước thời gian đại khái là một nghìn năm. Tứ phương thần thú nói xong câu nói này liền biến mất ở nguyên chỗ. Hiện tại chúng ta đi đâu? Định Hải chăm nhìn xem Diệp Hạo nói. Chinh chiến chư thiên vạn giới. Diệp Hạo nhìn phía xa ung dung nói ra. Ngươi xác định. Ta nghĩ ở trời đi cửu trọng thiên trước đó cho viêm hoàng tông lưu thêm một chút đồ vật. Ngươi lưu lại đồ vật đã đủ nhiều định hải châm lật diệp hạo một cái Tại nguyên chỗ nào có ngại nhiều a diệp hạo cười nói ra c o n v e r t e r thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây http p com gạch chéo member gạch chéo một hai chín chín một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http p com chấm gạch chéo tan chấm vo chấm dọc. toàn mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 2002 đặt chân bán thần cảnh nguồn mê truyện audio com Diệp Hạo những năm này lấy được tài nguyên cũng đã xa xa vượt qua cửu trọng thiên. Nhưng là Diệp Hạo vẫn là không vừa lòng. Bởi vì Viêm Hoàng Tông lúc đầu là Diệp Hạo cho hắn nữ nhân chế tạo lưu thân chi địa. Diệp Hạo có nắm chắc đặt chân thần vực. Thế nhưng là hắn còn lại nữ nhân này. Còn có thể đặt chân sao? Đường phiên phiên đều không có 100% nắm chắc được sao? Hiện tại Diệp Hạo ngược lại không cần lo lắng hắn nữ nhân phi thăng vấn đề, bởi vì Diệp Hạo trong tay còn có một chút thần linh quả vị đây nhưng là những năm này Diệp Hạo ở Viêm Hoàng Tông trút xuống nhiều như vậy tâm huyết, hắn đối Viêm Hoàng Tông đã sớm có thật sâu tình cảm. Như vậy thì chinh chiến chư thiên vạn giới a, à, một năm qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, chỉ chớp mắt 50 năm liền đi qua. Hôm nay tiểu thiên địa bên trong Diệp Hạo bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tiếp lấy liền từ trên người hắn đã tuôn ra kinh thiên ba động, loại này ba động đem tiểu thiên địa tu sĩ đều kinh trụ. Tình huống như thế nào? Công tử đột phá đến đệ nhất cảnh để nhất cảnh có mạnh như vậy ba động. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ta đột phá đệ tam cảnh thời điểm đều không có mạnh như vậy ba động. Cổ này ba động cũng đã tới gần đệ tam cảnh cực hạn. Này chẳng phải là nói công tử tu luyện một đoạn thời gian thì có đệ tam cảnh cực hạn chiến lực. Vâng. Như vậy công tử đột phá đến đệ nhị cảnh thì có lấy tại thế thần minh chiến lực. Này, này. Làm Trần Minh Đức nói ra câu kia lời nói sau đó tiểu thiên địa bên trong tu sĩ liền không biết làm sao tiếp lời gốc trả bọn họ không phải là không có gặp qua kinh diễm thế nhưng là như diệp hạo như vậy kinh diễm lại là cho tới bây giờ không có gặp qua a à. diệp hạo hai con ngươi rạng rỡ phát quan hắn quét mắt bốn phía một cái hai tay liền bốc lên ấn quyết sau một khắc đám người liền phát hiện tiểu thiên địa điên cuồng mà khuếch trương hai trăm vạn cây số vuông ba trăm vạn cây số vuông bốn trăm vạn cây số vuông đợi đến tiểu thiên địa khuếch trương đến một nghìn vạn cây số vuông thời điểm mới ngừng lại gấp mười lần khuếch trương trần nguyệt lan kinh hỉ nói hiện tại không cảm thấy hải vực chiếm địa phương a à? diệp hạo cười hỏi lúc ấy diệp hạo vì quyến nuôi đại lượng hải tộc sinh sinh chiếm cứ một phần ba này khiến cho rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy rất khó lý giải ngay cả trần nguyệt lan đều không lý giải thế nhưng là giờ khắc này trần nguyệt lan hoàn toàn lý giải tiểu thiên địa hiện tại gia tăng đến một nghìn vạn cây số vuông ba mươi vạn cây số vuông hải vực tính lớn sao công tử tiểu thiên địa quy mô còn có thể tiếp tục gia tăng sao trần nguyệt lan lập tức liền nghĩ tới cái gì có thể, diệp hạo cười nói ra, chờ ta đặt chân đệ nhị cảnh thời điểm liền có thể tại mở rộng gấp đôi, mới gấp một lần a, à. gấp một lần còn không thỏa mãn a, à. diệp hạo cười nói ra, nhất vực chi địa cũng chỉ có một ức cây số vuông được sao, công tử đặt chân thần vực trước đó có thể đem tiểu thiên địa khuếch trương đến nhất vực chi địa sao, ta nghĩ hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, diệp hạo nhẹ gật đầu, công tử phi thăng sau đó còn mang theo tiểu thiên địa sao, không mang theo. Tiểu Thiên Địa thế nhưng là thời gian trọng bảo a à. đệ nhất Tiểu Thiên Địa là ẩn minh chỗ nương thân mà bọn họ không thể theo ta tiến về thần vực đệ nhị ta đang chế tạo một cái thời gian trọng bảo a à. bất quá thời gian trọng bảo không phải tốt như vậy chế tạo ta xem chừng cần đến đệ tam cảnh mới có khả năng Diệp Hạo tiếp lấy nói ra công tử đặt chân đệ nhị cảnh cần bao lâu thời gian a à. đến bán thần cảnh ta cần cảm ngộ đồ vật có rất nhiều ta xem chừng không có hơn ngàn năm thời gian đều không có khả năng hơn ngàn năm a. À. Trần Nguyệt Lan thổn thức lấy nói ra, tình huống bình thường cửu trọng thiên đều hỏng mất. Ân. Diệp Hạo nhìn phía xa lẳng lặng nói ra, tính toán thời gian hiện tại lục trọng thiên đều nên tống tán. Hiện tại trở về sao? Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng hỏi. Dù là ngũ trọng thiên phá toái đều sẽ không ảnh hưởng đến nhất trọng thiên. Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền nói, chúng ta liền không quay về cùng bọn hắn tranh đoạt tư nguyên. Công tử, những năm này ngươi lấy được tài nguyên đều xa xa vượt qua thiên mã đại lục. Trần Nguyệt Lan này cũng không phải không nói đùa. Diệp Hạo này 50 năm ra tay đều là tương đối định cấp thế lực. Lấy Diệp Hạo trận đạo chi thuật trừ phi là đệ tam cảnh tồn tại, cho dù là đệ nhị cảnh tồn tại Diệp Hạo đều cản không được Diệp Hạo. Bởi vậy Diệp Hạo cướp bóc tài nguyên cũng đã vượt qua tưởng tượng. Trừ cái đó ra ẩn minh đại quân cũng thỉnh thoảng lại xuất thủ, những năm này lấy được chiến lợi phẩm chất đầy phủ khố. Những năm này Diệp Hạo cũng đã a à phủ khố khuếch trương gấp 10 lần, có thể dù là dạng này phủ khố vẫn là nở rộ không được nữa. Kỳ thật ta sở dĩ tận hết sức lực cướp bóc những cái này tài nguyên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Cái gì? Ta muốn cho cửu trọng thiên tấn cấp. Tấn cấp. Cửu trọng thiên tài nguyên cùng tạo hóa nhưng thật ra là cố định, chỉ bất quá hiện tại trong ngắn hạn toàn bộ đều phóng xuất ra, nhưng là cửu trọng thiên có mạnh hơn cũng có lấy cực hạn. Diệp Hạo chậm rãi nói ra, mà ta cầm những cái này tài nguyên trở về, liền tương đương với tài nguyên tổng lượng gia tăng. Cửu trọng thiên thành thần danh ngạch chỉ có một cái, mà công tử trong tay lại có 10 cái danh ngạch trần nguyệt lan cười nói ra ta muốn đây chính là to lớn nhất lễ vật đúng vậy a à, bất quá bây giờ cũng là thời điểm tiến về thiên hành đại lục diệp hạo nhìn xem một cái phương hướng lại cười nói thiên hành đại lục diệp hạo làm sao có thể quên nơi này đây Tòa này đại lục bên trên có một chi đáng sợ chủng tộc thiên nhãn nhất tộc năm đó diệp hạo không có thực lực không dám đến đây bất quá bây giờ lại không có bao nhiêu kiên kỵ đệ nhất diệp hạo đặt chân đệ nhất cảnh Chiến lược đặt chân đệ tam cảnh, đệ nhị, Định Hải Châm đi đến tu vi cực hạn, hiện tại đã là tại thế thần minh. Ta cảm thấy ta hiện tại cực hạn so trước đó trong tưởng tượng cực hạn còn muốn sâu một chút. Định Hải Châm lúc này bồng bềnh mà tới. Ngày đó Tứ Phương Thần thú liền nói qua hắn thần niệm giáng lâm đến ngươi thể nội đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Hạo nhìn xem Định Hải Châm, liền là không biết ngươi hiện tại có thể hay không đánh xuyên qua trước mắt cực hạn đây. Rất khó. Định Hải Châm nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu bất quá ta tự tin đồng cấp bậc cao thủ ta có thể đánh bại. Chỉ là đánh bại sao? Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Định Hải chăm tu hành những năm này lại còn không có đánh giết đồng cấp bậc tồn tại năng lực. Cấp bậc này liền không có một cái là đơn giản mặt hàng, bọn họ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại thần thuật. Định Hải chăm nói đến đây dừng một chút nói, bất quá ta tự tin lại cho ta 300-500 năm, ta liền có thể đánh giết đồng cấp bậc tồn tại. Tiếp xuống thời gian định hải chăm liền muốn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thần thông hiểu được. Định Hải Châm tin tưởng 300 năm 500 năm bản thân sức chiến đấu còn có thể tăng lên một cái giai đoạn. Lúc kia tứ phương thần thú cũng liền thức tỉnh, hắn có lẽ có thể giúp ngươi tiến một bước tăng lên. Diệp Hạo cười nói ra. Định Hải Châm trước mắt không khỏi sáng lên. Định Hải Châm hiện tại tập trung tinh thần muốn tăng lên. Ta đi tu luyện. Định Hải Châm nói liền rời đi. Ta cũng cố một cái. Diệp Hạo lập tức nói ra. Diệp Hạo ở tiểu thiên địa lần này đợi liền là mấy năm thời gian hôm nay Diệp Hạo xuất hiện ở thiên hành đại lục biên giới. Nhưng hắn kinh ngạc là hắn thấy được một cái tế đàn. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm Chương 2003 gặp lại tế đàn nguồn mê truyện audio com tế đàn nhìn xem tế đàn diệp hạo trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi thiên nhãn tộc sẽ không lại đang triệu hoán cái gì à ông lấy dạng này tâm tư diệp hạo giấu hắn thân hình lấy diệp hạo hiện tại tu vi phổ thông để tam cảnh đều không phải đối thủ của hắn mà diệp hạo nếu là muốn ẩn tàng mà nói trừ phi tại thế thần minh nếu không ai cũng không phát hiện được hắn thân hình một ngày đi qua hai ngày đi qua ba ngày đi qua cứ như vậy đi qua nửa tháng một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở dịp hạo trước mắt. Không phải quá A Nguyên lại là người nào đây? Tiểu tử này dĩ nhiên không có vẫn lạc. Dịp hạo lẩm bẩm nói. Chợt dịp hạo liền ý thức được thiên nhãn nhất tộc khẳng định có thế tử phù loại hình tồn tại. Nếu không lúc ấy loại kia tình huống thái A Nguyên làm sao có thể may mắn còn sống sót đây? Vu lão, tổ địa cần bao lâu thời gian mới có thể giáng lâm? Thái A Nguyên thần sắc cung kính nhìn xem một cái thân mặt hắc bào lão giả, này lão giả thế nhưng là vu tộc bên trong lão tổ cấp bậc tồn tại cho dù là thái a nguyên phụ thân cũng nhất định phải cho ba phần tình mọn nghe vậy gọi là vu lão lão giả dơ lên con ngươi thản nhiên nói ba ngày vu lão ta biết rõ loại này sự tình ta không nên hỏi bất quá ta vẫn là muốn nói tổ địa giáng lâm sẽ không ra cái gì bất trắc a à? thái a nguyên mím môi một cái sau đó vẫn là hỏi thần từ chi hồ giáng lâm thời điểm thiên nhãn nhất tộc cao tầng hao tổn một phần ba mà lớn như vậy hao tổn trong thời gian ngắn căn bản là bổ sung không được này khiến cho thiên nhãn tộc đối mặt các tộc liên quân liên tục bại lui mà hiện tại nếu là lui nữa liền thối lui đến đại bản doanh thiên nhãn nhất tộc không thể không vận dụng cuối cùng thủ đoạn tổ địa tổ địa bên trong có ba tôn tại thế thần minh cùng chín tôn tại thế thần minh lưu lại thủ đoạn vu lão chậm rãi nói ra ngươi cảm thấy ai dám gan to bằng trời tiệc hồ đây thái a nguyên nhẹ gật đầu thế nhưng là không biết tại sao trong lòng của hắn nhưng vẫn là có vẻ lo âu một lần này tổ địa nếu là lại xảy ra vấn đề mà nói thiên nhãn nhất tộc liền có khả năng bị các tộc liên quân công phá a ẩn tàng ở trong bóng tối dịp hạo sắc mặt biến hóa dạng này nhìn đến thiên nhãn tộc sao bạch gia còn muốn cường đại a tiệt hồ như thế nào tiệt hồ đây dịp hạo nghĩ nghĩ liền biến mất bản thân thân hình toàn tâm toàn ý cảm ngộ lên thiên biến vạn hóa chi thuật hắn tin tưởng đợi đến bản thân thiên biến vạn hóa chi thuật tăng lên một cái cấp bậc thời điểm cho dù là tại thế thần minh không cẩn thận kiểm tra đều tra không ra bất quá loại này tăng lên lại không phải nói tăng lên liền có thể tăng lên bởi vậy ba năm sau đợi đến diệp hạo tu luyện không sai biệt lắm thời điểm liền tìm tới định hải châm ngươi cảm thụ một cái diệp hạo nhìn xem định hải châm nói nói diệp hạo khí tức liền phát sinh biến hóa thời gian dần qua diệp hạo trên người tràn ngập cùng thái a nguyên một dạng ba đồng định hải châm đơn giản dò xét một cái hơi hơi lắc lắc đầu bất quá đợi đến định hải châm cẩn thận điều tra sau đó liền nói vẫn là có thể phát giác ra được diệp hạo không khỏi trầm mặt xuống thiên nhãn nhất tộc tại thế thần minh khả năng không cẩn thận kiểm tra sao? Đáp án là phủ định. Chẳng lẽ ta muốn tăng lên tu vi sao? Diệp hạo thầm nghĩ nói. Hắn hiện tại không muốn nhanh chóng tăng lên tu vi. Bởi vì hắn muốn dần dần từng bước tu hành. Diệp hạo tin tưởng đợi đến bản thân tu vi đi đến phổ thông để tam cảnh cực hạn mà nói lại thi triển thiên biến vạn hóa mà nói cho dù là tại thế thần minh đều nhìn không thấu. Nhưng là Diệp Hạo muốn đạt tới loại này cấp độ làm sao cũng phải đặt chân đệ nhất cảnh đỉnh phong vì thiên nhãn tộc cơ duyên liền tùy tiện tăng lên tu vi đáng giá không ngay ở dịp hạo do dự thời điểm dịp hạo tâm thần lại là khẽ động mơ hồ cảm ứng được cái gì dịp hạo tâm thần khẽ động liền hướng về tiểu thiên địa đi ra tiếp lấy liền hướng về nơi xa bước đi mấy canh giờ sau đó dịp hạo đi tới một đạo phân thân bên người dịp hạo trước đó liền để phân thân ở phụ cận giám sát tổ địa giáng lâm đã xảy ra chuyện gì dịp hạo nhẹ giọng hỏi ta giám sát đến u minh quỷ thuyền tung tích u minh quỷ thuyền diệp hạo sắc mặt đại biến chiếc này u minh quỷ thuyền là ngươi đã từng gặp được chiếc kia chiến hạm phía trên có ba nghìn tôn cường đại bán thần đi nơi nào cái hướng kia diệp hạo lúc này phá vỡ hỗn động hướng về u minh quỷ thuyền phương hướng vọt tới không quá dài thời gian diệp hạo liền truy tung đến u minh quỷ thuyền lúc này diệp hạo đem định hải châm từ tiểu thiên địa bên trong hoáng đi ra ngươi nhìn xem chiếc này quỷ thuyền phía trên có bao nhiêu tại thế thần minh diệp hạo nhìn xem định hải châm nghiêm túc nói ra định hải châm hơi cảm thụ một phen sau đó liền là giật mình nói chiếc chiến hạm này bên trên có ba tôn tại thế thần minh ba tôn tại thế thần minh diệp Hạo không khỏi cảm khái lên u minh đại lục cường đại hai tôn tại thế thần minh đều là phổ thông tại thế thần minh còn có một tôn là cùng ta đồng cấp bậc tồn tại bất quá vị này hiện tại lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo định hải châm nói đến đây liền nhìn xem diệp Hạo nói lấy chúng ta lực lượng rất khó đối phó được chiếc này u minh quỷ thuyền định hải châm có thể kiềm chế ba tôn tại thế thần minh nhưng chỉ là kiềm chế Thời gian dài cũng phải chạy A, à, mà đối phương còn lại bán thần lại đạt đến 3.000 tôn. Ẩn minh đi qua những năm này phát triển bán thần cường giả cũng đã đạt đến 1.500 tôn. Chắc chắn sẽ không là nhân gia đối thủ. Chúng ta có thể mượn đau giết người A. À? Diệp hạo suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Là như thế nào mượn đau giết người? Thiên nhãn tộc tổ địa không phải muốn phủ xuống sao? Diệp hạo cười nói ra, ta tin tưởng giáng lâm thời điểm thiên nhãn nhất tộc rất nhiều tướng sĩ đều sẽ đến đây. Ngươi ý là nhường thiên nhãn tộc đối phó quỷ tộc. Ân. Vấn đề bây giờ là làm sao dẫn dụ bọn họ tiến về thiên hành đại lục. Cái này liền cần ngươi. Diệp Hạo cười như không cười nhìn xem Định Hải Châm nói ba ngày. Định Hải Châm suy nghĩ một cái liền nói, có thể. Định Hải Châm những năm này ở đạo bi dưới sự trợ giúp tu luyện tiếu vinh quang truyền thụ ngũ đại công pháp, phòng ngự thần thông. Thủy ba thần thuẫn, công kích thần thông. Hãng hải thần quyền, một môn kiếm thuật. Phúc hải kiếm kinh, một môn thân pháp, côn bằng triển sĩ, một môn bí thuật. Tác đậu thành binh. Về phần đệ lục đại công pháp. Khí đạo chi thuật, định hải Châm bây giờ còn không có thời gian tu hành. Trên thực tế những năm này định hải Châm chủ yếu tu hành là hãng hải thần quyền, thủy ba thần thuẫn, cung bằng triển sĩ. Về phần phúc hải kiếm kinh cùng tác đậu thành binh ngay cả tiểu thành cảnh giới cũng không có đi đến. Tiếu Vinh Quang đã từng nói qua tư chất không có 500 trở lên căn bản là tu luyện không thành công. Sự thật chứng minh Tiếu Vinh Quang nói chính xác, bởi vì dù là định hải châm ở dịp hạo dưới sự chỉ điểm cùng đạo bia cảm ngộ một chút những năm này cũng chỉ là khó khăn lắm tu hành đến tiểu thành cảnh giới. Nhưng là định hải châm lại cảm thấy đủ. Định hải châm những năm này thử nghiệm tu hành ba cái đỉnh tim thân pháp, thế nhưng là ba cái này đỉnh tiêm thân pháp đều so ra kém công bằng triển sĩ. Định hải châm tin tưởng theo lấy thời gian đưa đẩy bản thân sẽ càng ngày càng mạnh. Ta hiện tại giúp ngươi hoạch định một chút lộ tuyến. Dịp hạo trầm giọng nói. Ơn. U Minh Quỷ Thuyền tồn tại giá trị liền là cướp đoạt cái khác thế giới tài nguyên. Những năm này U Minh Quỷ Thuyền công thành chiếm đất không biết cướp đoạt tư nguyên. Nó không có cố định đường đi tới. Đi đến đâu cướp đoạt đến đâu. Những năm này bị nó tiến công đại lục liền không có mấy cái có thể ngăn trở bọn họ. Mà ở hôm nay một đạo kinh khủng kiếm quan thiểm điện vậy phá vỡ U Minh Quỷ Thuyền phòng ngự vô tình đánh vào trong đám người. C O N V E R T E R Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, chấm com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, chấm com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 2004 Hòa thủy đông dẫn Nguồn Mê truyện audio com Chiếc này U Minh Quỷ Thuyền là đệ tam cảnh chiến hạm. Có thể nói cho dù là đệ tam cảnh cực hạn cường giả tùy tiện đều không có khả năng đánh xuyên qua nó phòng ngự. Nhưng là cái này khẳng định không bao gồm định hải châm. Định hải châm vận dụng không phải phúc hải kiếm kinh, nhưng là Đình Hải Châm tu vi bày ở kia đây. Một kiếm này quá mức đột ngột. U Minh Quỷ thuyền phía trên tu sĩ liền không có một cái kịp phản ứng. Này khiến cho mấy chục tên bán thần ngay tại chỗ vẫn lạc, còn có mấy chục tên bán thần bị trọng thương. Đáng chết! Dám đánh lén U Minh Quỷ thuyền, bắt hắn cho chém thành muôn mảnh. Lập tức U Minh Quỷ thuyền thượng tướng sĩ nguyên một đám tức giận nhìn phía xa Đình Hải Châm. Đình Hải Châm lường những cái này tướng sĩ một cái sau đó liền hướng về chiếc chiến hạm này oanh ra một quyền. Sư sưu u minh quỷ thuyền phía trên hai tôn tại thế thần minh chạy ra khỏi chiến hạm hai người cùng nhau xuất thủ nỗ lực ngăn cản định hải châm một quyền này nhưng là kết quả lại là bọn họ ở trong hỗn độn không ngừng mà lui lại nhị phẩm tại thế thần minh phải nguyên lão quỷ xuất thủ hai tôn tại thế thần minh đối mặt một cái sau đó trong đó một tôn liền tỉnh lại độ sâu bế quan nguyên lão quỷ nguyên lão quỷ thức tỉnh sau đó liền mở ra con mắt khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ ngươi tự tìm cái chết có thể để nguyên lão quỷ không nghĩ đến là hắn vừa mới lao ra định hải châm liền hướng về nơi xa chạy. Bắt hắn lại. Nguyên lão quỷ tức giận nói ra. Nguyên lão quỷ nói liền hướng về định hải châm đuổi tới. Ta đi hỗ trợ, ngươi mang theo chiến hạm truy tung. Phong lão quỷ cùng tôn lão quỷ nói một câu liền hướng về nơi xa đuổi tới. Tôn lão quỷ ứng một tiếng sau đó liền trở về chiến hạm. Xui theo trên đường có phong lão quỷ cùng nguyên lão quỷ lưu lại tung tích, bởi vậy tôn lão quỷ chỉ cần dọc theo khí tức truy tung là được thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy cự ly càng ngày càng xa nhưng là qua vẻn vẹn nửa ngày cự ly liền không ngừng mà tiếp cận tình huống như thế nào lập tức tôn lão quỷ liền ý thức được định hải châm vu trở về đối phương đây là chuẩn bị giết hội mã thương sao tôn lão quỷ nghĩ như vậy vội vàng kiểm tra chiếc chiến hạm này có hay không định hải châm lưu lại truy tung ấn ký thế nhưng là kiểm tra một phen sau đó cũng không có tra ra nguyên cớ đến vì kia hẳn là đang không ngừng vòng quanh tôn lão quỷ nghĩ như vậy nói bất quá tôn lão quỷ vẫn là đánh lên 12 phần tinh thần tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn tự tin dù là bản thân không phải định hải chăm đối thủ, thế nhưng là trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Thời gian cứ như vậy một giây một giây đi qua. Cứ như vậy đi qua ba ngày sau đó định hải châm thì có ý mang theo nguyên lão quỷ hướng về thiên hành đại lục phương hướng dẫn đi. Tế đàn bốn phía. Tổ địa còn không có gián lâm, thiên nhãn nhất tộc các tướng sĩ liền tụ tập đến nơi này. 200 tôn bán thần, 6.000 tôn tiên vương, 20 vạn tiên tôn, 300 vạn tiên chủ. Những cái này tướng sĩ nguyên một đám thần sắc thành kính nhìn xem chậm rãi rơi xuống một tòa điện đường. Bọn họ rõ ràng tòa này điện đường chính là thiên nhãn nhất tộc tổ địa. Mà tổ địa bên trong có thiên nhãn tộc ba tôn tại thế thần minh. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, dĩ nhiên lại một lần nữa kêu gọi tổ địa. Lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm ở trong hỗn độn nổ vang. Thái A Thắng, ngươi cái này tộc trưởng rốt cuộc là làm sao làm? Đạo thứ hai thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn, Nghe vậy cùng Thái A Nguyên có ba phần tương tự trung niên trên mặt lộ ra nồng đậm đắng chát, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Thái A Thắng bất đắc dĩ nói ra. Nói một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo thứ ba thanh âm nhàn nhạt hỏi. Thái A Thắng đang chờ nói cái gì thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được một trận kinh người ba động. Sau một khắc Thái A Thắng liền thấy được một đạo kinh khủng kiếm quan hướng bọn họ chém tới. Nhị cấp tại thế thần minh. Thái A Thắng con ngươi có rụt lại lập tức Thái A Thắng liền hướng về đạo kiếm quan kia đánh một quyền. Cả hai đụng vào cùng một chỗ thời điểm liền toát ra kinh người ba động, kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía không gian toàn bộ đều che mất. Mà ở lúc này Thái A Thắng nghe được từng đạo từng đạo thê lương kêu thảm thanh âm, hắn nhìn chăm chú xem xét bên người tướng sĩ tử thương đạt đến mấy trăm tên. Ta muốn giết ngươi. Thái A Thắng nổi giận. Thái A Thắng tiến lên đồng thời liền thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa. Vị này chính là phong lão quỷ. Đây là đối phương đại bản doanh. Phong lão quỷ sắc mặt biến hóa, đại bản doanh lại như thế nào? Nguyên lão quỷ hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ? Đối phương là có bốn tôn tại thế thần minh, nhưng chúng ta bán thần lại nhiều a. Phong lão quỷ hút một hơi liền dứt khoát vọt tới. Làm nguyên lão quỷ cùng Thái A thắng chiến đấu cùng một chỗ, Phong lão quỷ cùng Thái A mới chiến đấu cùng một chỗ thời điểm thiên nhãn tộc mặt khác hai tôn bán thần mộng. Tình huống như thế nào? hai vị này nơi nào đến dũng khí a bọn họ làm sao lại dám hướng bọn họ thiên nhãn nhất tộc phát động công kích a mà liền ở bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm tôn lão quỷ ngồi chiến hạm đuổi đến nơi này tôn lão quỷ nhìn toàn trường một cái trong mắt lộ ra một vòng màu đỏ tươi chết tôn lão quỷ cùng ba nghìn tôn bán thần liền nghĩa vô phản cố xông tới lần này thiên nhãn tộc tướng sĩ đều hù dọa có hay không lầm ba nghìn tôn bán thần bọn họ bộ tộc này bán thần hiện tại chỉ có sáu trăm tên a gấp năm lần chênh lệch rất nhanh hơn trăm tôn đỉnh tiêm bán thần cuốn lấy thiên nhãn tộc cuối cùng một tôn bán thần về phần còn lại hơn hai nghìn chín trăm tôn bán thần liền vọt vào đại quân lúc này không có đường lui chết chúng ta tại thế thần linh có bốn tôn chỉ cần chúng ta có thể kéo kéo dài một hai cuối cùng thắng lợi liền là chúng ta thiên nhãn tộc cao tầng một bên xuất thủ một bên ủng hộ sĩ khí lúc này không thể trốn a à. trốn mà nói trời biết rõ muốn chết bao nhiêu người tôn lão quỷ vừa mới giao thủ mặt liền tái rồi bởi vì hắn phát hiện bản thân đối mặt là một tôn nhị cấp tại thế thần minh vấn đề là tôn lão quỷ chỉ là một tôn tại thế thần minh lý miễn điều một trăm tên bán thần tới giúp ta tôn lão quỷ vội vàng hướng nơi xa truyền âm nhất cấp tại thế thần minh khẳng định không phải nhị cấp tại thế thần minh đối thủ chỉ có dựa vào bán thần cao thủ hỗ trợ mới có thể cuốn lấy đối phương âm thầm định hải chăm cùng dịp hào thu lại toàn thân ba động thần sắc thoải mái mà nhìn xem một mạng này ngươi tiểu tử thực sự là một cái kỳ tài a à? Định Hải chăm nhìn xem Diệp Hạo từ trong thâm tâm nói ra. Mượn đau giết người nói đến đơn giản, có thể thao tác liền phức tạp. Định Hải chăm đoạn đường này đi tới không có vận dụng bất luận cái gì huyền thuật thần thông. Chỉ là đơn giản công kích. Tại sao? Bởi vì Định Hải chăm xuất thủ công kích U Minh Quỷ Thuyền thời điểm vận dụng thiên biến vạn hóa, trên người hắn chảy xuôi ba động chính là thiên nhãn nhất tộc ba động, hắn bộ dáng càng là thái a thắng bộ dáng. Đây cũng là tại sao Nguyên lão quỷ nhìn thấy thái a thắng liền xuất thủ nguyên nhân mà thái a thắng hướng nguyên lão quỷ xuất thủ thời điểm ẩn tàng ở trong bóng tối định hải chăm xuất thủ đánh chết mấy trăm tên thiên nhãn tộc tộc nhân lúc này định hải chăm xuất thủ dấu vết là quỷ tộc dấu vết loại tình huống này phía dưới thiên nhãn tộc liền bị hoàn toàn kích thích chỗ nào còn sẽ hỏi đến đối phương vì sao cùng bản thân gây khó dễ kỳ thật vẫn là tại thế thần minh quá cần thể diện diệp hạo ung dung nói ra c o n v e r t e r thanh phong cầu vốt mười điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo tan vo chấm dọc com ton. Chương 2005 Thảm liệt đại chiến Nguồn Mê truyện audio com Kỳ thật đâu chỉ tại thế thần minh, cho dù là bán thần cường giả, đều yêu quý bản thân Long Vũ. Không có ai sẽ làm bậc này chuyện xấu xa nhưng là Diệp Hạo cùng Định Hải Châm lại không có cái này cố kỵ. Bởi vậy quỷ tộc cùng thiên nhãn tộc đều không có hoài nghi này trung gian có hiểu lầm. Như vậy một trận chém giết ngay ở khó tránh khỏi. Ta chỉ muốn biết rõ song phương có thể chém giết đến cái gì trình độ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Thiên nhãn nhất tộc tại thế thần minh sau quỷ tộc nhiều một tôn, hơn nữa thêm ra tôn kia vẫn là nhị cấp tại thế thần minh, quỷ tộc trừ phi vận dụng đại lượng bán thần tiến hành vây công, nếu không đối phương không cần bao lâu thời gian liền sẽ phá vây. Định Hải Châm nhìn một hồi nhẹ giọng nói ra, mà thiên nhãn tộc bán thần cường giả thực sự quá ít, vì tận khả năng giảm bớt tử vong tiên vương liền phải trên đỉnh, dạng này đến nay còn không biết muốn chết bao nhiêu tiên vương đây. Tóm lại đây là một trận đánh dạng co. Liền là không biết song phương tiếp nhận bao nhiêu chết. Định hải Châm suy đoán là chính xác. Lý miễn xuất lĩnh 100 tôn bán thần còn không có tới đây chứ, Thái A Thạch nhất trưởng bức lui tôn lão quỷ sau đó liền vọt vào quỷ tộc vòng chiến. Thái A Thạch quá rõ ràng bán thần cường giả lực sát thương, bởi vậy Thái A Thạch đi lên liền vận dụng đại sát thuật. Tôn lão quỷ xong lại thời điểm Thái A Thạch cũng đã đánh chết trên trăm tên bán thần. Chém giết những cái này bán thần sau đó Thái A Thạch lại là xé rách không gian xuất hiện ở nơi khác. Thái A Thạch nhất xuất thủ liền lập tức trời đi. Tuyệt không ham chiến. Không muốn lui lại. Tôn lão quỷ nhìn thấy một màn này sau đó đỏ hồng mắt nói, không để ý hết thảy ngăn chặn hắn. Không thể không nói quỷ tộc bán thần đều là kẻ tàn nhẫn. Bởi vì nghe được tôn lão quỷ lời nói sau đó từng cái liền quyết tuyệt xông tới có thể dù là dạng này hay là bị Thái A Thạch liền xông ra ngoài. Dù sao Thái A Thạch thực lực bày ở kia đây. Nhị cấp tại thế thần minh. Nhưng là đợi đến Thái A Thạch đánh chết mấy trăm tên tại thế thần minh sau đó liền bị nhốt rồi. Bởi vì Thái A Thạch liên tục xuất thủ tiêu hao thực sự quá lớn. Bản thân cường giả cũng không phải tiên vương cường giả, tùy tùy tiện tiện xuất thủ đều có thể đánh giết, này cần Thái A Thạch vận dụng toàn thân lực lượng mới có thể. Thái A Thạch bị khốn trụ sau đó tôn lão quỷ liền xông tới. Ta muốn giết ngươi tôn lão quỷ gầm thét lên tôn lão quỷ phẫn nộ a những cái này có thể đều là bán thần cường giả a kết quả mấy hơi thở bên trong bị thái a thạch đánh chết mấy trăm vị tôn lão quỷ phẫn nộ đồng thời lại không biết thiên nhãn tộc càng phẫn nộ vì ngăn lại quỷ tộc bán thần cường giả tiên vương cường giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chịu chết a có thể dù là dạng này vẫn là lực bất tòng tâm dù sao song phương số lượng chênh lệch quá lớn thái a nguyên về trong tộc đem trong tộc nội tình toàn bộ đều lấy ra thái a thắng cùng trong chiến đấu thái a nguyên truyền âm còn có đem trong tộc cao thủ toàn bộ đều cho ta điều tới thái a nguyên nhẹ gật đầu sau đó xé trách một trương pháp chỉ sau đó liền nhanh chóng rời đi không quá dài thời gian thái a nguyên liền theo mấy chục tôn bán thần cùng hơn ngàn tôn tiên vương cường giả đuổi đến nơi này mà những cái này là thiên nhãn nhất tộc cuối cùng cao thủ đến sau đó mấy chục tôn bán thần liền lần lượt xé trách một trương lại một trương pháp chỉ những cái này pháp chỉ đều là bán thần cấp bậc cùng lúc đó thái a nguyên cũng xé trách một trương lại một trương thần linh pháp chỉ đây mới thực là thần linh cấp bậc A, quỷ tộc bán thần cường giả lần lượt vẫn lạc. Thái A Nguyên, đi tổ địa bên trong lấy pháp chỉ. Thái A Thạch hướng Thái A Nguyên truyền âm. Thái A Nguyên âm thầm gật đầu đồng thời ngay ở mấy chục tôn bán thần bảo vệ hướng về tòa kia điện đường vọt tới. Quỷ tộc tu sĩ tự nhiên chủ nghĩa đến một màn này. Nhưng là ở kia mấy chục tôn bán thần hung hãn không sợ chết bảo vệ Thái A Nguyên vẫn là thuận lợi tiến nhập đến điện đường. Ngươi không đi vào sao? Định Hải chăm nhẹ giọng hỏi điền đường bên trong khẳng định có lưu ba vị kia thần niệm ta nếu là đi vào mà nói khó tránh khỏi để bọn hắn cảnh giác diệp hào trầm ngâm một cái liền nói bởi vậy vẫn là không nên quấy rầy bọn họ giao thủ có thể là nhìn trước mắt tình huống ta cảm thấy thiên nhãn nhất tộc hơn phân nửa ngăn không được như lan như hổ quỷ tộc định hải châm nhẹ giọng nói ra thiên nhãn tộc tại thế thần minh là chiếm cứ ưu thế nhưng là ai bảo đối phương bán thần nhiều lắm Bán thần nói nhiều cho dù là tại thế thần minh đều có thể đè chết a, không nhìn thấy Thái a thạch đồ nhanh không có bao nhiêu sức hoàn thủ sao? Không quá dài thời gian Thái a nguyên liền từ cái kia tòa điện đường đi ra, hắn tâm thần khẽ động hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai đạo này thân ảnh đều là hắn phân thân. Chợt Thái a nguyên cùng hai đại phân thân liền đồng thời xé rách pháp chỉ. Ba trương thần linh pháp chỉ dẫn bạo nháy mắt hỗn độn đều náo động lên. Một tôn lại một tôn quỷ tộc bán thần chết đi, đáng chết coi là chúng ta quỷ tộc không có pháp chỉ sao? Đem pháp chỉ lấy ra. Quỷ tộc bán thần cường giả nhau nhau gầm thét lên. Thái A Nguyên nghe được liền lần nữa xé trách ba trương thần linh pháp chỉ. Xé trách này ba trương sau đó hắn liền mở ra nguyên một đám trận bàn. Những cái này trận bàn toát ra đầy trời quan trạch tràn ngập toàn trường. Không thể không nói Thái A Nguyên trận bàn là kịp thời, bởi vì trong lúc nhất thời lại khốn trụ toàn trường quỷ tộc. Nhưng là đại giới liền là Thái A Nguyên đem tổ địa bên trong đỉnh cấp trận bàn toàn bộ đều cho ném ra lập tức Thái A Nguyên lại ném ra một đạo lại một đạo cấm khí. Đây là bán thần cấp bậc. Ngắn mũi nửa khắc đồng hồ bên trong quỷ tộc tướng sĩ liền chết đi một phần tư. Nhìn xem từng tôn bán thần thoát khốn mà ra Thái A Nguyên trên mặt không có một tia huyết sắc. Thiên nhãn tộc ác chủ bài đều dùng xong, nhưng là bọn họ lại còn không chiếm ưu thế. 300 tôn bán thần hao tổn chỉ có 100 tôn không tới, 7000 tôn tiên vương hao tổn liền 1000 tôn đều không có, 20 vạn tiên tôn chỉ kịp rút lui ra ngoài 13 vạn tôn, nói cách khác bảy vạn tiên tôn chôn vùi đến chiến đấu trong dư âm, 300 vạn tiên chủ hiện tại còn lại không đủ 100 vạn, đây là bởi vì tiên chủ tiếp nhận năng lực so tiên tôn yếu nhiều. Thái A Nguyên biết rõ thiên nhãn tộc xong. Dù là hiện tại quỷ tộc trời đi bọn họ cũng chạy không khỏi các tộc liên quân công phạt. Dết. Lập tức Thái A Nguyên liền thu cứ vậy mà làm tinh thần, mang theo chiến kiếm hướng về phía trước vọt tới. Thái A Nguyên, chúng ta thiên nhãn nhất tộc chú định xong, ta để ngươi hiện tại ly khai nơi này. Lúc này Thái A Nguyên trong tai vang lên phụ thân truyền âm. "Cha, Thái A Nguyên làm sao nguyện ý rời đi đây? Trở về trong tộc sau đó liền mang theo một bộ phận tộc nhân Mai danh ẩn tích a." Thái A thắng tiếp lấy nói ra, đợi đến Ngươi tu vi đặt chân tại thế thần minh sau đó lại xuất thế. Thiên nhãn tộc tộc nhân nhiều không kể xiết. Thái A Nguyên muốn mang đi căn bản là không hiện thực. Thái A thắng cũng chỉ là nhường hắn mang một bộ phận đi. "Ta không đi." Thái A Nguyên đỏ hồng mắt thấp giọng gầm thét lên. Ngươi muốn là không đi mà nói chúng ta thiên nhãn nhất tộc sẽ trở thành lịch sử. Thái A Thắng lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói ra. Thái A Nguyên trầm mặt một trận liền dứt khoát hướng lấy nơi xa phóng đi. Ngăn lại hắn. Vì kia là thiên nhãn nhất tộc thiếu tộc trưởng. Không thể để cho hắn trốn. Quỷ tộc bán thần cường giả thực sự quá nhiều, bởi vậy bọn họ có thời gian đi siêu hồn, thông qua siêu hồn biết được Thái A Nguyên thân phận. c n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo tan vo chấm ton. Chương 2006 Tự bạo Nguồn Mê truyện audio com Nhưng là thiên nhãn nhất tộc tướng sĩ phấn đấu quên mình chặn đường, Thái A Nguyên ở mấy vị bán thần dưới sự che chở vẫn là thoát đi muốn hay không giết vị này? Định Hải chăm nhìn xem Diệp Hạo nói. Cảm thảo trừ căng. Diệp Hạo ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ta nghĩ đến ngươi không hạ thủ được đây. Định Hải chăm cho tới bây giờ đều không phải một cái loại lương thiện. Thiên nhãn tộc ở thiên hành đại lục phong bình không phải tốt như vậy. Diệp Hạo nói liền hướng về Thái An Nguyên Phương hướng đuổi tới. Định Hải chăm không có cùng đi vào. Hắn không cảm thấy thiên nhãn tộc còn có đệ tam cảnh cấp bậc này. Cho dù có cũng chưa chắc là Diệp Hạo đối thủ thái a nguyên một đường bỏ chạy không quá dài thời gian liền đi tới thiên nhãn nhất tộc đại bản doanh thiếu tộc trưởng một cái trung niên vội vàng xông tới mã thống lĩnh thái a nguyên nhìn xem kia trung niên nói ta mệnh lệnh ngươi lập tức tổ chức một chi tinh nhuệ tuân mệnh mã thống lĩnh vội nói thái a nguyên không có lại nói cái gì mà là hướng về phủ khố chạy tới không có tài nguyên Thái A Nguyên muốn càng nhanh cuộc khởi căn bản liền không có khả năng, lại càng không cần phải nói Thái A Nguyên còn gánh vác thiên nhãn nhất tộc cuộc khởi. Đến phủ khố sau đó hắn đánh ra mấy đạo ấn quyết sau mới tiến vào trong đó. Lục trưởng lão. Thái A Nguyên hô. Sau một khắc một cái trung niên liền xuất hiện ở bên người Thái A Nguyên. Gặp qua thiếu tộc trưởng. Lục trưởng lão, chúng ta thiên nhãn nhất tộc cao tầng tất cả đều vẫn lạc. Thái A Nguyên nhìn chầm chầm lục trưởng lão trầm giọng nói. Cái gì? Lục trưởng lão toàn thân rung lên. Hiện tại không phải cực kỳ bi ai thời điểm. Thái A Nguyên bình phục một cái liền nói, lục trưởng lão, ngươi đi tổ chức một hạ nhân ngựa, chúng ta tiến về chỗ ẩn thân. Thiên nhãn nhất tộc những năm này làm sao có thể không có bố trí chỗ ẩn thân đây? Dù sao không có bất hủ truyền thừa. Ta dài bao nhiêu thời gian có thể tổ chức? Một khắc đồng hồ. Thái A Nguyên mới vừa nói đến đây liền lắc lắc đầu, nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ có thể rút lui bao nhiêu? nửa khắc đồng hồ có thể rút lui bao nhiêu liền rút lui bao nhiêu, còn lại tộc nhân an bại đến đừng chỗ ẩn thân. Thái An Nguyên nghiêm mặt nói. Ta liền đi tổ chức. Lục trưởng lão nói liền hướng về cửa ra vào đi đến. Lục trưởng lão rời đi sau đó Thái An Nguyên vung tay lên liền đem từng kiện từng kiện pháp bảo thu vào trong càng không túi. Không quá dài thời gian Thái An Nguyên liền đem phủ khố đồ vật vơ vét sạch sẽ. Thái An Nguyên nhìn thoáng qua trống rỗng phủ khố trong lòng tràn đầy cảm khái ai có thể nghĩ tới cái này lần triệu hoán tổ địa sẽ phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Từ hôm nay bắt đầu thiên nhãn nhất tộc sẽ nên đón bi thảm nhất thời gian. Nhưng là hắn lại có thể làm cái gì đâu. Cảm khái một hồi thái A Nguyên quay người liền muốn rời đi. Mà lúc này trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhìn thấy cái này thân ảnh hắn con ngươi không khỏi co rụt lại. Các ngươi quỷ tộc không phải sạch sẽ giết sạch sao? Thái A Nguyên nói đến đây thần niệm liền hướng về bốn phía tràn ngập mà đi mà ở chú ý tới bốn phía chỉ có tôn này bán thần sau đó trong mắt hắn liền lộ ra vẻ dữ tận. Đệ nhất cảnh cùng đệ nhất cảnh thế nhưng là có khác nhau. Nói xong câu nói này hắn luân động lấy nắm đấm hướng về cách đó không xa thân ảnh đánh ra, đầy trời huyết khí oanh minh lên tiếng lúc này đưa tới kinh đào hải lãng. Nhưng là đợi đến Thái A Nguyên giết tới đạo kia thân ảnh 10 mét chi địa thời điểm trong lòng dân lên dự cảm không tốt. Bởi vì đối phương quá bình tĩnh. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Sau một khắc hắn sắc mặt soát một cái liền thay đổi hắn phát hiện mình bị cầm giữ không thể động đậy ta đồng ý ngươi nói đệ nhất cảnh cùng đệ nhất cảnh là có khác nhau cái này thân ảnh không phải kẻ khác chính là truy tung mà đến diệp hạo diệp hạo sở dĩ còn đóng vai thành quỷ tộc liền là bởi vì hắn lo lắng thái a nguyên trong tay còn có thế tử phù loại hình đồ vật bởi vậy diệp hạo mới có thể biểu lộ quỷ tộc thân phận đây là hoàng mỹ giá họa bịch một tiếng thái a nguyên thân thể ở giữa không trung vỡ nát bao quát hắn linh hồn Lúc này Diệp Hạo lấy ra trên người hắn càng không túi, tiếp lấy Diệp Hạo tâm thần khẽ động, ba đạo thần hồn phân thân cùng ba đạo phân thân hướng về tứ phía bát phương nhạo tới. Không sai. Theo lấy Diệp Hạo tu vi đặt chân đệ nhất cảnh, Diệp Hạo thần hồn phân thân cùng phân thân tiến một bước giảm bớt, đến hiện tại cũng đã suy yếu đến ba tôn trình độ. Ba tôn thần hồn phân thân cùng ba tôn phân thân trước tiên phong tỏa toàn bộ thiên nhãn nhất tộc. Ta vô ý đem các ngươi thiên nhãn nhất tộc giảo sát, chỉ cần các ngươi đem trên người tài nguyên giao ra, ta liền thả các ngươi rời đi. Diệp Hạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung nhàn nhạt nói ra. Chúng ta quỷ tộc không phải dọa lớn. Diệp Hạo thoại âm vừa dứt lục trưởng lão liền quát. Diệp Hạo ánh mắt không khỏi rơi vào trên người hắn. Lục trưởng lão thân thể ở toàn trường tu sĩ kinh hoảng thần sắc hóa thành hư vô. Cái gì đều không có lưu lại. Không sợ nói cho các ngươi, các ngươi trong tộc cao tầng cũng đã vẫn là không sai biệt lắm, nói cách khác các ngươi thiên nhãn nhất tộc quan huy chấm dứt. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra, chỉ cần giao ra các ngươi càng không túi, các ngươi liền có thể rời đi nơi này nói đến đây Diệp Hạo toàn thân khí thế liền hướng về bốn phía phô thiên cái địa bao phủ tới. Hảo cường ba động. Đây là đệ tam cảnh ba động. Còn có ba tôn đệ nhị cảnh, ba tôn đệ nhất cảnh. Chúng ta có thể đánh vỡ bọn họ vòng vây sao? Mã thống lĩnh nhìn bốn phía một cái trầm giọng nói, ta mệnh lệnh các ngươi giao ra càng không túi. Mã thống lĩnh là một tôn tiên vương đỉnh phong tồn tại. Hắn rất rõ ràng nếu là không giao ra càng không túi mà nói những cái này tộc nhân có thể còn sống sót không có bao nhiêu theo lấy mã thống lĩnh mở miệng đại bản doanh tướng sĩ đem càng không túi toàn bộ đều giao ra. Diệp Hạo đem càng không túi thu hồi đến sau đó liền hài lòng gật gật đầu nói, ta tin tưởng các ngươi thiên nhãn nhất tộc cao tầng vẫn lạc tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên hành đại lục, bởi vậy ta đề nghị các ngươi lập tức tìm ẩn nấp địa phương dàn xếp lại. Nói xong Diệp Hạo xoay người rời đi. Trong hỗn độn, chém giết say sưa. Bất quá Diệp Hạo về đến nơi đây sau đó phát hiện thiên nhãn tộc tướng sĩ cũng đã hao tổn không sai biệt lắm. Tiên vương cảnh cường giả tất cả đều vẫn lạc, bán thần cảnh không đến 30 tôn, thậm chí liền ở đời thần minh đều chết đi hai tôn. Quỷ tộc bên này hao tổn cũng không ít, 3.000 bán thần cũng đã không đến 800, tại thế thần minh cũng chết đi một tôn. Bất quá nhìn trước mắt thế cục thiên nhãn nhất tộc là thua định. Thiên nhãn nhất tộc còn lại hai tôn tiên vương đều là đệ nhị cảnh, nhưng là hai vị này ở quỷ tộc bán thần cường giả vây công dưới, tự thân bản nguyên cũng đã tiêu hao đến một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Thái A Thắng, ta kiên trì không được đang ở Thái A Thắng liên tục bại lui thời điểm trong tai vang lên Thái A Thạch thanh âm. Lão Tổ. Thái A Thắng sắc mặt đại biến. Ngươi lại lui ra phía sau một chút, ta chuẩn bị tự bạo. Thái A Thạch một bên nói một bên cố ý dẫn dắt đến chiến trường hướng về cự ly Thái A Thắng rời xa phương hướng tới gần. Không muốn. Thái A Thắng cực kỳ bi ai nói ra. Chiến đấu đến hiện tại tình trạng này, chúng ta cũng đã không có đường rút lui. Thái A Thắng thổn thức nói ra, đi thoại âm rơi xuống Thái A Thạch toàn thân liền tràn ra kinh khủng ba động. Loại này ba động thậm chí so Thái A Thắng toàn thịnh thời điểm còn muốn cường đại. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình C-O-N-V-E-R-T khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo tan dọc chấm t o n mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương hai nghìn bảy thu hoạch lớn nguồn mê truyện audio com người nào đều không có nghĩ đến thái a thạch sẽ tự bạo lui mau lui nhanh một chút lui quỷ tộc tướng sĩ điên cuồng mà gào thét lớn thế nhưng là một tôn nhị cấp tại thế thần minh tự bạo là bực nào kinh khủng kinh khủng sống sung kích giống như hãng hải lôi đình đồng dạng đem bốn phía toàn bộ đều che mất a a a liên tiếp kêu thảm thanh âm vang dội toàn bộ hỗn độn chư vị ta thái a thắng cũng đi ngay ở toàn trường tướng sĩ ở vào mộng bức trạng thái thời điểm Thái A Thắng hướng còn lại thiên nhãn tộc tướng sĩ truyền âm nói. Tộc trưởng. Không muốn. Tộc trưởng, không thể. Từng tôn thiên nhãn tộc tướng sĩ kinh hô. Thế nhưng là Thái A Thắng vẫn là dứt khoát quyết tuyệt tự bạo. Nhìn xem kinh khủng sống xung kích một tôn bán thần trong mắt lóe lên một đạo dữ tận Tộc trưởng, chờ ta. Theo lấy tôn bán thần này tự bạo sau đó còn lại hơn 80 tôn bán thần toàn bộ đều tự bạo. Kỳ thật những cái này bán thần sở dĩ tự bạo cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Quỷ tộc bán thần đem bọn họ bao bọc vây quanh, bọn họ căn bản liền không có cơ hội trốn, dứt khoát không bằng chết trước đó kéo hai cái đệm lưng. Để ngủ đại đội, để lục đại đội, để thất đại đội tiên vương mang theo tiên tôn cường giả rời đi. Lúc này một tôn tiên vương đỉnh phong lão giả quát, rời đi sau đó các ngươi liền chia thành tốp nhỏ, tìm ẩn ở thiên hành đại lục xó xỉnh bên trong, biết sao? Dừng một chút lão giả kia tiếp lấy nói ra, còn lại tiên vương đều cho ta tự bạo, nhưng các huynh đệ thuận lợi rời đi. Xoát. 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 Từ lúc Thái A Thạch tự bạo trước đó Thái A Thắng liền an bài lui lại con đường. Thiên nhãn tộc tướng sĩ không thể đều hao tổn đến nơi đây, bằng không muốn khôi phục còn không biết muốn bao lâu đây. Theo lấy một tôn một tôn tiên vương khỏa mang theo tiên tôn cùng tiên chủ rời đi thời điểm còn lại mấy trăm vị tiên vương lại là đứng chung một chỗ tạo thành một đạo lại một đạo phòng tuyến, ước chừng dừng lại ba cái hô hấp sau đó những cái này tiên vương liền không để ý hết thể dẫn nổ thân thể mình bất quá những cái này tiên vương tự bạo liền không có gây nên bao nhiêu quỷ tộc bán thần chết đi. Bởi vì quỷ tộc bán thần cường giả thật sớm liền tránh ra. Mà đợi đến bụi bặm tan mất thời điểm mảnh này trong hỗn độn thiên nhãn tộc tướng sĩ lại là một cái đều không có. Lúc này quỷ tộc bán thần chỉ có hai tôn, mà cái này hai tôn đều bị trọng thương, bán thần cường giả càng là chỉ có hơn 800 tôn, này hơn 800 tôn còn có hơn 200 tôn gặp phải trọng thương đúng lúc này tôn lão quỷ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một đạo tim đập nhanh sau một khắc một đạo mỏng như cánh ve chủy thủ đâm xuyên qua đầu của hắn tôn lão quỷ kêu thảm đồng thời một cái trọng quyền đập vào hắn tâm khẩu tôn lão quỷ thân thể ngay ở đám người kinh khủng bên trong hóa thành tro tàn tôn lão quỷ nguyên lão quỷ hoảng sợ nói định hải chăm đánh lén chém giết tôn lão quỷ sau đó xâm nghiêm ánh mắt liền rơi vào nguyên lão quỷ trên người nhị cấp thần minh Nguyên lão quỷ quét liếc mắt liền nhìn ra định hải châm cảnh giới, bất quá chợt trong mắt hắn liền tràn đầy dữ tận sát ý, coi như ngươi là nhị cấp thần minh lại như thế nào. Giết hắn cho ta. Theo lấy nguyên lão quỷ thoại âm vừa rơi xuống mấy trăm vị bán thần liền hướng về định hải châm nhào tới. Mà liền ở lúc này Diệp Hạo cùng ba tôn thần hồn phân thân, ba tôn phân thân xuất hiện ở trong hỗn độn, tiếp lấy Diệp Hạo cùng hắn phân thân liền nhau nhau sử dụng nguyên một đám trận pháp. Những cái này trận pháp đều là đệ tam cảnh cấp bậc những cái này bán thần trước mắt tức khắc mất đi định hải châm phương vị, bọn họ cảm thấy bản thân phản phất xa vào đến hồng hoang. Để tam cảnh trận pháp. Mấy đạo để tam cảnh trận pháp liền muốn vây khốn ta nhóm sao? Buông cười. Những cái này quỷ tộc bán thần vẫn có một chút trận đạo phương diện cao thủ. Nhưng là sau một khắc những cái này bán thần liền cười không ra. Bởi vì một đạo lại một đạo kinh khủng công kích phủ xuống. Nguyên lão quỷ trong mắt lộ ra kinh hoảng vẻ bất an. Hắn thấy được cái gì? hắn thấy được 1.400 trăm tôn bán thần cường giả xuất thủ. Mà ngoại trừ cái này 1.400 tôn bán thần cường giả bên ngoài còn có 10 chiếc đệ tam cảnh chiến hạm, 100 chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm, 1.000 chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm. Những cái này chiến hạm áp dụng đều là song pháo đài, hơn nữa từng cái đều có thể kéo dài phát xạ. Bởi vậy đợi đến một đợt công kích kết thúc sau đó hơn 800 tôn bán thần còn lại liền không đến 400 tôn. Các ngươi là ai? Nguyên lão quỷ trừng lớn hai mắt hỏi đáp lại nguyên lão quỷ là định hải châm như là biển công kích dết diệp hạo băng lạnh dưới mặt đất khiến âm 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 một nghìn một trăm mười một chiếc chiến hạm kéo dài trút xuống năng lượng đợi đến những cái này chiến hạm liên tục sáu liên kích sau đó quỷ tộc bán thần còn lại liền không đủ trăm tôn viễn trình xuất thủ giải quyết bọn họ diệp hạo hạ lệnh diệp hạo lo lắng những cái này bán thần tự bạo bởi vậy mệnh lệnh cái này một nghìn hơn bốn trăm tôn bán thần viễn trình công kích trận này chiến đấu là không có bất kỳ huyền niệm gì. Nguyên lão quỷ duy nhất có thể làm được liền là trơ mắt nhìn xem quỷ tộc quân đoàn hoàn toàn hôi phi yên diệt. Ta muốn giết ngươi. Nguyên lão quỷ gầm thét lên. Định hải chăm ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Giết hắn. Cho dù là nguyên lão quỷ toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói vị này bây giờ còn bị trọng thương. Diệp hạo không có nhúng tay mà là nhường 1.111 chiếc chiến hạm ở bốn phía bố khống ba đạo phòng tuyến những cái này chiến hạm bố khống thời điểm cũng đang chậm rãi khôi phục. Liên tục phát xạ sau đó cần một đoạn thời gian làm lạnh. Mà kia 1.400 trăm tôn bán thần cường giả cũng đang khôi phục. Dù sao ai cũng không thể liên tục xuất thủ không phải sao. Nguyên lão quỷ nhìn thấy một màn này sau đó liền nghĩ phá vây. Bởi vì hắn rõ ràng bản thân nếu là lại không phá vây đợi đến chiến hạm cùng những cái này bán thần khôi phục sau đó bản thân muốn chạy trốn căn bản liền không có khả năng. Nhưng là định hải chăm công kích liên tục không dứt, hắn muốn chạy trốn căn bản liền không có khả năng nguyên lão quỷ trong lòng sốt ruột a à, thế nhưng là lại có thể có biện pháp gì thật vất vả tìm tới một cái cơ hội nguyên lão quỷ vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi âm 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 mấy trăm miếng năng lượng pháo hợp thành một đạo kính không kẻ hở lưới lớn nguyên lão quỷ thân ảnh sinh sinh bị ép đi ra mặc dù nguyên lão quỷ không có nhận bao nhiêu tổn thương thế nhưng là hắn pháp lực lại bị tiến một bước tiêu hao mà đợi đến nguyên lão quỷ lần thứ hai chạy trốn thất bại sau đó hắn nhìn xem định hải châm trong mắt liền tràn đầy hung tàn mọi người cùng chết a à. Quanh một tiếng nguyên lão quỷ tự bạo. Tự bạo đồng thời đã sớm có chỗ chuẩn bị định hải châm thi triển côn bằng triển sĩ nháy mắt thoát đi. Đợi đến hỗn độn khôi phục bình tĩnh sau đó định hải châm thân ảnh mới xuất hiện ở nguyên địa, hắn thần niệm cẩn thận quét nhìn bốn phía, hắn lo lắng đối phương không hề chết hết. Một khắc đồng hồ sau đó định hải châm mới nói, có thể quét dọn chiến trường. Diệp Hạo vung tay lên những cái này bán thần liền hướng về chiến trường đi đến. Diệp Hạo cùng Định Hải Chăm thì đi tới chiếc kia u ám sắc u minh quỷ thuyền phía trên mở ra u minh quỷ thuyền mật thất đại môn nhìn thấy trong đó rực rỡ muôn màu đồ vật sau diệp hạo cùng định hải châm đều há to miệng bọn họ thấy được cái gì chồng chất như núi trân bảo hơn nữa đều là vương cấp này phải có bao nhiêu a à? định hải châm nhìn xem diệp hạo làm nuốt một miếng nước bọt hỏi c o n v e r t e r thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây http truyenen com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. http://truyenen.com/gạch-chéo/tan-vo-dọc-ton/10-vạn-năm-trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 2008 Tâm thần bất định Nguồn Mê truyện audio com Những cái này phải có 100-200 vạn A, à. Diệp Hạo bình phục một cái triệu hoán trên trăm tôn mập mạp đang đồng. Các ngươi đem những cái này tại nguyên thống kê một cái. Diệp Hạo nhìn xem những cái này đang đồng nói. Đây mới thực là trên ý nghĩa đang đồng, không phải tiên tôn cảnh Linh Anh có thể so sánh bọn họ tu vi đều ở tiên vương đỉnh phong, hơn nữa đều đạt đến tiên vương thập nhị tầng. Đi qua một khắc đồng hồ sau đó một cái đang đồng liền hướng Diệp Hạo bẩm báo nói, chủ nhân, trận đạo vật liệu hết thảy có 24 vương cấp sơ kỳ, 12 vạn hoàng cấp trung kỳ, 6 vạn vương cấp cao giai, 3 vạn vương cấp đỉnh phong, khí đạo vật liệu hết thảy có 26 vạn vương cấp sơ kỳ, 13 vạn hoàng cấp trung kỳ, 8 vạn vương cấp cao giai, 3 vạn 5 nghìn vương cấp đỉnh phong, dược tài hết thảy có 35 vạn vương cấp sơ kỳ, 18 vạn hoàng cấp trung kỳ, Tám vạn vương cấp cao dai, bốn vạn vương cấp đỉnh phong. Diệp Hạo trong lòng yên lặng tính coi như một cái. 161 vạn. Những cái này cầm thú. Diệp Hạo lập tức tức giận nói ra. Thế nào? Định Hải châm nghi ngờ hỏi. Những năm này chúng ta đoạt bao nhiêu thế lực, thế nhưng là lấy được tài nguyên mới bao nhiêu? Chủ nhân, những năm này chúng ta lấy được vương cấp vật liệu cộng lại có hơn 300 vạn đây. Cái kia mập mạp đang đồng cẩn thận từng ly từng tí nói ra thế nhưng là những năm này chúng ta lục tục chinh phạt mấy chục cái tiểu thế giới a. À? Diệp Hạo tức giận là mình chinh phạt những năm này mới chiếm được hơn 300 vạn, thế nhưng là này U Minh Quỷ thuyền dĩ nhiên chiếm được đạt đến hơn 160 vạn. Diệp Hạo, ngươi cảm thấy chiếc này quỷ thuyền chinh phạt tiểu thế giới so chúng ta ít. Định Hải chăm im lặng nói ra, vừa mới ta âm thầm lục soát một tôn bán thần hồn, bọn họ chinh phạt đi đến hơn 100 cái được sao? Diệp Hạo tâm lý lúc này mới cân bằng một chút. Đi, đi nhìn xem đệ nhị tầng mật thất diệp hạo nói liền đẩy ra đệ nhị tầng mật thất đại môn mở ra nháy mắt từng đạo từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh nhào tới trước mặt đệ nhị tầng mật thất liền không có đệ nhất tầng tài nguyên nhiều nhưng là đệ nhị tầng tài nguyên đều là bán thần cấp bậc a thống kê một cái diệp hạo nhìn xem trên trăm tôn đang đồng chậm rãi nói ra rất nhanh tên kia đang đồng liền nói chủ nhân trận đạo vật liệu hết thảy có một vạn đệ nhất cảnh ba nghìn đệ nhị cảnh một nghìn đệ tam cảnh khí đạo vật liệu hết thảy có chín nghìn đệ nhất cảnh ba nghìn hai trăm đệ nhị cảnh 1.200 đệ tam cảnh, dược tài hết thảy có một vạn 1.000 đệ nhất cảnh, 4.300 đệ nhị cảnh, 1.400 đệ tam cảnh. 4 vạn 4.100. Diệp hạo trầm ngâm một cái liền nói. Số này đại đại vượt ra khỏi diệp hạo đoán trước. Công tử. Lúc này Trần Nguyệt Lan đi tới. Chiến trường quét dọn thế nào? Diệp hạo nhẹ giọng hỏi. Tiên vương cấp vật liệu hết thảy chiếm được 12 vạn kiện, vương cấp vật liệu hết thảy chiếm được 4 vạn kiện. Trần Nguyệt Lan cười nói ra, những tài liệu này tự nhiên là từ vẫn lạc hai tộc tướng sĩ trên người lấy được. Kỳ thật ngoài trừ vương cấp cùng bán thần cấp vật liệu bên ngoài còn có trọng lượng tôn cấp cùng chủ cấp. Bất quá Trần Nguyệt Lan chưa hề nói. Diệp Hạo khẳng định không có hứng thú. Trong đó thượng phẩm tiên thạch hết thảy có 432 vạn ức. Trần Nguyệt Lan đồng dạng chưa hề nói trung phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch tiểu thiên địa tu sĩ đều không cần được sao? Nói ra số này thời điểm Trần Nguyệt Lan trong lòng còn tràn đầy chấn kinh, bất quá vừa nghĩ tới toàn trường chết đi năm tôn tại thế thần linh, hơn 3.000 tôn bán thần, hơn 6.000 tôn tiên vương, mấy chục vạn tiên tôn cùng mấy trăm vạn tiên chủ sau đó, nàng trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ khải giáp, pháp bảo cũng không muốn lãng phí. Diệp hạo giao phó nói, còn có bọn họ nhục thân cũng có tác dụng, có thể ngao luyện rèn luyện gân cốt dược chấp, tăng lên tu vi đang dược. Những năm này Diệp Hạo nuôi dưỡng một nhóm lớn đang đạo cao thủ. Bởi vậy những cái này công tác cũng đã không cần Diệp Hạo làm. Đều đang đâu vào đấy quét dọn đây. Trần Nguyệt Lan cười nói ra. Mật thất còn có một cánh cửa. Diệp Hạo lúc này lơ đã nhìn thấy chiếc này quỷ thuyền phía trên còn có một cánh cửa. Nói Diệp Hạo vung tay lên liền đem đại môn mở ra. Nhưng Diệp Hạo kinh ngạc là cái thứ ba mật thất bên trong đều là lít nha lít nhít càng không túi. Diệp Hạo tiện tay mở ra một cái liền phát hiện trong đó có một trăm ức thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo tiện tay lại nhặt lên một cái phát hiện trong đó tràn đầy đều là tôn cấp chiến giáp. Những cái này càng không túi bên trong đại bộ phận là vương cấp phía dưới các loại tài nguyên trừ cái đó ra còn có một chút vương cấp chiến đấu khí giới cùng pháp bảo trên trăm tên đang đồng kiểm tra một phen sau đó liền nói đều nhận lấy đi diệp hạo nhàn nhạt nói ra những cái này tài nguyên nếu bàn về tổng giá trị mà nói khẳng định không bằng trước hai cái mật thất bất quá những cái này tài nguyên bản thân cũng không phải là cho tiên vương sử dụng một cái tông môn tổng không thể đều là tiên vương a đợi đến đêm này u minh quỷ thuyền rời hết sau đó trần nguyệt lan liền hỏi công tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào này u minh quỷ thuyền này U Minh Quỷ thuyền ta chuẩn bị phá giải. Diệp Hạo nói khẽ. U Minh Quỷ thuyền khí tức quá nồng nặc. Diệp Hạo cũng không muốn gây tự nhiên phiền phức. Ân, ừ, tiếp xuống chúng ta còn muốn tiến về Thiên Hành Đại Lục sao? Ta đi nhìn xem Thiên Hành Đại Lục nhân tộc tình huống. Diệp Hạo trầm ngâm một cái liền nói. Thiên Hành Đại Lục ngoài trừ Thiên nhãn tộc bên ngoài còn có thập đại cường tộc. Nhưng là này thập đại cường tộc bên trong nhân tộc lại không thuộc về trong đó. Không thể không nói đây là một loại bi ai. Liệt kiếm tông. Đi qua nghe ngóng Diệp Hạo biết được Liệt Kiếm Tông là nhân tộc đệ nhất đại tông môn. Hôm nay Diệp Hạo đi tới Liệt Kiếm Tông sơn môn, hắn thần niệm quét qua toàn bộ Liệt Kiếm Tông tình huống liền thu hết vào mắt. Liệt Kiếm Tông hộ sơn đại trận chỉ là tiên vương cao giai, loại này cấp bậc đại trận làm sao có thể ngăn được Diệp Hạo? Một khắc sau Diệp Hạo thân ảnh liền xuất hiện ở một tòa đình viện, một cái lão giả cầm trong tay một quyển cổ thư vẻ mặt buồn thiêu. Người nào? Diệp Hạo hiện thân sát na ngưu hồng toàn thân long tơ liền nổ tung. Chuyện gì sâu mi khổ kiểm? diệp hạo nói vẫy vẫy tay hà hồng trong tay cổ thư liền rơi vào diệp hạo trong tay hà hồng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng phải biết diệp hạo hiện thân thời điểm hà hồng thần niệm đem hắn bốn phía gói lại nhưng là diệp hạo nhưng vẫn là dễ dàng đem ở trong tay hắn cổ thư lấy đi nói cách khác diệp hạo muốn giết hắn nhất niệm là đủ rồi hà hồng suy đoán là chính xác hà hồng là đệ nhất cảnh cường giả diệp hạo đồng dạng là cấp bậc này vả lại diệp hạo tuyệt đối lĩnh vực cũng đã tu hành đến giai đoạn thứ hai, nói cách khác 100 mét bên trong đồng giai tồn tại sinh tử nắm giữ ở trong tay hắn. Trừ phi là nghịch thiên tồn tại mới có khả năng đánh vỡ hắn tuyệt đối lĩnh vực. Vấn đề là Hà Hồng là cấp bậc này tồn tại sao? Hiển nhiên không phải. Diệp Hạo lật nhìn một hồi liền nói, bản này trước kiếm quyết ngươi nhìn không hiểu sao? Có mấy điểm xem không hiểu. Hà Hồng không biết Diệp Hạo muốn làm cái gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật hỏi. Nói. Diệp Hạo thản nhiên nói, Hà Hồng liền đem trong lòng mấy cái nghi hoặc hỏi đi ra. Nhưng Ha Hồng chấn kinh là dịp Hạo toàn bộ đều giải đáp đi ra. Ngươi, trước đó không có nhìn qua bản này kiếm quyết. Ha Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP truyenen.com chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http://truyenen.com chéo tan chấm vo chấm dọc. Tòn, mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 2009. Không muốn tham gia. Nguồn: Mê truyện audio.com. Bản kiếm quyết này chỉ là phổ thông bán thần cấp kiếm quyết. Diệp Hạo có chút nghi ngờ nhìn xem Hà Hồng nói, lấy ngươi tu vi hẳn là có thể nhìn hiểu a. À. Một năm trước ta phục dụng một cốc Thù Du bổ nguyên thảo. Hà Hồng thẳng thắn nói ra. Thù Du bổ nguyên thảo dù là ở trong đệ nhị cảnh cũng là không sai dược liệu. Diệp Hạo trong mắt lộ ra vẻ thoải mái, khó trách người có thể đánh vỡ tiên vương cảnh bích lũy đặt chân bán thần cảnh. Tiên vương cảnh cùng bán thần cảnh ở giữa bích lũy không phải trong tưởng tượng tốt như vậy đánh vỡ. Trên thực tế đệ nhất cảnh dược tài chỉ có chút ít nhiều loại mới có thể trợ giúp đánh vỡ bích lũy. Hà Hồng vận khí rất tốt, chiếm được một gốc đệ nhị cảnh. Nhưng là Hà Hồng đặt chân đệ nhất cảnh, không có nghĩa là hắn tư chất là được, trước đó không lĩnh ngộ vẫn là không lĩnh ngộ. Bản kiếm quyết này trước đó ta không có nhìn qua, Diệp Hạo dừng lại một trận liền nói. Hà Hồng trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Bản thân nghiên cứu mấy trăm năm công pháp, Diệp Hạo ngắn mũi vài lần liền hiểu rõ. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho Hà Hồng một cái ngọc bình. Hà Hồng nghi ngờ tiếp nhận, đây là cái gì? Một mai bổ sung tư chất tiên đan. Diệp Hạo thản nhiên nói, ăn vào sau đó ngươi lại lĩnh ngộ mà nói, ta muốn liền không có bất kỳ vấn đề gì. Bản thân cấp tiên đan. Hà Hồng không khỏi trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái. Ngươi, ngươi làm gì muốn đưa ta trân quý như vậy tiên đan? Hà Hồng thật sâu hút một hơi nghiêm túc nói ra. Phần này nhân tình quá lớn. Không gì khác, đồng tộc. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Hà Hồng trong mắt vẫn như cũ còn tràn đầy kinh nghi. Ngươi cảm thấy các ngươi liệt kiếm tông có cái gì là ta ngấp nghé sao? Diệp Hạo bật cười lớn nói. Hà Hồng nghĩ nghĩ phát hiện liệt kiếm tông còn thật không có cái gì đáng giá Diệp Hạo nhớ thương. Liệt dương tông có cái gì đáng giá bồi dưỡng thiên tài sao? diệp hạo lập tức hỏi sư tôn diệp hạo thoại âm vừa mới rơi xuống một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ chạy tới hà hồng có chút khẩn trương nhìn xem diệp hạo diệp hạo có chút im lặng có tất yếu như thế đề phòng ta sao hà hồng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ kỳ thật hà hồng cũng không muốn dạng này thật sự là diệp hạo quá mạnh a à? nam tình chạy đến hà hồng bên người sau đó mới chú ý tới diệp hạo sư tôn vị này là ai vậy cái này Hà Hồng đang nghĩ ngợi như thế nào giới thiệu Diệp Hạo thân phận thời điểm Diệp Hạo lại là mở miệng nói, ta là người sư tôn bằng hữu. Chuyện cười này một chút đều không dễ nghe. Nghe vậy Nam Tình trầm mặt xuống. Ở Nam Tình trong lòng Hà Hồng là ai? Bán thần cường giả A, Diệp Hạo có tài đức gì làm sư tôn bằng hữu? Có bán thần chi tư? Diệp Hạo lúc này lại là nhìn về phía Hà Hồng cười nói ra. Ân, Nam Tình tư chất là liệt dương tông bên trong tốt nhất. Hà Hồng nhẹ gật đầu. Nam Tình giật mình này tình huống như thế nào chẳng lẽ trước mắt gia hỏa thực sự là sư tôn bằng hữu tình nhi mới chỉ đến gặp qua dịp công tử hà hồng một mặt nghiêm nghị nhìn xem nam tình sư tôn hắn là ai a à? nam tình rất hiếu kỳ vấn đề này ta lời đều không nghe hà hồng nghiêm mặt nói nam tình nhìn xem dịp hạo thần sắc tức khắc thay đổi nam tình gặp qua dịp công tử hà hồng tức khắc gấp bởi vì nam tình hành là cùng đời lễ ngay ở Hà Hồng muốn nói điều gì thời điểm Diệp Hạo lại hướng hắn truyền âm, ta nội tình không được lộ ra, ta muốn nhìn nàng một cái phẩm tính. Vâng. Hà Hồng nào dám nói không phải đây. Tình Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hà Hồng lúc này mới nghĩ tới cái gì? Sư Tôn, loan tước nhất tộc người đến. Nam Tình nói đến đây trong mắt tràn đầy căm giận bất bình. Loan tước nhất tộc tới làm cái gì? Thu cống phẩm. Nửa năm trước không phải cho cống phẩm sao? Đúng vậy a. À thế nhưng là bọn họ nói hiện tại đổi thành nửa năm một lần. Há có cái này lý? Hà Hồng tức giận nói. Sư Tôn, muốn hay không đem bọn họ đuổi ra đi? Một năm trước Nam Tình là không dám nói loại lời này, bất quá theo lấy Hà Hồng đặt chân bán thần cảnh sau đó, Nam Tình trong lòng dũng khí cũng liền đủ lên. Hà Hồng trầm mặt xuống. Để nhất cảnh cùng để nhất cảnh vẫn có khác nhau. Hà Hồng bất quá vừa mới đặt chân cảnh giới này, cùng uy tín lâu năm để nhất cảnh vẫn là không cách nào so sánh được. Loan tước nhất tộc nếu là dám gây chuyện, ta sẽ xuất thủ đem bộ tộc này diệt. Diệp Hạo lúc này hướng Hà Hồng truyền âm. Hà Hồng trước mắt sáng lên. Đúng vậy a, à, bản thân không phải loan tước nhất tộc lão tổ đối thủ. Thế nhưng là Diệp Hạo đúng vậy a, à, Hà Hồng cảm thấy Diệp Hạo chí ít cũng phải là đệ nhị cảnh tồn tại. Tình nhi, đi thôi. Hà Hồng nhìn xem nam tình nghiêm mặt nói, chúng ta liệt dương tông lại cũng không phải trước đó mặt người nhào nặng tồn tại. Ừ. Nam tình kích động liên tục gật đầu. Một ngày này liệt dương tông đợi thời gian quá dài ta bồi ngươi đi thôi. Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói. Hà Hồng ánh mắt lóe lên, tình nhi, nhất định muốn hảo hảo chiêu đại Diệp công tử. Nam tình gật đầu nói, Diệp công tử, mời. Nghị sự đại điện. Một cái thanh niên không phong độ chút nào nằm ở trên ghế ngữ khí lãnh đạm nói ra, ta nói các ngươi liệt dương tông cân nhắc thế nào. Khương Lập thành sắc mặt thật không tốt nhìn. Này thanh niên chỉ là một cái tiểu bối, lại như thế không cho hắn mặt mũi. Bản thân tốt xấu là nhất tông chi chủ A, có ý tứ gì? nhìn thấy liệt dương tông tông chủ sắc mặt người thanh niên kia đứng lên, nhìn ta không thoải mái. Khương Lập Thành thần sắc trên mặt biến tái nhật lên. Nếu như nói trước đó vẫn là ngôn ngữ bất thiện mà nói, như vậy giờ này khắc này liền là khiêu khích. Loan bạc, người có ý tứ gì? Liệt dương tông một cái thanh niên đứng lên. Tông chủ chịu nhục, lệnh tử thời hắn cái này thủ tịch đại đệ tử khẳng định được đứng ra. Loan bạc lường một cái lệnh tử thời, lăng. Người nói cái gì? Lệnh tử thời tức khắc nổi giận. Xoát một khắc sau loan bạc liền xuất hiện ở trước mặt lệnh tử thời ở cực kỳ nguy cấp thời khắc bóp hắn cổ đem hắn hướng về phía trên nhất lên một thước không ba mươi ba m trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức đem ngươi vừa mới lời lặp lại lần nữa dừng tay thả ra lệnh sư huynh ngươi muốn làm cái gì vài tôn chân truyền đệ tử đem loan bạc vây bọn họ nguyên một đám tức giận trách mắng lăng Loan bạc thoại âm rơi xuống lúc thời gian kia tám tôn chân truyền đệ tử nguyên một đám như bị sét đánh vô lực hướng về nơi xa rơi xuống. tám tôn chân truyền đệ tử toàn bộ đều trọng thương học máu. Nhìn thấy một màn này toàn trường tu sĩ vì đó xôn xao. Làm sao có thể? Này tám vị thế nhưng là liệt dương tông thập đại chân truyền đệ tử A cùng nhau xuất thủ dĩ nhiên ngăn không được loan bạc một tiếng quát lớn. Loan bạc đến cùng cường đại cái tình trạng gì? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đây. Loan bạc nhìn chầm chầm sắc mặt trắng bệch lệnh tử thời thản nhiên nói. Thả ra lệnh tử thời. Khương lập thành đứng lên. Khương tông chủ, tiểu bối ở giữa tranh đấu chúng ta thế hệ trước cũng không cần tham gia. Lúc này một cái trung niên cũng đứng dậy, hắn nói chuyện đồng thời toàn thân khí thế liền tỏa ra. Tiên vương thập nhất tầng. Vững vàng đè ép Khương Lập thành một đầu. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP truyenen.com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http truyenen.com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm to. chương 2010 thiêu nướng nguồn mê truyện audio com liệt dương tông cao tầng toàn bộ đều kinh trụ trước mắt trung niên chỉ là loan tước nhất tộc tam trưởng lão a dựa theo phân chia thực lực vị này có thể hay không xếp ở loan tước nhất tộc trước năm đều ở hai chuyện thế nhưng là như vậy cường hoành tồn tại lại vững vàng đè ép liệt dương tông tông chủ khương lập thành mà khương lập thành lại là liệt dương tông đệ nhị cao thủ a thả ra lệnh sư huynh đúng lúc này năm tình từ đại điện bên ngoài đi đến làm nàng nhìn thấy trước mắt một màn sau lớn tiếng quát lớn loan bạc nhìn thoáng qua năm tình trong mắt lóe lên vẻ tham lam mỹ nữ liền là mỹ nữ dù là sinh khí đều cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác muốn cho ta thả ra cũng có thể loan bạc nhìn chầm chầm nam tình nói ngươi đáp ứng làm ta cơ thiếp cơ thiếp nam tình trong mắt tràn đầy lửa giận ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì loan bạc nhàn nhạt nói ra ngươi đáp ứng làm ta cơ thiếp ta ngoại trừ có thể thả lệnh tử thời còn có thể miễn đi các ngươi một lần này cống phẩm nghĩ cũng đừng nghĩ nam tình làm sao có thể đáp ứng làm loan bạc cơ thiếp đây nhìn đến ngươi là không quan tâm lệnh tử thời sinh tử a à? Loan Bạc nói đến đây trong mắt liền lóe lên một vòng sát ý, ngươi nếu là giám động lệnh sư huynh mà nói ngươi và các ngươi tộc trưởng tam trưởng lão liền không muốn sống sót trời đi. Nam tình lạnh lùng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Loan Bạc trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Ý tứ liền là liệt dương tông không phải các ngươi có thể làm càng. Lúc này Diệp Hạo đi vào đại sảnh. Ngươi là ai? Loan Bạc nhìn chầm chầm Diệp Hạo nói. Diệp Hạo vung tay lên Loan Bạc liền không bị khống chế hướng về Diệp Hạo phương hướng rơi xuống theo lấy bịch một tiếng loan bạc rơi vào diệp hạo bên người toàn trường tu sĩ vì đó kinh ngạc loan bạc thế nhưng là tiên vương bát tần tồn tại a à? vì sao ngay cả sức hoàng thủ đều không có loan tước nhất tộc tam trưởng lão vừa muốn xuất thủ diệp hạo liền nhàn nhạt nói ra ngươi nếu là lại hướng phía trước đạp một bước như thế nào tam trưởng lão thần sắc bất thiện nói chết chết tam trưởng lão giống như là nghe được thế giới này êm tai nhất cười nhạo một dạng ngươi cho rằng ngươi là ai nói đến đây hắn liền hướng về phía trước đi một bước, ta cũng phải nhìn xem ngươi là làm sao để cho ta. Chết cái chữ này còn không có nói ra miệng thời điểm hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể một tấc một tấc tan rã. À, tam trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giống như là bị đốt một dạng. Bất lực ngăn cản. Không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân một tấc một tấc bị thiêu đốt. Tam trưởng lão. Loan bà con ngươi hung hăng co rụt lại tam trưởng lão thế nhưng là tiên vương thập nhất tầng cường giả a à. tam trưởng lão há to miệng muốn nói điều gì thế nhưng là một cái hô hấp sau liền hóa thành cho tàn diệp hạo tâm thần khẽ động tam trưởng lão càng không túi liền rơi vào diệp hạo trong tay diệp hạo thần niệm lướt qua liền phát hiện trong càng không túi có 60 mươi ức thượng phẩm tiên thạch trừ cái đó ra còn có một chút tiên vương cấp vật liệu cùng dược tài chờ chờ đưa ngươi diệp hạo xóa đi phía trên cấm chế sau đó tiện tay đưa cho nam tình cho ta nam tình không khỏi trừng lớn hai mắt Diệp Hạo đem càng không túi nhét vào trong tay nàng sau đó liền dẫn theo loan bạc, giống như là kéo một đầu chó chết một dạng hướng về đại điện bên ngoài kéo đi. Nam Tình, vị này là người nào? Khương Lập Thành đi tới Nam Tình bên người hỏi. Vị này là sư tôn bằng hữu. Nếu như nói trước đó Nam Tình còn cảm thấy Diệp Hạo không tư cách làm sư tôn bằng hữu, bất quá theo lấy Diệp Hạo cường thế xuất thủ đánh giết loan tước nhất tộc tam trưởng lão sau đó, Nam Tình liền ý thức được Diệp Hạo không có nhìn qua như thế đơn giản. Thái thượng trưởng lão bằng hữu. Khương Lập Thành giật mình nói. Bất quá vừa nghĩ tới dịp Hạo trước đó biểu hiện Khương Lập Thành cũng liền bình thường trở lại. Vị công tử kia đem càng không túi đưa cho ngươi. Lúc này một cái trưởng lão đi tới hỏi. Khi trưởng lão hỏi thăm đồng thời thần niệm quét một cái, một khắc sau trong mắt hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. 60 ức thượng phẩm tiên thạch. Này trưởng lão mà nói đưa tới toàn trường tu sĩ chú ý, bọn họ nhau nhau xông tới. Thật có 60 ức thượng phẩm tiên thạch. Nếu là lại tính lên còn lại vật liệu tổng giá trị vượt qua trăm ức loan tước nhất tộc một tôn trưởng lão đều có tiền như vậy sao? Lão tử cũng là tam trưởng lão, có thể toàn thân trên dưới chỉ có 10 ức không đến A. À. Người so với người, tức chết người. Những cái này trưởng lão nói đồng thời nhìn xem nam tình trong tay càng không túi đỏ ngầu cả mắt lên. Không có chút nào nghi vấn bọn họ đều muốn lấy được nam tình trong tay càng không túi. Này càng không túi các ngươi đều không nên nghĩ. Khương Lập Thành trầm mặt nói ra. Khương Lập Thành lên tiếng. Những cái này trưởng lão dù là lại muốn cũng không tiện mở miệng đúng lúc này một cái thị vệ vội vàng chạy tới tông chủ đại sự không xong thế nào khương lập thành kinh nghi hỏi dịp công tử chính đang nhổ loan bạc lông nhổ lông khương lập thành kinh ngạc nói vừa mới ta tiến lên hỏi thăm dịp công tử nói muốn nấu loan bạc liệt dương tông cao tầng toàn bộ đều kinh động nấu loan bạc lập tức bọn họ vội vàng hướng về đại sảnh bên ngoài chạy tới làm bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn kém chút không có ngất đi Loan Bạc cũng đã khôi phục lúc đầu tướng mạo, bất quá lúc này hắn lông đã bị rút hơn phân nữa, cái bộ dáng này thấy thế nào đều giống như một đầu rút lông gà. Diệp công tử. Khương Lập Thành bận biểu đi đến Diệp Hạo bên người. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Diệp Hạo cắt đứt Khương Lập Thành mà nói, Loan Tước nhất tộc các ngươi không cần lo lắng. Loan Tước nhất tộc có bán thần cường giả. Các ngươi liệt dương tông cũng có bán thần. Cái gì? Khương Lập Thành giật mình. Tông chủ, ta sư tôn cũng đã đặt chân bán thần cảnh, lúc này nam tình đi tới nói khẽ thái thượng trưởng lão đặt chân bán thần cảnh khương lập thành lẩm bẩm nói chợt trong mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên chúng ta liệt dương tông rốt cuộc không muốn cản trở đối loan tước nhất tộc dù là hà hồng không phải loan tước nhất tộc lão tổ đối thủ thế nhưng là loan tước nhất tộc lão tổ cũng không dám tùy tiện động liệt dương tông bởi vì hà hồng nếu là liều mạng mà nói loan tước nhất tộc lão tổ cũng chịu không nổi đúng vậy a à, cho nên có tất yếu sợ hãi loan tước nhất tộc sao Diệp Hạo nói liền lấy một cây sào trúc quán xuyên loan bạc thân thể, tiếp lấy đem hắn gác ở giá nướng phía trên. Diệp công tử, loan bạc thế nhưng là loan tước nhất tộc thiếu tộc trưởng. Khương Lập Thành trầm ngâm một cái vẫn là nói, chúng ta làm như vậy loan tước nhất tộc sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại thả loan bạc đi, loan tước nhất tộc liền sẽ từ bỏ ý đồ. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Khương Lập Thành tức khắc trầm mặt xuống. Diệp Hạo đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi ngọn lửa liền chạy đi ra, tiếp lấy hóa thành lửa lớn rừng rực. Loan bạc tức khắc hét thảm lên. Mấy chục cái vài hô hấp sau liền không dãy dụ nữa. Khương lập thành đám người thần sắc biến ngưng trọng lên. Vô luận nói thế nào loan bạc đều là tiên vương bát tần tồn tại, thế nhưng là bây giờ lại liền mười mấy cái hô hấp đều không kiên trì được, có thể tưởng tượng dịp hạo vận dụng hỏa diễm là bực nào đáng sợ. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 2011 Làm tuyệt Nguồn Mê truyện audio com theo lấy thời gian đưa đẩy từ loan bạc trên người đã tuôn ra trận trận mùi thịt. Không ít tu sĩ thấy đều thẳng nuốt nước bọt. Nhưng là toàn trường lại không có ai dám tiến lên. Này nướng thế nhưng là loan tước nhất tộc thiếu tộc trưởng A, loan tước nhất tộc có thế không báo thù. Diệp Hạo nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm liền dập tắt hỏa diễm, tiếp lấy hướng một bên Nam Tình vẫy vẫy tay nói, tới ăn thịt. Vẫn là không được. Nam Tình lắc lắc đầu. Diệp Hạo kéo xuống một cái chân liền bắt đầu ăn. Vị đạo cũng không tệ lắm, muốn hay không nếm thử. Diệp Hạo nhìn xem Nam Tình cười nói ra. Nghe vậy Nam Tình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Hạo ở loan bạc trên người bôi lên các loại hương liệu, lại tăng thêm Diệp Hạo riêng biệt thiêu nướng kỹ thuật, khiến cho loan bạc thoạt nhìn cực kỳ mê người. Được a. À? Nam Tình cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống Dụ Hoặc. Nàng nếm một ngụm sau đó liền trừng lớn hai mắt, làm sao có thể như thế ngon miệng. Vừa mới ta vận dụng thời gian chi lực. Diệp Hạo nói trong tay liền xuất hiện một mai hạ phẩm thời gian tinh thạch, ta hao phí 49 ngày ướp muối. Toàn trường tu sĩ đều kinh trụ. Thời gian chi lực biết bao trân quý. Diệp Hạo lại dùng thời gian chi lực đến ướp muối thịt nướng. Có hay không lầm? Đưa ngươi. Diệp Hạo nói liền đem vừa mới vận dụng thời gian tinh thạch đưa cho Nam Tình cho ta. Nam tình vì đó chấn kinh. Thời gian tinh thạch trân quý cỡ nào, Nam tình rất rõ ràng. Liệt dương tông những năm này cũng bất quá có ba khối mà thôi. Nhưng là dịp hạo hiện tại tiện tay sẽ đưa cho nàng một khối. Tả hữu bất quá một khối thời gian tinh thạch mà thôi. Dịp hạo nhàn nhạt nói ra, những cái này thịt nướng ngươi ăn nhiều một chút, có thể bổ sung ngươi bản nguyên, tăng cường ngươi chiến lực. Dịp hạo này cũng không phải không nói đùa. Loan bạc thế nhưng là tiên vương bác tần tồn tại, hắn nhục thân ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Nam Tình nhẹ gật đầu liền bắt đầu ăn, nhìn xem Diệp Hạo cùng Nam Tình ăn như gió cuốn giữa sân cao tầng. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, đều ở do dự muốn hay không lên phía trước. Chư vị, cùng đi a. À? Diệp Hạo hướng Liệt Dương Tông cao tầng mời. Nghe được như thế, khương lập thành đám người liền không do dự nữa nhau nhau xông tới. Ăn ngon. Diệp công tử, không nghĩ đến ngươi thiêu nướng vẫn là nhất tuyệt a. À? Ta cho tới bây giờ liền không có nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Này vị đạo tuyệt. Ta cảm thấy ta tu vi chính đang gia tăng. Ta cảm thấy huyết mạch đều nhanh bị đốt. Tam trưởng lão, chừa chút cho ta. Tứ trưởng lão, ngươi cái này liền không giảng cứu A. À. Loan bạc hóa thành bản thể sau đó là khổng lồ, thế nhưng là lại khổng lồ cũng không chịu nổi những cái này gia hỏa ăn. Bởi vậy không quá dài thời gian loan bạc liền bị ăn sạch sẽ, liền xương cốt bên trong cốt tủy đều bị những cái này gia hỏa nhai không có. Vẫn chưa thỏa mãn A. À. Tam trưởng lão xỉa răng nói ra. Này còn không đơn giản. Diệp Hạo nói liền nhìn về phía nơi xa nói, loan tước nhất tộc cao thủ đến. Nghe vậy liệt dương tông cao tầng toàn bộ đều nhìn về phía nơi xa. Ước chừng đi qua mấy hơi thở sau bọn họ mới nhìn thấy mấy vạn tên loan tước nhất tộc cao thủ hào hạo đảng đảng hướng về liệt dương tông chạy tới. Loan tước nhất tộc dốc hết toàn lực. Loan tước nhất tộc tộc trưởng cũng tới. Nghe nói loan tước nhất tộc tộc trưởng là tiên vương thập nhị tầng tồn tại. Ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đều tới. Chúng ta Liệt Dương Tông có thể ngăn trở sao?" Diệp Hạo cười híp mắt nhìn xem mấy vạn tên loan tước nói, "Khương Tông chủ, các ngươi Liệt Dương Tông đầu bếp nhiều không?" "Đầu bếp? Không có." "Có a, à, rất nhiều." Khương Lập Thành vội nói. "Liệt Dương Tông làm sao có thể không có đầu bếp đây? Kia làm phiền ngươi đem Liệt Dương Tông đầu bếp đều kêu tới." Diệp Hạo cười nói ra. "Kêu bọn họ làm cái gì?" Khương Lập Thành có chút mộng bức nói ra. "Ăn như gió cuốn." Diệp Hạo trừng mắt nhìn khương lập thành trong mắt tràn đầy nghi hoặc ăn như gió cuốn có ý tứ gì khương lập thành con ta loan bạc đây loan tước nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng hỏi kỳ thật loan tước tộc chỉ là biết rõ loan bạc xảy ra chuyện thế nhưng là loan bạc đến cùng làm sao xảy ra chuyện lại không biết này đây lúc này diệp hạo chỉ đầy đất đốt xương nói nướng vị đạo vẫn được loan tước tộc, tộc tộc trưởng con mắt tức khắc đỏ lên liệt dương tông làm sao dám ta muốn đem các ngươi liệt dương tông chém thành muôn mảnh loan tước tộc tộc trưởng chỉ dịp hạo nói, giết, cho ta giết, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Mấy vạn loan tước tộc tướng sĩ gào thét hướng về liệt dương tông nhào tới. Khương Lập Thành nhìn xem trận mắt khá hốc mồm liệt dương tông tướng sĩ quát ầm lên, còn không khởi động hồ sơn đại trận. Ngay ở liệt dương tông tướng sĩ chuẩn bị khởi động sát na dịp hạo thanh âm lại nhẹ nhàng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tay. Không cần như thế phiền phức. Dịp hạo nhàn nhạt nói ra, toàn trường tu sĩ tức khắc nhìn về phía Diệp Hạo. Cút xuống cho ta. Diệp Hạo nhìn xem xong lại loan tức nhất tộc quát lớn. Một khắc sau nhường liệt dương tông tướng sĩ kinh khủng một màn phát sinh. Vô luận là tiên tôn cấp bậc cao thủ hay là tiên vương cấp bậc cường giả, không ngoại lệ giống như gãy cánh thiên sứ một dạng nhau nhau rơi xuống. Rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm nguyên một đám miệng phun máu tươi kêu thảm không thôi. Nam tình ngây ngẩn cả người. Khương Lập Thành ngây ngẩn cả người. Toàn bộ liệt dương tông đều ngây ngẩn cả người một lời chi uy mấy vạn tu sĩ thâm thụ trọng thương cho dù là đặt chân đệ nhất cảnh hà hồng cũng làm không được a à, đệ nhất cảnh cùng tiên vương đỉnh phong là có chênh lệch thế nhưng là chênh lệch cũng không có lớn như vậy a à, khương tông chủ ta để ngươi tìm đầu bếp đây diệp hạo nhìn về phía khương lập thành nói a à. khương lập thành giật mình nói lần lượt lấy máu a à. diệp hạo lật khương lập thành một cái nói chẳng lẽ ngươi để cho ta đem những cái này toàn bộ đều nướng khương lập thành giật mình chợt nhỏ giọng hỏi thật muốn làm như vậy nếu không đây. Diệp Hạo thản nhiên nói. Khương Lập Thành hơi hơi trầm ngâm liền nói, tứ trưởng lão, ngươi đi đem tạp dịch đệ tử đầu bếp đều tìm qua đến, không, nhưng tạp dịch đệ tử đều tới. Mấy vạn loan tước nhất tộc tướng sĩ A, tạp dịch đệ tử không có nhiều như vậy đầu bếp A, tứ trưởng lão vội vàng rời đi. Khương Tông Chủ, ngươi không chuẩn bị quét dọn chiến trường sao? Này, cái này, chúng ta quét dọn chiến trường có phải hay không không thuận tiện? Khương Lập Thành nói là nói như vậy, nội tâm lại là nóng lên. Loan tước nhất tộc cao tầng toàn bộ đều xuất động, trên người bọn họ phải có bao nhiêu tài nguyên a? nhưng lấy nói cho dù là liệt dương tông phủ khố đều không có nhiều như vậy. Đi thôi, sau đó lần lượt lấy máu. Diệp Hạo nhìn xem Khương Lập Thành nói, tiên vương cường giả nhục thân, những cái kia đầu bếp có thể huy động không được. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi lần lượt đi lấy máu. Khương Lập Thành lúc này nói ra. Khương Lập Thành sở dĩ như thế quả cảm là bởi vì vừa mới Hà Hồng hướng hắn truyền âm, Nói cho hắn dịp hào tu vi hơn phân nửa đạt đến đệ nhị cảnh. Đệ nhị cảnh A, như vậy có tất yếu e ngại loan tước nhất tộc sao? Loan tước nhất tộc lão tổ cũng chỉ là đệ nhất cảnh được sao? Loan tước tộc tộc trưởng nhìn thấy tộc nhân từng cái bị lấy máu trong mắt lộ ra hoảng sợ. Khương Lập Thành, ngươi không phải đem sự tình làm tuyệt sao? C-O-N-V-E-R-T-E-R -e Thanh Phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu Các bạn có thể xem các truyện mình c -o n v e r t khác tại đây http.twinn.com gạch chéo member gạch chéo 1299 Một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http.twinn.com gạch chéo tan.vo dọc.ton Chương 2012 Tiếng về loan tước nhất tộc Nguồn Mê truyện audio.com Làm tuyệt Nghe vậy Khương Lập Thành cười lạnh nói Hôm nay nếu là dịp công tử không ở nơi này mà nói Chúng ta liệt dương tông trên dưới cũng phải bị tàn sát a à, các ngươi có thể làm mùng một chúng ta liền không thể làm mười lăm. Ngươi sẽ không sợ tộc ta lão tổ trả thù sao? Loan tước tộc tộc trưởng nhìn chầm chầm Diệp Hạo nói. Khương Lập Thành không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Ngươi lời này ngược lại nhắc nhở ta. Diệp Hạo lúc này cười nói ra, Khương Tông Chủ, ngươi lập tức tổ chức một chi quân đoàn, theo ta phân thân tiến về loan tước nhất tộc. Nói đến đây Diệp Hạo bên người liền xuất hiện một đạo thần hồn phân thân. Phân thân. Khương Lập Thành trong lòng giật mình nói. Khương lập thành tin tưởng Diệp Hạo thực lực so Loan Tước tộc tộc trưởng mạnh, nhưng là hắn không cảm thấy Diệp Hạo phân thân có thế cùng đối phương chống lại a. À? Ta phân thân ngược sát Loan Tước tộc lão tổ vẫn là không có vấn đề gì. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía cấm địa chỗ sâu nói, Hà Hồng, nếu là ngươi không yên lòng mà nói có thể cùng nhau tiến về. Diệp Hạo thần niệm đã sớm cảm ứng được Hà Hồng một mực ở trong tối nhìn trộm. Hà Hồng sắc mặt lúng túng từ trong cấm địa đi ra, Diệp công tử, ta không phải không tin ngươi. Hà Hồng mới vừa nói đến đây liền bị Diệp Hạo cắt ngang, đi áp trận A. Ha Hồng trầm ngâm một cái liền nhẹ gật đầu. Khương Lập Thành rất nhanh liền triệu tập một chi ba vạn người tinh nhuệ. Chư vị, theo ta cùng một chỗ hủy diệt loan tước nhất tộc. Khương Lập Thành quét mắt toàn trường một cái có chút kích động nói ra. Toàn trường tu sĩ kích động cùng hô. Những năm này liệt dương tông bị loan tước nhất tộc bóc lột, bọn họ trong lòng oán khí đã sớm tích xúc đến cực điểm. Ngay ở Khương Lập Thành dẫn ba vạn tướng sĩ xuất chinh thời điểm Diệp Hạo ngăn cản Khương Lập Thành các ngươi cứ như vậy đi. Có vấn đề gì sao? Khương Lập Thành nghi ngờ hỏi. Tại sao không cử chiến hạm đi? Chúng ta chỉ có vương cấp trung giai chiến hạm. Khương Lập Thành nói câu nói này thời điểm khắp khuôn mặt là không có ý tứ thần sắc. Vương cấp cao giai đều không có. Diệp Hạo kinh ngạc nói. Khương Lập Thành lắc lắc đầu, Diệp Hạo tức khắc minh bạch tại sao Khương Lập Thành không sử dụng chiến hạm. Vương cấp trung giai chiến hạm dù là toàn lực vận hành đều sẽ kéo chậm bọn họ tiến độ A, chiếc này đưa cho các ngươi. Diệp Hạo nói vung tay lên giữa không trung liền xuất hiện một chiếc chiến hạm. Nhìn xem giữa không trung ánh vàng rực rỡ tràn ngập ngập trời ba đồng chiến hạm bao quát Hà Hồng ở bên trong toàn bộ đều hoảng sợ nói không ra lời đến. Bậc này ba đồng. Đây là tiên vương đỉnh phong ba đồng A. Vương cấp đỉnh phong chiến hạm. Bậc này cấp bậc chiến hạm chỉ có đại tộc bên trong mới có A. Tôn cấp chiến hạm đủ quân số trạng thái là một vạn tướng sĩ. Vương cấp chiến hạm đủ quân số trạng thái là ba vạn tướng sĩ bởi vậy chiếc chiến hạm này hoàn toàn có thể thỏa mãn nhóm này tướng sĩ nhu cầu một lần này nhìn xem các ngươi có thể vơ vét bao nhiêu tài nguyên vơ vét tài nguyên nếu là đầy đủ mà nói ta sẽ giúp các ngươi kiến tạo một nhóm chiến hạm diệp hạo nhàn nhạt nói ra nghe được diệp hạo nói như vậy khương lập thành trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên người nào không biết chiến hạm uy hiếp cùng sức chiến đấu a à, vấn đề có phải hay không người nào đều có tư cách nắm giữ a à, ta có thể đi không nam tình nhìn xem chiếc kia chiến hạm có chút mong đợi nhìn xem diệp hạo nói đi thôi Diệp hào cười nói ra. Nam Tình hưng phấn đằng không mà lên, rơi vào chiến hạm phía trên. Tiến nhập chiến hạm sau đó Nam Tình thẳng đến tác chiến bên trong trụ cột vị trí. Mà lúc này Khương Lập Thành đám cao tầng đã đến trung tâm vị trí. Đây chính là vương cấp đỉnh phong chiến hạm A, Khương Lập Thành đám người còn nghĩ chiếc chiến hạm này phát huy tác dụng đây. Xin hỏi chiếc chiến hạm này có thể đánh ra cấp bậc gì năng lượng pháo? Khương Lập Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khí linh thân ảnh lúc này xuất hiện ở bên người Khương Lập Thành, trừ phi là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, nếu không tiên vương thập nhị tầng đều có thể đánh giết. Diệp Hạo kiến tạo vương cấp đỉnh phong chiến hạm luận sức chiến đấu thế nhưng là đồng cấp bậc gấp mấy lần còn nhiều hơn. Toàn trường vì đó xôn xao. Lập tức bọn họ ánh mắt liền biến lửa nóng. Chiếc chiến hạm này chia làm hai cái trạng thái, một cái là sơ cấp trạng thái chiến đấu, một cái là trung cực trạng thái chiến đấu. Khí Linh tiếp lấy nói ra. Sơ cấp trạng thái chiến đấu cùng trung cực trạng thái chiến đấu có cái gì phân biệt? Khương Lập Thành hỏi sơ cấp trạng thái chiến đấu là khởi động một tôn pháo đài, mà cái này tôn pháo đài có thể liên tục xạ kích 3 lần, 3 lần sau đó liền cần một khắc đồng hồ làm lạnh, chung cực trạng thái chiến đấu là khởi động hai tôn pháo đài, đồng thời còn sẽ khởi động chiến hạm phía trên phòng thủ trận pháp. Khí linh mà nói nhường Khương Lập thành đám người hoảng sợ nói không ra lời đến. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghe qua chiến hạm còn có thể làm được dạng này. Xin hỏi một cái năng lượng pháo cần bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch? Khương Lập Thành bình phục một hồi nói. Một ức thượng phẩm tiên thạch một ức thượng phẩm tiên thạch. Khương Lập Thành hoảng sợ nói. Chiếc chiến hạm này bên trên có công tử lưu lại 100 cái cột sáng năng lượng. Khí linh lúc này chỉ vũ khí chính kho nói ra. Trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc. 100 cái cột sáng năng lượng. Thật lớn thủ bút. Trừ cái đó ra chiếc chiến hạm này phía trên còn có dự bị kho vũ khí, dự bị trong kho vũ khí còn có một 000 cái cột sáng năng lượng. Khí linh có thể nói là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi ý là dịp công tử ở trên chiếc chiến hạm này lưu lại 1100 ức thượng phẩm tiên thạch. Một cái trưởng lão run rẩy hỏi. Là, bất quá ngoài trừ những cái này tiên thạch bên ngoài công tử cũng lưu lại một chút dự bị vật liệu, những tài liệu này đều là chiến hạm một chút dễ dàng bị hao tổn linh kiện. Theo lấy khí linh êm tai nói giữa sân cao tầng có một cái tính một cái thật lâu nói không ra lời đến. Còn có, chiếc chiến hạm này công tử cũng đã đưa cho Khương tộc dài. Đợi một hồi khí linh nhìn xem Khương lập thành cung kính nói, từ giờ trở đi, ngươi liền là ta chủ nhân. Loan tước nhất tộc Loan tước nhất tộc cao tầng tệ tụ ở đại sảnh bên trong, bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì ngay ở vừa rồi bọn họ phát hiện tiếng về liệt dương tông mấy vạn tướng sĩ mệnh bài toàn bộ đều bể nát. Bao quát tộc trưởng Cái gì là mệnh bài, tu sĩ đem một sợi linh hồn ấn ký thả ở trên mệnh bài. Chỉ cần tu sĩ vẫn lạc mệnh bài liền sẽ tùy theo phá toái. Dù sao tu đạo giới nguy hiểm có rất nhiều. Chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể xác định ra ngoài lịch luyện tu sĩ có phải hay không còn sống, dưới tình huống bình thường mệnh bài phá toái một cái hai cái rất bình thường nhưng là ngay ở vừa rồi mấy vạn mai lệnh bài toàn bộ đều bể nát liệt dương tông có thực lực này gạt bỏ nhiều như vậy cao thủ liệt dương tông nếu là có thực lực này tại sao còn muốn ẩn tàng đến lúc này tu vi cho tới bây giờ liền không có một lần là xong chẳng lẽ tộc trưởng bọn họ nửa đường gặp phải nguy hiểm muốn làm được một bước này dù là đề nghị cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng làm không được loan tước nhất tộc lão tổ chậm rãi nói ra Loan tước tộc lão tổ là đệ nhất cảnh uy tín lâu năm cường giả. Hắn rất rõ ràng dù là tự mình ra tay làm nhiều không đến. Dù sao đi trước tiên vương cường giả đạt đến 300 tôn. 300 tôn tiên vương bản thân chưa hẳn chỉ sợ, thế nhưng là muốn đem những cái này tiên vương đều giết, bản thân cũng phải bỏ ra giá thật lớn. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. http truyenen.com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http truyenen.com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 2013 Trao đổi Nguồn Mê truyện audio.com Đúng lúc này loan tước tộc lão tổ bỗng nhiên cảm ứng được một trận nguy hiểm. Một khắc sau một đạo kinh khủng kiếm quan liền bỗng nhiên phá vỡ trời cao giáng lâm đến điện đường phía trên. Răng rắc Đám người chỉ kịp nghe được tiếng này tiếng vang liền hóa thành một đám mưa máu, thời khắc máu chốt loan tước tộc lão tổ quát lớn một tiếng, đem thể nội tiên lực vận chuyển tới cực hạn, hướng về đạo kiếm quan kia hung hăng đánh tới, có thể dù là dạng này hay là bị kiếm quan xuyên thủng, cả người thê thảm nửa quỳ ở trên mặt đất. Cùng lúc đó tòa kia điện đường bốn phía vách tường toàn bộ đều sụp đổ. Bởi vậy vô luận là loan tước tộc tu sĩ vẫn là liệt dương tông tu sĩ toàn bộ đều thấy thanh thanh sợ sở, sở. Dịp công tử phân thân mạnh như vậy sao? Một đạo kiếm quan liền đã thương nặng loan tước tộc lão tổ A. Trọng thương còn có loan tước nhất tộc hơn 10 vị cao tầng. Dịp công tử bản tôn đến cùng đạt đến cỡ nào cảnh giới? liền a liệt dương tông tướng sĩ thảo luận thời điểm dịp hạo nhìn về phía khương lập thành nói khương tông chủ tiếp xuống liền giao cho ngươi khương lập thành trùng điệp gật gật đầu lập tức nhìn về phía liệt dương tông tướng sĩ chiêu vị theo ta cùng một chỗ hủy diệt loan tước nhất tộc tuân mệnh tuân mệnh tuân mệnh ba vạn tinh nhuệ đại quân hướng về loan tước nhất tộc đánh tới đồng thời hà hồng không ngừng mà xuất thủ thanh trừ tiên vương cảnh cao giai tồn tại hà hồng hiện tại thế nhưng là đệ nhất cảnh tồn tại tiên vương cao giai như thế nào là đối thủ của hắn lại là trưởng khống chiến hạm nam tình vận dụng vương cấp đỉnh phong chiến hạm tiến hành mở đường đây chính là vương cấp đỉnh phong năng lượng pháo a cho dù là phổ thông tiên vương thập nhị tầng tồn tại đều ngăn không được bởi vậy dùng để công thành chiếm đất hiệu quả không thể tốt hơn loan tước nhất tộc cao thủ cơ hồ đều chết ở liệt dương tông bởi vậy không quá dài thời gian loan tước nhất tộc liền hủy diệt hủy diệt sau đó liền là tài nguyên điên cùng cướp đoạt liệt dương tông cướp bóc sạch sẽ bởi vì đợi đến liệt dương tông rời đi sau đó loan tước nhất tộc liền trở thành một tòa phế tích Khương Lập Thành tự mình an bài Diệp Hạo tiểu viện. Diệp công tử, ngươi nhìn còn hài lòng không? Khương Lập Thành nhìn xem bốn phía nói khẽ. Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái. Diệp công tử, đây là một lần này ở loan tước nhất tộc đoạt được. Khương Lập Thành đưa cho Diệp Hạo một cái càng không túi. Diệp Hạo nhìn xem Khương Lập Thành trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Khương Lập Thành vẫn là rất hiểu quy củ. Diệp Hạo thuận tay tiếp tới sau đó liền nói, ta sẽ đem những cái này tại nguyên chế tạo thành đang dược cùng pháp bảo, dừng một chút dịp hạo tiếp lấy nói ra, ta chuẩn bị ở thiên hành đại lục đợi 10 năm thời gian, 10 năm sau đó ta liền sẽ rời đi thiên hành đại lục. 10 năm. Khương Lập Thành sắc mặt biến đổi nói, cái này có phải hay không quá ngắn? Ta nói là ngoại giới 10 năm. Dịp hạo cười nhạt nói, trên thực tế là 50 năm. Có ý tứ gì? Mới vừa nói đến đây Khương Lập Thành liền ý thức được cái gì? Người đoán không sai, ta sẽ vận dụng thời gian tinh thạch, Diệp Hạo nhìn xem Khương Lập Thành nói, 50 năm thời gian ta có lòng tin đem Liệt Dương Tông chế tạo thành thiên hành đại lục cao cấp nhất thế lực. Cái này. Khương Lập Thành trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ. Nếu là 500 năm mà nói Khương Lập Thành còn không nói cái gì, nhưng là 50 năm làm sao có thể làm được. Diệp Hạo nhìn xem Khương Lập Thành thần sắc liền biết rõ Khương Lập Thành đang suy nghĩ cái gì. Khương Tông chủ, thiên hành đại lục hết thảy có bao nhiêu thế lực? Không biết Diệp công tử hỏi là cấp bậc gì thế lực. Có bán thần cường giả tọa trấn thế lực ta ngẫm lại. Khương Lập Thành suy nghĩ một hồi liền nói, 812 cái. Diệp Hạo nghĩ nghĩ liền cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Các tộc nếu là không có nhiều như vậy bán thần, làm sao có thể cùng thiên nhãn tộc quần nhau lâu như vậy? Từ hôm nay bắt đầu mỗi tháng chúng ta chinh phạt một cái thế lực. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nói. Khương Lập Thành sắc mặt không khỏi thay đổi. Diệp Công Tử, ngươi xác định không phải nói đùa. Một tháng chinh phạt một cái thế lực. Cho dù là thiên nhãn tộc đều không dám ngươi cảm thấy ta khả năng cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra, chinh phạt mục tiêu liền từ liệt dương tông phụ cận bắt đầu đi. Diệp công tử, nói như vậy chúng ta nhân tộc sẽ trở thành chúng thủy chi. Khương Lập Thành không nhịn được nói ra. Ngươi biết rõ thiên nhãn tộc như thế nào hủy diệt sao? Diệp Hạo cười như không cười nhìn xem Khương Lập Thành nói. Khương Lập Thành sắc mặt soát một cái thay đổi. Chẳng lẽ là Diệp công tử ngươi? Diệp Hạo tâm thần khẽ động một cái tuyệt sắc mỹ nhân liền xuất hiện ở bên người Diệp Hạo khương lập thành nhìn này nữ tử một cái tâm thần liền là rung lên thật xinh đẹp nữ tử những năm này khương lập thành gặp rất nhiều tuyệt sắc nhưng là có thể cùng trước mắt nữ tử so sánh lại không có bao nhiêu bất quá khương lập thành chợt liền thu hồi ánh mắt hắn rất rõ ràng này nữ tử không phải bản thân có thể ngấp nghé nhưng là rất nhanh khương lập thành liền nghĩ tới cái gì lần này dò xét khương lập thành liền mở to hai mắt nhìn không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào vị này là ta thị nữ trần nguyệt lan Diệp Hạo lại cười nói. Khương Lập Thành gặp qua Trần Tiểu Thư. Khương Lập Thành tư thái bày rất thấp. Trần Nguyệt Lan khẽ gật đầu một cái. Nguyệt Lan, ngươi ở trong tiểu thiên địa chọn lựa một nghìn danh tu sĩ, những cái này tu sĩ muốn dính đến từng cái phương diện. Diệp Hạo nhìn xem Trần Nguyệt Lan nói, ta xem liệt dương tông truyền thừa xuất hiện đứt gãy, ngươi lại chọn lựa một bộ phận công pháp truyền thụ. Tuân mệnh. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Khương Lập Thành không khỏi kinh trụ. Diệp Hạo đây là muốn toàn diện bồi dưỡng liệt dương tông tiết tấu sao? Có câu nói ta không biết rõ có nên hay không hỏi. Khương Lập Thành suy nghĩ một cái vẫn là hỏi. Khương Tông Chủ, có chuyện nói thẳng là được. Không biết Trần Tiểu Thư tu vi gì? Tại sao ta xem không xuyên qua đây? Khương Lập Thành tốt xấu cũng là tiên vương thập tầng cường giả A, 30 năm phía trước ta liền đặt chân đệ nhất cảnh. Trần Nguyệt Lan bình tĩnh nói ra. Khương Lập Thành tâm thần hung hăng rung lên. Đệ nhất cảnh bán thần a chẳng phải là nói trước mắt nữ tử sao thái thượng trưởng lão hà hồng còn muốn lợi hại khương lập thành thời gian thật dài mới tiêu hóa tin tức này mà lúc này một nghìn tôn tướng sĩ ở trần nguyệt lan dẫn đầu hạ thấp lâm ở dịp hạo tiểu viện có một bộ phận tu sĩ không có che lấp trên người ba đồng bởi vậy toàn bộ liệt dương tông trên dưới hoàn toàn bị kinh trụ soát 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 một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở dịp hạo đình viện phụ cận hảo cường ba động đây là tiên vương đỉnh phong ba động a tại sao ta cảm thấy mấy vị kia trên người ba động so tiên vương đỉnh phong còn mạnh hơn đây? Ngươi không muốn nói cho ta mấy vị kia đều là bán thần. Làm sao có thể? Bán thần cũng không phải rau cải trắng. Ngay ở toàn trường tu sĩ thảo luận thời điểm Hà Hồng lại là xuất hiện ở nơi này. Làm Hà Hồng quét một cái sau đó sắc mặt biến trắng bệch lên. Này, này. Sư Tôn, thế nào? Nam tình nhìn thấy sư tôn thần sắc khác thường liền tò mò hỏi. Cái này một nghìn tôn tu sĩ có bảy trăm tôn đều là tiên vương đỉnh phong tồn tại. Hà Hồng nói ra câu nói này thời điểm toàn thân cao thấp đều đang run. c o n v e r t e r Thanh Phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là chư thiên trọng sinh mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo chu chấm then chấm trong chấm sinh. Chương 2014 Chinh chiến không ngừng Nguồn, mê truyện audio com 700 tôn A, à, toàn bộ liệt dương tông trên dưới chỉ có một tôn được sao? Nam tình thật vất vả tiêu hóa tin tức này sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, sư tôn, kia 300 tôn đây. Này 300 tôn ta đều cảm ứng không ra. Hà Hồng nói đến đây liền nuốt nuốt một miếng nước bọt nói, nếu là ta suy đoán không sai mà nói, bọn họ ác hẳn đều là bán thần. Toàn trường xôn xao. 300 tôn bán thần. Xác định không phải đang nói đùa. Toàn bộ thiên hành đại lục ngoại trừ hủy diệt thiên nhãn nhất tộc, cái nào đại tộc có nhiều như vậy bán thần cường giả a à, này 300 tôn tướng sĩ có 30 tôn đệ tam cảnh, 90 tôn đệ nhị cảnh, 180 tôn đệ nhất cảnh. Trần Nguyệt Lan lúc này nhàn nhạt nói ra. Tiểu thiên địa tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Bởi vậy bán thần cường giả số lượng một mực đều ở không ngừng mà gia tăng. Nhìn chung quanh bốn phía một cái Trần Nguyệt Lan tiếp lấy nói ra, cái này một nghìn tôn tướng sĩ ngoại trừ võ đạo bên ngoài đều nắm giữ lấy kỹ năng đặc thù. Tỷ như có nắm giữ trận đạo, có nắm giữ đan đạo, có nắm giữ khí đạo, có am hiểu ám sát, có am hiểu tác chiến, có am hiểu vật lộn. Tiếp xuống những thời giờ này cái này một nghìn tôn tướng sĩ ngoại trừ sẽ giúp các ngươi liệt dương tông chinh chiến phụ trận thế lực bên ngoài còn sẽ trợ giúp các ngươi tăng lên tự thân thực lực. Đương nhiên xem như hồi báo công thành chiếm đất tài nguyên chúng ta muốn một nửa. Làm nghe được Trần Nguyệt Lan nói như vậy Khương Lập Thành vội nói, chúng ta liệt dương tông muốn vừa thành tựu đủ. Khương Lập Thành vẫn là phân rõ nặng với nhẹ. Lấy liệt dương tông thực lực dám hướng cái nào tông tộc khai chiến A, có thể nói không có đám này cao thủ trợ trận, vài phút cũng sẽ bị miễu sát thành cặn bã a liền dựa theo năm thành đến diệp hạo nhàn nhạt nói ra lời dư thừa liền không cần nói khương lập thành trầm ngâm một cái liền hướng diệp hạo cúi đầu tại diệp công tử diệp hạo mỉm cười lơ đỉnh tiếp xuống liền là một chút chi tiết mà những cái này sự tình diệp hạo liền giao cho trần nguyệt lan loại này sự tình trần nguyệt lan xử lý đã sớm muốn gì được nấy về tới tiểu thiên địa sau đó diệp hạo tìm được định hải châm ngươi hỗ trợ chăm sóc một cái liệt dương tông Định Hải Châm nói một đạo phân thân liền đi ra tiểu thiên địa. Dạng này một phần vạn phát sinh tình huống gì Định Hải Châm trước tiên liền có thể biết được. Sau đó Diệp Hạo lấy ra nguyên nhất đưa cho mình một trương quyển trục. Trương này trong quyển trục phong ấn hạo nhiên chính khí tông tứ đại thần thông. Trước đó Diệp Hạo thử qua, bất quá lại không có mở ra. Diệp Hạo cảm thấy hiện tại có lẽ có thể. Theo lấy Diệp Hạo hướng về tấm kia quyển trục đưa vào từng đạo từng đạo năng lượng, hắn chú ý tới quyển trục thời gian dần qua nổi lên thanh sắc quang huy cứ như vậy đi qua cũng không biết bao lâu thời gian dịp hạo thời gian dần qua cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác, nhưng là trương này quyển trục vẫn là không có mở ra. Chẳng lẽ cần đặt chân đệ nhị cảnh mới có thể chứ? Dịp hạo lẩm bẩm nói. Ngay ở dịp hạo muốn từ bỏ thời điểm quyển trục bỗng nhiên toát ra kinh người quan trạch, một khắc sau quyển trục liền là hắn chấn kinh trong thần sắc chậm rãi mở ra. Bày ra ở trong mắt dịp hạo là một quyển không lưu loát khó nói kinh văn. Hạo nhiên chính khí quyết. Nhìn thấy năm chữ này thời điểm diệp hạo toàn thân liền là chấn động này hạo nhiên chính khí quyết cũng không phải là hạo nhiên chính khí tông bản nguyên công pháp a à, nếu là mà nói khả năng liền kinh khủng a à, nghĩ như vậy diệp hạo liền nhìn lên hạo nhiên chính khí quyết giới thiệu vắng tắt tư chất chỉ có vượt qua một nghìn tu sĩ mới có tư cách tu hành một nghìn yêu cầu này cũng quá cao a à, phải biết diệp hạo tư chất cũng là ở tiếu vinh quang dưới sự trợ giúp mới tăng lên tới một nghìn phía trên bất quá cụ thể là bao nhiêu diệp hạo liền không biết nhưng bây giờ diệp hạo chỉ cần biết rõ bản thân có thể tu hành bản này công pháp là được rồi đợi đến diệp hạo đem bản này hạo nhiên chính khí quyết xem hết một lần sau đó liền biết rõ tại sao bản này bản nguyên huyền thuật đối tư chất yêu cầu cao như vậy bởi vì diệp hạo liền không có xem hiểu bao nhiêu bản thân cái này liền là không thể tưởng tượng nổi diệp hạo những năm này dung luyện bao nhiêu thần thông cùng huyền thuật có thể nói cho dù là thần thuật cũng khó không được diệp hạo nhưng là trước mắt bản này thần thuật lại làm cho hắn có một loại xem thiên thư cảm giác rất nhanh diệp hạo trong mắt liền lộ ra kích động thần sắc cũng đã thật lâu không có gặp được như thế có tính khiêu chiến đồ vật liệt dương tông hủy diệt loan tước nhất tộc sự tình kinh trụ thiên hành đại lục các đại thế lực mà liền ở một chút yêu tộc thế lực chuẩn bị đánh lấy vì đồng tộc báo thù ngụy trang chinh chiến liệt dương tông thời điểm khiếp sợ phát hiện liệt dương tông xuất hiện 300 tôn bán thần cùng 700 tôn tiên vương cường giả tối đỉnh bậc này xa hoa đội hình toàn bộ thiên hành đại lục đều không có nhà ai thế lực có thể lấy ra bởi vậy chinh chiến liệt dương tông kế hoạch cũng liền vô tật mà chấm dứt nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là một tháng sau liệt dương tông lấy quét ngang tất cả thế đem thanh tước nhất tộc hủy diệt thanh tước nhất tộc thế nhưng là có một tôn đệ nhị cảnh bán thần A. Thanh tước tộc lão tổ còn không có hiện thân liền bị cách không đánh giết. Liệt dương tông thế nhưng là xuất động ba tôn đệ tam cảnh cường giả A. Ngoại trừ ba tôn đệ tam cảnh, còn có mười tôn đệ nhị cảnh, đây chính là một trận đồ sát. Bậc này đội hình thanh tước nhất tộc dù là lại cường đại gấp mười lần cũng ngăn không được A. Ta liền muốn biết liệt dương tông làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy. Có thể nhất định là những cái kia cao thủ không phải liệt dương tông. Chẳng lẽ là cái khác đại lục? có khả năng này liền là không biết liệt dương tông có thể hay không thỏa mãn trước mắt địa bàn ngươi cảm thấy khả năng thỏa mãn sao hiện tại chúng ta liền phải liên thủ lại không để ý hết thảy gạt bỏ liệt dương tông ngươi nghĩ nhiều hiện tại các đại chủng tộc đều đang đoạt chiếm thiên nhãn tộc địa bàn bọn họ nơi nào có tâm tư đối phó liệt dương tông đây sự thật như những cái này tu sĩ thảo luận nói thiên nhãn tộc cao tầng vẫn là khiến cho thiên hành đại lục một phần ba cương vực hiện ra trắng mất đầu trạng thái phải biết thiên nhãn tộc địa bàn đều là màu mỡ chi địa a, bởi vậy loại tình huống này phía dưới người nào nguyện ý cùng Liệt Dương Tông khai chiến. Từng cái đều đang đoạt đoạt tại Nguyên A. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy các đại chủng tộc ánh mắt vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào Liệt Dương Tông trên người. Bởi vì trước trước sau sau một năm thời gian Liệt Dương Tông dĩ nhiên hủy diệt 12 cái bán thần cấp thế lực. Liệt Dương Tông đây là muốn làm cái gì? Một tháng hủy diệt một cái thế lực sao? Nói như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa mấy chục năm sau đó toàn bộ thiên hành đại lục đều quy về nhân tộc nhất định phải ngăn cản. Ta đề nghị tổ thành liên minh cùng nhân tộc khai chiến. Đông vực một chút đại thế lực hiệu triệu thiên hành đại lục thế lực tham dự trong đó, đáng tiếc là Tây vực, Nam vực, Bắc vực thế lực căn bản là không để ý bọn họ. Toàn bộ Đông vực bán thần thế lực đạt đến 232 nhà. Nói cách khác dù là nhân tộc duy trì một tháng hủy diệt một cái thế lực tốc độ cũng cần 20 năm thời gian mới có thể đem Đông vực bỏ vào trong túi. Có 20 năm này bọn họ tự thân có thể tăng lên bao nhiêu? bởi vậy bọn họ mới không nguyện ý hỏi đến đông vực sự tình đây. Kỳ thật những cái này thế lực sở dĩ không hỏi tới còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Khi chính là liệt dương tông bày ra thực lực thực sự quá mạnh. Ở không có sợ rõ ràng liệt dương tông chân chính thực lực trước đó bọn họ sẽ không dễ dàng đồng thủ. PS. Đề cử hảo huynh đệ một bản sách trọng sinh chi nghịch chuyển càng khôn tác giả. Xích bạch CONVERTER. -E Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình CONVERT khác tại đây. HTTP, truyenen.com gạch chéo member gạch chéo 1299 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyenen.com gạch chéo tan vo chấm dọc ton, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nền bất hủ truyền kỳ chương 2015 không phù hợp lẽ thường nguồn mê truyện audio.com liệt dương tông khuếch trương địa bàn là có quy luật mà theo kia chính là lấy liệt dương tông làm hạch tâm hướng bốn phía không ngừng mà khuếch trương ven đường bên trong mặt kệ có phải hay không bán thần thế lực đều chinh phạt bởi vậy trên thực tế một năm này thời gian Liệt Dương Tông hủy diệt thế lực cũng không phải là 12 nhà. Nhưng cũng chính bởi vì Liệt Dương Tông chinh phạt lộ tuyến khiến cho một bộ phận thế lực không nóng lòng với Liên Minh. Bởi vì thời điểm này gia nhập Liên Minh mà nói liền hoàn toàn cùng Liệt Dương Tông hướng đi đối lập. Đây chính là cái gọi là may mắn tâm lý. Bất quá người nào lại không có may mắn tâm lý? Hiện tại khắp nơi du tẩu kia mấy nhà trước đó không phải cũng là thờ ơ sao? Hiện tại chiến hỏa sắp đốt tới trên người bọn họ, bọn họ mới ngồi không được. Liệt Dương Tông nghị sự điện. Tình báo đường đường chủ hướng Khương Lập Thành báo cáo đông vực liên minh tình huống. Đã có 48 nhà hưởng ứng sao? Khương Lập Thành trầm ngâm nhìn một cái liền hướng bên người nữ tử, Trần Tiểu Thư, ngươi nhìn Liệt Dương Tông hẳn là làm thế nào? Mười năm này thời gian Liệt Dương Tông thực lực tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần, cũng là nhường những cái này tướng sĩ gặp một chút huyết thời điểm. Trần Nguyệt Lan nhàn nhạt nói ra. Trần Tiểu Thư ngươi ý là cùng này 48 nhà thế lực khai chiến sao? Khương Lập Thành sắc mặt không khỏi thay đổi. Ân. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Thế nhưng là này 48 nhà thế lực liên hợp cùng một chỗ mà nói chúng ta bên này liền không có bao nhiêu ưu thế a. À? Khương Lập Thành chần chờ một chút vẫn là hỏi. Đi qua một năm thời gian Diệp Hạo lấy ra bốn khối thời gian tinh thạch, mà Khương Lập Thành bên này lại lấy ra năm khối thời gian tinh thạch. Này năm khối thời gian tinh thạch tự nhiên là hủy diệt thế lực lấy được. Đây cũng là tại sao ngoại giới vẹn vẹn đi qua một năm thời gian, liệt dương tông thực lực liền tăng lên gấp 10 lần nguyên nhân. Đương nhiên càng thêm trọng yếu vẫn là các loại tài nguyên đầu nhập, liệt dương tông lấy được chiến lợi phẩm đều chuyển hóa thực lực đồng giai tình huống dưới chúng ta bên này cao thủ có thể thoải mái mà ngược sát đối phương trần nguyệt lan cười nói ra ẩn minh rất nhiều tu sĩ đều dựa vào tài nguyên đóng đi lên theo lý thuyết loại này tu sĩ sức chiến đấu không thế nào cường hoành nhưng là ai bảo ẩn minh tu sĩ đều có thể ở đạo bia phía trước tu hành đây này khiến cho bọn họ có thể tu luyện bản thân không lý giải huyền thuật cảm ngộ chính mình nhìn không hiểu thần thông loại cơ duyên này ai có vả lại ẩn minh tu sĩ người nào không nắm giữ lấy 18 cái thần thông A, nếu không mà nói chẳng phải là thật xin lỗi đạo bia, bởi vậy bọn họ sức chiến đấu có thế không mạnh sao? Những năm này liệt dương tông tướng sĩ sát thực tăng lên rất nhiều, nhưng là cùng các tộc tướng sĩ so sánh vẫn là kém rất nhiều. Nam tình không nhìn được nói ra. Nam tình rất rõ ràng liệt dương tông cùng đỉnh cấp thế lực ở giữa trên lệch. Đây không phải 10 năm 8 năm liền có thể đuổi theo các tộc liên minh đến đây thời điểm ẩn minh sẽ phái ra 3.000 tôn tiên vương cao giai cường giả, 10 vạn tôn tiên tôn đỉnh phong cao thủ. Nam tình nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Bao quát nam tình ở bên trong liệt dương tông cao tầng toàn bộ đều dọa sợ. 3.000 tôn tiên vương cao giai, 10 vạn tôn tiên tôn đỉnh phong phải biết cho dù là đã từng uy chấn toàn bộ thiên hành đại lục thiên nhãn nhất tộc đều không có bậc này cấp bậc đội hình a ta tin tưởng những cái này tướng sĩ sẽ đem các tộc liên minh đánh tàn phế đánh tàn phế sau đó liền cần liệt dương tông đệ tử xuất thủ nam tình nhìn xem nam tình nói ra nhưng là còn có một vấn đề nam tình trầm ngâm một cái liền hỏi cái gì đỉnh tim về mặt chiến lược cái này đến lúc đó ngươi liền biết trần nguyệt lan bán một cái cái nút nam tình không có truy vấn nhưng là nàng rõ ràng Trần Nguyệt Lan tất nhiên nói như vậy, trong lòng khẳng định đã sớm có sách lược vẹn toàn. Kỳ thật bậc này đội hình ra đỉnh tim về mặt chiến lực, hoàn toàn có thể nghiền ép này 48 nhà. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Ngay ở ngày thứ tư thời điểm 48 nhánh quân đoàn ở bán thần cường giả dẫn đầu dưới hạo hạo đảng đảng hướng về liệt dương tông tổng bộ đi tới. 232 tôn bán thần. Làm sao nhiều như vậy bán thần A? Những cái này bán thần một bộ phận là này 48 nhà, còn có một bộ phận là bọn họ trọng kim mời, còn có một bộ phận liền là đến quan chiến. 4.000 tôn tiên vương, 12 vạn tiên tôn. Ngoại trừ bán thần bên ngoài này 48 nhà thế lực vững vàng nghiền ép liệt dương tông a. Hiện tại liền là không biết chi kia ngoại lai nhân tộc thế lực có thể hay không ngăn cản. Nếu là bọn họ đặt xuống quyết tâm ngăn cản mà nói nhất định là một phen long hổ đấu. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không ngăn cản, không tất yếu vì một cái liệt dương tông đem mình cũng cho bồi lên a. Kỳ thật đây cũng là 48 nhà liên minh tâm tư. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là bọn họ vừa tới liệt dương tông khương lập thành liền hạ lệnh khai chiến. Khai chiến? Chúng ta chỉ là đến đây đàm phán được sao? Sở dĩ lớn như vậy đội hình là vì hù dọa các ngươi được sao? Tại sao liệt dương tông không dựa theo sáu lộ ra bài đây? Bất quá rất nhanh bọn họ liền ý thức được liệt dương tông tại sao không sợ bọn họ. Bởi vì bọn hắn bốn phía xuất hiện một tôn lại một tôn cường đại tu sĩ, 300 tôn bán thần. 4.000 tôn tiên vương. 11 vạn tiên tôn. Nhìn thấy một màn này sau đó 48 nhà liên minh toàn bộ đều bị choáng váng. Tình huống như thế nào? Cái này cùng tình báo nghiêm trọng không phù hợp a, à, bất quá bọn họ ngược lại cũng không có e ngại. Bởi vì song phương từ trước đó liệt dương tông thế yếu biến thành song phương thế lực ngang nhau. Khương Lập Thành, chúng ta đến đây là đàm phán. Một tôn yêu thần nhìn xem Khương Lập Thành trầm giọng nói. Đáp lại tôn yêu thần này lại là một đạo lại một đạo kinh khủng ba động. Cái gì? tôn yêu thần này trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được 300 chiếc chiến hạm cùng nhau phun ra 300 đạo năng lượng ánh sáng. Này 300 đạo năng lượng quan cả đám đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng hắn cũng vì đó động dung. Đệ tam cảnh 30 đạo. Đệ nhị cảnh 90 đạo. Đệ nhất cảnh 180 đạo. Chạy mau. Chạy. Lúc này người nào chạy người nào chết. Không muốn chết mà nói liền cho ta xuất thủ ngăn cản. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ là có thể ngăn trở. 48 nhà thế lực bán thần cường giả đi qua lúc đầu bối rối, sau đó liền nhanh chóng ổn định lại, ổn định lại sau đó bọn họ liền tạo thành một vòng nhau nhau xuất thủ ngăn cản. Những cái này bán thần xuất thủ xây dựng bảo hộ tráo đồng thời kia 4.000 tôn tiên vương cũng vội vàng nhanh chóng xuất thủ. Âm, âm, âm. Theo lấy từng đạo từng đạo tiếng nổ ầm vang vọng toàn bộ thiên địa thời điểm những cái kia bán thần cùng tiên vương xây dựng bảo hộ tráo lung lay sắp đổ. Cũng may cuối cùng không có phá toái chúng ta chặn lại một tôn bán thần hưng phấn quát mà liền ở lúc này hắn lại nghe được tiếng nổ ầm một khắc sâu trên mặt hắn liền không có huyết sắc bởi vì hắn thấy được mấy trăm đạo năng lượng quan phá vỡ trời cao hướng về bọn họ phương hướng rơi xuống mà đến ba trăm đạo bọn họ chiến hạm làm sao có thể liên tục phát xạ này căn bản là không phù hợp lẽ thường a sáu trăm đạo vừa mới những cái kia chiến hạm liên tục bắn hai lần sáu trăm đạo năng lượng ánh sáng chúng ta làm sao có thể chống đỡ được ta thể nội tiên lực vừa mới hao phí hơn phân nữa. Tản ra. Nhanh một chút tản ra. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP, truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991 một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP, truyền com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm ton. Chương 2116 tấn mạnh phát triển. Nguồn Mê truyện audio com Nếu là 200-300 đạo năng lượng pháo đánh bọn họ còn sẽ ngăn cản. Vấn đề là hiện tại hướng về bọn họ rơi xuống là 600 đạo A, căn bản là ngăn không được A, ngăn không được tình huống dưới vậy liền tự chú ý mình nhà A, nhưng là kết quả lại là thảm thiết. Đợi đến bụi bậm tan mất thời điểm 232 tôn bán thần chỉ còn lại 160 tôn, 2.300 tôn tiên vương, 6 vạn tiên tôn. Dết. Yes. Trần Trung Đức Quát, Trần Trung Đức đã là đệ tam cảnh bên trong người nổi bật. Lại tăng thêm Trần Trung Đức thân phụ sáu đại đỉnh cấp thần thông. Bởi vậy trừ phi là tại thế thần minh, nếu không Trần Trung Đức căn bản không sợ. Trần Trung Đức xuất thủ đồng thời ẩn minh bán thần lần lượt đều xuất thủ. 300 tôn bán thần như sói lạc bầy dây triển khai điên cuồng lớn tàn sát. Tiên vương lui ra phía sau. Tiên tôn tạm lánh. Bán thần nghênh tiếp. Bán thần cấp bậc tồn tại giao thủ rất dễ dàng ngộ thương đến tiên vương cùng tiên tôn bởi vậy ẩn minh bán thần xong lại thời điểm tiên vương cùng tiên tôn liền rút lui. Bất quá lúc này đến đây bán thần lại gặp đến toàn diện áp chế. Ta là tới quan chiến. Ta theo 48 nhà liên minh một điểm quan hệ đều không có. Các ngươi không muốn tổn thương người vô tội được sao? Chúng ta hồng ma nhất tộc là tới quy hàng A. Giao thủ nháy mắt những cái này bán thần mặt đều xanh. Ẩn minh đám này bán thần liền là một nhóm gia súc bất luận cái gì một vị đều nắm giữ lấy đáng sợ thần thông, ngàn cấp tình huống dưới căn bản không phải đối thủ, huống chi đối phương nhân số là bọn họ gấp một lần. Cái này còn đánh như thế nào? À, đúng lúc này bọn họ nghe được từng đạo từng đạo kêu thảm thanh âm. Lại là rút lui tiên vương cùng tiên tôn bị ẩn minh cùng liệt dương tông tướng sĩ tàn sát. Là tàn sát. Liệt dương tông tướng sĩ luận trang bị cùng 48 nhà liên minh so sánh không có bao nhiêu chênh lệch, thế nhưng là 48 nhà liên minh cùng ẩn minh so ra chênh lệch liền quá lớn, theo lấy 10 vạn tướng sĩ nhau nhau vận dụng tôn cấp đỉnh phong chiến đấu khí giới sau đó đối phương 6 vạn tiên tôn liền hao tổn gần một nửa. Tu vi không bằng, chiến lực không bằng, nhân số không bằng, trang bị không bằng. Chuyện này làm sao đánh? Dù là lại thiên tài tướng lĩnh cũng không thắng được trận này chiến đấu. Người nói chiến trận. Ẩn minh tu sĩ mỗi cái tiểu đội đều nắm giữ lấy ba bộ trở lên đỉnh cấp chiến trận. Bọn họ dễ dàng liền đem liên quân tướng sĩ chia cắt thành nguyên một đám vòng tròn. Tiến tới bao vây tiêu diệt một khắc đồng hồ qua đi 300 chiếc chiến hạm lần nữa phun ra từng đạo từng đạo năng lượng pháo đánh. Đợi đến phát tiết sau đó liên minh bán thần còn lại không đến 30 tôn, tiên vương cường giả không đến ngàn tôn, tiên tôn tu sĩ không đến vạn tôn. Mà lúc này 300 chiếc chiến hạm phía trên pháo trên đài vẫn còn tráng phóng cường hoành đến cực điểm ba động. Giữa sân tu sĩ rõ ràng pháo đài tùy thời đều có thể đánh ra công kích. Sở dĩ không đánh ra chính là vì ứng phó ngoại ý muốn tình huống. Liên minh xong. Liệt dương tông thực lực xa xa vượt qua liên minh. Liệt Dương Tông nói rõ là không cho chúng ta đường sống. Liều mạng. Dết một cái đủ vốn, dết hai cái kiếm lời. Liên minh tướng sĩ ý thức được loại tình huống này sau đó biến liền điên cuồng lên. Chỉ là hiện tại nhân tộc bên này thực lực là bọn họ nhiều gấp 10, bởi vậy dù là bọn họ muốn liều mạng cũng không có cơ hội A, à, lại tăng thêm 300 chiếc chiến hạm thời khắc ứng phó đột phát tình huống, bởi vậy đợi đến các tộc liên quân vẫn lạc hầu như không còn thời điểm, nhân tộc bên này xuất hiện tử thương cũng không có bao nhiêu. Chúng ta thắng. Nam tình còn ở vào một loại mộng ảo đây chính là 48 nhà đỉnh cấp thế lực liên minh đại quân A, phải biết trước đó cho dù là một nhà đều có thể lật đổ Liệt Dương Tông. Nhưng là hiện tại Liệt Dương Tông lại đem 48 nhà liên minh giết chết. Tất nhiên này 48 nhà thế lực bốc lên ra mặt, như vậy thì nhất cử đem này 48 nhà thế lực nuốt A. Trần Nguyệt Lan đi đến Khương Lập Thành bên người chậm rãi nói ra. Này, chúng ta Liệt Dương Tông trước mắt có thực lực này sao? Khương Lập Thành trầm ngâm một cái liền nói. Ẩn minh tướng sĩ sẽ trợ giúp các ngươi tạm thời trưởng khống những cái này khu vực. Trần Nguyệt Lan nhìn xem Khương Lập Thành nói, bất quá Khương Tông chủ tiếp xuống các ngươi phải nhanh tăng lên thực lực. Tiếp xuống ta sẽ đem này 48 khu vực nhân tộc toàn bộ đều chỉnh hợp đến liệt dương tông, đợi đến chỉnh hợp đến nhất định trình độ thời điểm ta liền sẽ vận dụng một nhóm thời gian tinh thạch. Khương Lập Thành trùng điệp gật gật đầu. Khương Lập Thành trước đó chiếm được một chút thời gian tinh thạch. Bất quá số lượng không phải rất nhiều. Nhưng là bây giờ đang ở quét ngang này 48 nhà thế lực sau đó lấy được thời gian tinh thạch hẳn là một cái khả quan con số. Khương Lập Thành suy đoán là chính xác. Đợi đến đêm này 48 nhà thế lực quét ngang sau đó Liệt Dương Tông hết thảy chiếm được 182 khối thời gian tinh thạch. Dựa theo quy định Khương Lập Thành lấy ra một nửa thời gian tinh thạch cho ẩn minh, mà còn lại 91 khối thời gian tinh thạch hắn toàn bộ đều dùng. Ngoại trừ thời gian tinh thạch bên ngoài lấy được tại nguyên càng là như ông vỡ tổ đập trúng Liệt Dương Tông trên người. Bậc này đại thủ bút nhường Trần Nguyệt Lan đều kinh ngạc không thôi. Không phải ai đều có dạng này quyết đoán. Đây hoàn toàn là một chút đều không lưu a, à. tương đối đỉnh tim thế lực liệt dương tông căn cơ thực sự quá yếu. Ẩn minh tướng sĩ ở thiên hành đại lục chúng ta không lo lắng vấn đề an toàn. Một khi Ẩn minh rời đi sau đó chúng ta liền có khả năng gặp phải trọng thương, bởi vậy thừa dịp Ẩn minh vẫn còn, chúng ta muốn mau sớm tăng lên thực lực. Đối mặt nam tình hỏi thăm Khương lập thành cấp tra dạng này đáp án, vả lại chúng ta hiện tại phạm vi thế lực khuếch trương đâu chỉ gấp 100 lần a, à. những cái này địa bàn tương lai tương lai đều có thể sinh ra liên tục không ngừng tài nguyên. Khương lập thành nhìn vấn đề nhạy cảm hắn không có nghĩ tới đem lấy được tài nguyên tồn đến phủ khố, mà là có bao nhiêu tài nguyên liền định xuống bao nhiêu tài nguyên. Dạng này hiệu quả cũng là rõ ràng. Ngoài giới đi qua một năm sau đó ẩn minh thực lực lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Tuyệt đối không nên cảm thấy cái này gấp 10 lần cùng trước đó tăng lên gấp 10 lần một dạng. Trước đó liệt dương tông căng cơ cạn, nói tăng lên liền tăng lên. Hiện tại liệt dương tông thực lực lên rồi, dù là tăng lên gấp đôi đều không dễ dàng. Tiên vương đỉnh phong 30 tôn, tiên vương cao dai 90 tôn, tiên vương trung giai 300 tôn, tiên vương sơ kỳ 1.000 tôn. Liệt dương tông đại điện bên trong Khương Lập Thành nhìn chung quanh toàn trường trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, chúng ta liệt dương tông bây giờ đang ở đông vực cũng coi như là đỉnh tim thế lực. Ta cảm thấy chúng ta liệt dương tông chỉ là tương đương với phổ thông đỉnh cấp thế lực, nếu là cùng nguyệt lan tộc, đại bằng tộc, cốt ma tộc so sánh, chênh lệch cũng không phải là một cái hai cái cấp bậc. Đại trưởng lão trầm ngâm một cái liền nói. Đại trưởng lão không phải không biết loại trường hợp này phía dưới không thích hợp nói loại lời này bất quá hắn cảm thấy vẫn có tất yếu nhắc nhở một cái Khương Lập Thành. Đại trưởng lão, ngươi sai lầm. Nhưng đại trưởng lão không nghĩ đến là Khương Lập Thành phản bác. Ta sai rồi. Đại trưởng lão khẽ giật mình nói. Hiện tại Liệt Dương Tông có thể cùng đông vực bất kỳ một cái nào thế lực va chạm. Khương Lập Thành ngạo nghễ nói ra. Khương Lập Thành mà nói nhường Liệt Dương Tông một chút cao tầng hơi hơi nhíu mày. Liệt Dương Tông những năm này xác thực lấy được rất lớn thành tựu nhưng cái này không đại biểu cho liệt dương tông liền có thể khiêu chiến một chút đỉnh cấp thế lực a c o n v e r t e r thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương cầu nguyệt phiếu kim đậu các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây http truyen com gạch chéo member gạch chéo một một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http truyen com gạch chéo tan vo chấm dọc t chương 2017 lấy yêu tộc làm đao. Nguồn Mê truyện audio com Các ngươi nhìn thấy chỉ là Liệt Dương Tông mặt ngoài thực lực. Khương Lập Thành khẽ mỉm cười nói, Liệt Dương Tông vụng trọng thực lực hoàn toàn có thể thiêu phiên Nguyệt lang Tộc. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Người nào đều không có nghĩ đến Khương Lập Thành nói ra lời này. Tình nhi, ta cho ngươi một canh giờ thời gian tập kết ba vạn đại quân, một canh giờ sau chúng ta tiến về huyết tộc Liệt Văn Gia Tộc. Khương Lập Thành nhàn nhạt nói ra. Nam tình giật mình chinh chiến liệt văn tộc. Tông chủ, cái này có phải hay không có chút đột ngột? Nam tình không nhịn được hỏi. Từ khi một năm trước liệt dương tông chiếm đoạt 48 nhà thế lực sau đó một năm này thời gian liệt dương tông không có tiến hành bất luận cái gì chinh chiến. Một mực ở thời gian tinh thạch hóa thành lĩnh vực bên trong tu hành. Đột ngột. Liền xem như đột ngột liệt dương tông cũng có thể ứng phó được đến. Nói đến đây Khương Lập Thành đứng lên. Cũng liền ở Khương Lập Thành đứng lên nháy mắt đại điện ra ngoài phát hiện 100 chiếc phát ra cường hoành ba động chiến hạm vương cấp đỉnh phong. 100 chiếc vương cấp đỉnh phong chiến hạm. Những cái này chiến hạm cũng không phải là dịp công tử đưa cho chúng ta liệt dương tông A. Ta cảm thấy những cái này chiến hạm là ẩn minh cao thủ vì chúng ta chế tạo, dù sao những năm này chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Có khả năng này. Ngay ở toàn trường cao tầng thảo luận thời điểm Khương Lập Thành nhàn nhạt nói ra, 100 này chiếc vương cấp đỉnh phong chiến hạm là ẩn minh cao thủ vì chúng ta toàn lực chế tạo, còn có 100 này chiếc vương cấp đỉnh phong chiến hạm có thể liên tục phát xạ 3 lần, bởi vậy nếu bàn về hiệu quả mà nói tương đương với 300 chiếc vương cấp chiến hạm. Thật đúng là ẩn minh cao thủ vì chúng ta liệt dương tông chế tạo. Phải biết chúng ta liệt dương tông vương cấp đỉnh phong cao thủ chỉ có 30 tôn A. Trước đó ta còn cảm thấy tông chủ làm sao lại dám để cho chúng ta tiến công nguyệt lan tộc, hiện tại có 100 này chiếc vương cấp chiến hạm hoàn toàn có thể thiêu phiên bọn họ. Liệt dương tông cao tầng trong lòng lại cũng không có mảy may lo lắng chiến hạm không thể nghi ngờ là công thành chiếm đất cực giai tồn tại. Bởi vì chiến hạm phòng hộ so nhục thân còn muốn cường hãn, vả lại chiến hạm hư hại chữa trị cũng chính là, mà thương thế lại không phải thời gian ngắn là có thể khỏe. Đây chỉ là món ăn khai vị. Khương Lập Thành thoại âm vừa rơi xuống 10 chiếc phát ra ngập trời ba động chiến hạm liền xé rách không gian xuất hiện ở toàn trường tu sĩ trước mặt. Này 10 chiếc chiến hạm không còn là kim sắc chiến hạm, mà là cả người đen kịch giống như hàng thiết đổ bê tông. Bán thần cấp chiến hạm. 10 chiếc bán thần cấp. Nguyệt Lan tộc chỉ có một tôn bán thần cường giả A. À. Nguyệt Lan tộc bán thần chỉ cần dám thò đầu ra liền dám đánh nổ nó. Đệ nhị cảnh bán thần thò đầu ra cũng có thể đánh chết nó A. À. Mười chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm liên tục oanh kích, đệ nhị cảnh bán thần căn bản ngăn không được. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao tông chủ như vậy tự tin. Nguyệt Lan tộc Một năm này Nguyệt Lan tộc qua một mực tâm thần bất định. Bởi vì bọn chúng không biết liệt dương tông lúc nào đánh tới. Về phần đào vong, đào vong mà nói liền phải từ bỏ kinh doanh thời gian dài như vậy địa vực a người nào cam lòng a bất quá nguyệt Lan tộc vẫn là lưu lại một tay một chút chủng tử thật sớm sẽ đưa đi nhưng là đời trái đời phải liền là không gặp liệt dương tông đến đây chẳng lẽ bọn họ từ bỏ không thể không nói ông lấy dạng này ý niệm tu sĩ không ít nhưng ngay ở hôm nay ba vạn tinh nhuệ ngồi một trăm chiếc chiến hạm đột ngột xuất hiện ở nguyệt Lan tộc tổ địa chết không có dư thừa ngôn ngữ chiến hạm cùng nhau phun ra năng lượng ánh sáng Nguyệt Lang tộc phòng thủ trận pháp trước tiên liền bị xé rách, tiếp lấy toàn bộ Nguyệt Lang tộc tổ địa đều bị đánh cho tàn phế, trong lúc nhất thời cũng không biết chết đi bao nhiêu tu sĩ. Chợt Hà Hồng liền mang theo trong tông tướng sĩ lao xuống xuống dưới, vô tình thu gặp lấy từng tôn tướng sĩ sinh mệnh. Liệt Dương tông, nhiều như vậy chiến hạm, mười chiếc bán thần cấp chiến hạm. Chạy a! À. Nguyệt Lang tộc tướng sĩ nhìn thấy giữa không trung chiến hạm, sau đó chỗ nào còn có ngăn cản dũng khí nhau nhau đào vong, không cho phép trốn, đều cho ta dừng lại. Nguyệt Lan tộc tộc trưởng gầm thét lên. Nguyệt Lan tộc tộc trưởng xem đất rõ ràng. Liệt Dương Tông ở bốn phía bày ra hai đạo phòng tuyến. Vì liền là đem Nguyệt Lan tộc một mẻ hốt gọn. Lúc này chạy trốn liền là đưa đầu người. Chỉ có tử chiến mới có khả năng sống sót. Nhưng lại không bao nhiêu tộc nhân nghe hắn. Khương Lập Thành, cho một đầu đường sống được không? Nguyệt Lan tộc tộc trưởng nhìn xem Khương Lập Thành khổ sở nói ra. Khương Lập Thành đang chờ nói cái gì Trần Nguyệt Lan lại là tiếng lên thấp giọng nói ra, đáp ứng hắn cái gì? Ẩn Minh có một bộ bí thuật có thể đem yêu tộc thực lực tái giá đến nhân tộc trên người. Trần Nguyệt Lan nhìn xem Khương Lập Thành nói. Cái gì bí thuật? Thông linh chi thuật. Nhân tộc làm chủ. Ân. Khương Lập Thành suy nghĩ một cái liền vung tay lên nói, dừng tay. Theo lấy Khương Lập Thành thoại âm rơi xuống liệt dương tông tu sĩ nhau nhau ngừng lại. Nguyệt Thanh, chúng ta liệt dương tông hôm nay cho ngươi một đầu đường sống. Nguyệt Thanh khẽ giật mình, chợt đại hỷ, tạ Khương Tông chủ hiện tại ngươi mang theo ngươi tộc nhân theo chúng ta đi trước liệt dương tông. Khương Lập Thành chậm rãi nói ra. Nguyệt Thanh sắc mặt biến đổi. Nếu là ta muốn giết các ngươi mà nói căn bản sẽ không cho bọn họ dừng tay. Khương Lập Thành nhìn xem Nguyệt Thanh thần sắc chỗ nào không minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì, ta sợ dĩ để ngươi mang theo Nguyệt Lan tộc tướng sĩ tiến về, kỳ thực là có một phần cơ duyên đưa cho các ngươi. Cơ duyên? Nguyệt Thanh có chút mơ hồ nói ra. Trần Tiểu Thư vừa mới truyền thụ cho chúng ta một thiên thông linh bí thuật, tu hành bản này bí thuật sau đó nhân tộc cùng yêu tộc sẽ là thân mật khăng khít chiến đấu đồng bạn. Khương Lập Thành nghiêm túc nói ra. Thân mật khăng khít chiến đấu đồng bạn. Nguyệt Thanh một mặt không tin, Trần Nguyệt Lan tâm thần vừa đồng thủ bên trong liền xuất hiện một quyển bí thuật, tiếp lấy Trần Nguyệt Lan liền đem môn bí thuật này đổ cho Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh tiếp nhận đến sau đó liền lật nhìn lại. Nửa khắc đồng hồ sau đó Nguyệt Thanh liền kinh nghi nhìn xem Trần Nguyệt Lan nói, về sau nhân tộc cùng yêu tộc tu hành đều là bậc này khế ước bí thuật. Nguyệt Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc đầu hắn cảm thấy là chủ phó khế ước. Nhìn qua bản này bí thuật sau đó mới biết được khế ước xác thực lấy nhân tộc làm chủ, nhưng lại nhiều hơn giao phó yêu tộc một bộ phận quyền lợi. Trần Nguyệt Lan khẽ gật đầu một cái. Nguyệt Thanh không biết là bản này bí thuật đã bị dịp hào sửa chữa qua. Nguyên thủy thống lĩnh chi thuật giao phó yêu tộc quyền lợi cao hơn, vì để tránh cho yêu tộc phản bội dịp hào tiến hành một chút cắt giảm, cắt giảm sau đó khế ước liền là nhân tộc không e rằng cho nên đánh giết bản thân chiến đấu đồng bạn, nếu là tùy ý đánh giết mà nói sẽ nhất định trình độ mà ảnh hưởng tự thân tâm cảnh. Đương nhiên yêu tộc là không được phản bội nhân tộc. Không sai. Trần Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Nếu là ký kết là bậc này khế ước mà nói ta Nguyệt Lan nhất tộc nguyện ý ký tên. Nguyệt Thanh nghiêm túc nói ra. Về tới Liệt Dương Tông sau đó Khương Lập Thành liền đem thông linh chi thuật sự tình trình bày qua một lần ta có hay không có thể lý giải thành về sau chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Nhị trưởng lão cao mày nói. Nói như vậy không gì đáng trách, nhưng lại lấy nhân tộc làm chủ. Đại trưởng lão mở miệng nói. Tại sao chúng ta không thể lấy yêu tộc làm đau đây? Tam trưởng lão trầm ngâm một hồi nói. c o n v e r t e r Thanh phong cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các truyện mình c o n v e r t khác tại đây. HTTP Trinh com gạch chéo member gạch chéo 1299 Một tháng này mình đang làm bộ mới là tiên võ độc tôn mong các bạn ủng hộ http trinh com gạch chéo tan chấm vo chấm dọc chấm Chương 2018 Tiểu thành cảnh giới Nguồn Mê truyện audio com Không có ai sẽ cam tâm tình nguyện coi như tôi tớ Nam tình lúc này mở miệng nói Chúng ta xác thực có thể cho Nguyệt Lan tộc làm đau Thế nhưng là loại này độ trung thành lại có bao nhiêu đây chúng ta nhân tộc xuôi gió xuôi nước thời điểm còn dễ nói, một khi lộ ra xu hướng suy tàn Nguyệt Lan tộc liền sẽ phản loạn. Nam Tịnh nói không sai, còn có thông qua thu phục Nguyệt Lan nhất tộc, cũng có thể biến tướng nói cho còn lại yêu tộc, chỉ cần từ bỏ ngăn cản liền có thể cùng nhân tộc hợp tác. Đại trưởng lão gật đầu nói, chúng ta nhân tộc cũng đã suy yếu lâu ngày thời gian quá dài, dù là trong thời gian ngắn thực lực chợt tăng gấp 100 lần, thế nhưng là luận căn cơ lại còn không bằng yêu tộc, thông qua thông linh chi thuật có thể đem yêu tộc trói ở chúng ta trên người phải biết yêu tộc chỉ cần cùng chúng ta ký tên hiệp nghị đời này bọn chúng đều không được phản bội chúng ta đúng vậy a à, song pha chiến đấu cùng pháo hôi sự tình còn có thể cho yêu tộc làm a à. tứ trưởng lão lúc này cười hiếp mắt nói ra không thể đại trưởng lão lắc lắc đầu thông linh chi thuật là chúng ta nhân tộc đánh ra một trương tình cảm bài thông qua trương này tình cảm bài chúng ta có thể thu phục càng nhiều yêu tộc bởi vậy tiền kỳ tuyệt đối không thể làm bậc này tự chui đầu vào rọ hành vi loại này sự tình không tất yếu tận lực làm, nhưng là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nên làm vẫn phải là làm. Lúc này Hà Hồng cười nói ra, chuyện này căn bản liền không có cái gì tốt thương lượng, nguyện ý tu hành hiện tại liền có thể tu hành, không nguyện ý tu hành ta cũng không ép buộc. Hà Hồng thoại âm rơi xuống giữa sân lại cũng không có cái khác thanh âm. Hà Hồng là liệt dương tông lão tổ. Hắn lời nói liền là quyền uy. Vả lại liệt dương tông tu sĩ thực lực phổ biến đều tăng lên. Khương Lập Thành Tu Vi đều đặt chân đệ nhất cảnh, như vậy Hà Hồng Tu Vi lại đạt đến cỡ nào cấp độ? Có thể nhất định là so Khương Lập Thành cao hơn. Chuyện này rơi xuống nhạt dạo sau đó liệt dương tông tu sĩ liền nhau nhau lựa chọn Nguyệt Lan nhất tộc tướng sĩ ký hiệp nghị, cùng lúc đó Khương Lập Thành càng là lấy ra năm khối thời gian tinh thạch nhường trong tông tu sĩ tu hành. Dù sao thông linh chi thuật không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Đương nhiên này năm khối thời gian tinh thạch là Nguyệt Lan tộc phủ khố. Nguyệt Lan tộc phủ khố liệt dương tông lấy 3 phần 2. Một phần 3 nộp lên cho ẩn minh, một phần ba bọn họ giữ lại cuối cùng một phần ba để lại cho nguyệt lan tộc tướng ăn không thể quá khó coi không phải sao nếu không cùng trước đó hủy diệt nhân gia còn có cái gì khác nhau năm năm sau đó liệt dương tông tu sĩ kết thúc tu hành lập tức liền mang theo nguyệt lan tộc chinh chiến thương ưng nhất tộc thương ưng nhất tộc ngăn cản nửa canh giờ sau liền đầu hàng đầu hàng sau đó liền cùng nguyệt lan tộc một dạng bị hợp nhất cứ như vậy thời gian từng điểm một đi qua Mười năm sau đó Diệp Hạo từ tiểu thiên địa bên trong tỉnh lại, mở ra hai con người sát na hắn toàn thân khí chất liền phát sinh cải biến. Rốt cuộc không giống trước đó sâu thẳm nội liễm, ngược lại biến nho nhã bình thản. Hai trăm năm. Diệp Hạo hơi xúc động nói ra. Diệp Hạo không nghĩ tới lấy bản thân tư chất hao phí hai trăm năm thời gian mới đem chính khí Hạo Nhiên quyết tu luyện đến đệ nhất tầng tiểu thành cảnh giới. Hạo Nhiên chính khí quyết đệ nhất tầng đối ứng là bán thần cảnh giới. Tiểu thành đối ứng là đệ nhất cảnh, trung thành đối ứng là đệ nhị cảnh, đại thành đối ứng là đệ tam cảnh trước đó diệp hạo cảm thấy bản thân tư chất ngưu bức hiện tại mới ý thức được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tu hành chi lộ gánh nặng đường xa nghĩ như vậy diệp hạo liền đứng lên tu hành như thế nào cách đó không xa định hải châm đi tới vừa tới tiểu thành cảnh giới diệp hạo cười nói ra định hải châm sắc mặt không khỏi biến đổi hạo nhiên chính khí quyết cũng quá biến thái a à? xác thực biến thái Diệp Hạo gật đầu nói, bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng, ta cảm thấy hiện tại bản thân có thể thoải mái mà đánh bại trước đây ba cái. Định Hải Châm không khỏi trừng lớn hai con ngươi ba cái, hắn rất rõ ràng đến Diệp Hạo bậc này cảnh giới chiến lược dù là muốn tăng lên một chút đều không dễ dàng. Thế nhưng là hiện tại Diệp Hạo chiến lược lại tăng lên gấp ba lần. gấp ba lần a, nghĩ tới đây Định Hải Châm liền nghĩ tới cái gì, ngươi hiện tại chiến lược chẳng phải là đạt đến nhất cấp tại thế thần minh trình độ? Ân. Diệp Hạo gật đầu nếu là lại tăng thêm ngươi khế ước thú. Định Hải Châm lại nghĩ tới cái gì? Diệp Hạo lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, khế ước thú đối ta chiến lực tăng thêm có thể bỏ qua không tính. Định Hải Châm nghĩ nghĩ liền hiểu được. Diệp Hạo tự thân thực sự quá mạnh. Khế ước thú căn bản là theo không kịp Diệp Hạo độ tiến triển. Ngươi hiện tại cự ly đệ nhị cảnh còn có bao xa? Ta hiện tại tu vi cũng đã tới gần đệ nhị cảnh, nếu là ta muốn đột phá mà nói 10 năm liền có thể, nhưng là ta chuẩn bị tôi luyện tự thân đại đạo, bởi vậy đoạn thời gian bên trong ta sẽ không đột phá. Diệp Hạo nhìn xem Định Hải châm nhàn nhạt nói ra. Diệp Hạo cần cố ý đột phá sao? Không cần. Tại thế thần minh a, à, Diệp Hạo hiện tại cũng đã nắm giữ bậc này cấp bậc chiến lực. Lại tăng thêm Định Hải châm cái này nhị cấp tại thế thần minh, có thể nói Diệp Hạo không sợ bất luận cái gì một tôn đại thế lực. Ta ra ngoài nhìn xem. Diệp Hạo nói thân hình liền biến mất đến nguyên địa. Định Hải Châm nhìn xem Diệp Hạo rời đi phương hướng trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Định Hải Châm tu vi chạy tới cực hạn, mà hắn chiến lực nhưng cũng nhanh đến cực hạn, nhưng là Diệp Hạo chỉ cần đột phá đến đệ nhị cảnh, không nói nghiền ép nhưng đánh bại bản thân vẫn là không có vấn đề. Đáng sợ a. À? Bất quá lập tức Định Hải Châm liền bình tĩnh trở lại. Diệp Hạo càng mạnh tương lai phản hồi ban thưởng cho mình đồ vật lại càng tôn quý. Không thể nói bản thân về sau cũng có thể trở thành thần vực bên trong cường giả không phải sao? Rốt cục đến tiên vương thập nhị tầng. Khương Lập Thành thư phòng nam tình mở ra hai con ngươi ngạc nhiên nói ra. Không giống với tông môn một chút trưởng lão nuốt tiên đang tăng lên tu vi, nam tình thì là một bước một cái dấu chân chậm rãi tăng lên. Trên thực tế tông môn bên trong một nhóm có tiềm lực cũng như nam tình như vậy, chỉ có những cái kia không có bao nhiêu tiềm lực mới có thể tiến lên tăng lên, dù sao liệt dương tông muốn chiếm cứ lớn như vậy cương vực cần một nhóm cao thủ. Tiếp xuống ngươi muốn làm là hảo hảo cũng cố tiên vương cảnh giới này. Hà Hồng nhìn xem nam tình cười nói ra. Chớ vì bán thần cảnh quá sớm tăng lên bản thân tu vi. Khương Lập Thành ở một bên trịnh trọng nói ra. Ân. Nam tình nhẹ gật đầu. Căng cơ coi như vững chắc, không có liều lĩnh đột phá. Lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở thư phòng vang lên, tiếp lấy dịp hạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt ba người. Dịp công tử. Hà Hồng ba người vội vàng hướng dịp hạo hành lễ. Hà Hồng hành lễ đồng thời liền len lén dò xét dịp hạo tu vi. Lần này dò xét Hà Hồng liền phát hiện dịp hạo tu vi là đệ nhất cảnh. Làm sao có thể? Diệp công tử, ngươi tu vi là đệ nhất cảnh. Hà Hồng không nhìn được hỏi. Ân. Diệp Hạo gật đầu. Thế nhưng là ta nhớ kỹ 200 năm phía trước ngươi tu vi tự hồ so đệ nhất cảnh mạnh hơn nhiều a. À? Hà Hồng trừng lớn hai mắt. 200 năm phía trước ta tiến vào đệ nhất cảnh không có bao nhiêu thời gian. Diệp Hạo mỉm cười. Vậy tại sao 200 năm sau ngươi chính là đệ nhất cảnh đây? Hà Hồng trong lòng nghi hoặc càng thêm hơn. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh, HTTP truyên com chu then trong xin, c o n thanh phong cầu vốt 100 điểm cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho c o các bạn có thể xem các truyện mình c o khác tại đây http truyên com chéo member gạch chéo một chương 2019 ngân hồ huyết mạch nguồn mê truyện audio com bởi vì những năm này hà hồng tu vi đều đặt chân đệ nhị cảnh mà Diệp Hạo nắm giữ tài nguyên khẳng định so với bản thân nhiều vô số lần. Vô luận như thế nào đều nên tăng lên A, à, 10 năm từ đệ nhất cảnh sơ kỳ tăng lên tới đệ nhất cảnh đỉnh phong, cái này tiến cảnh ta cũng đã rất thỏa mãn. Diệp Hạo cười nói ra. 10 năm. Diệp Hạo nói 10 năm chỉ tự nhiên là ngoại giới 10 năm. Thế nhưng là tại sao ta cảm thấy Diệp công tử thực lực không tiến ác lùi đây? Hà Hồng tiếp lấy hỏi. Đây là người sai lầm trực giác. Diệp Hạo nói đến đây liền toát ra một sợi khí thế hà hồng sắc mặt tức khắc biến trắng bệch lên bạch 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 liên tục lùi lại mười mấy bước sau tiếp theo tại khương lập thành cùng năm tỉnh chấn kinh trong thần sắc một mông ngồi ở trên mặt đất làm sao có thể khương lập thành hoảng sợ nói bản thần cảnh chiến lực khác biệt đặc biệt lớn diệp hạo hiện tại chỉ là đệ nhất cảnh được sao coi như diệp hạo chiến lực nghịch thiên cũng không nên khí thế liền trấn áp hà hồng a diệp công tử người chiến lực đạt đến tại thế thần minh hà hồng một hồi lâu mới bình phục lại nhìn xem diệp hạo sắc mặt tràn đầy hoảng sợ Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái. Đệ nhất cảnh thì có tại thế thần minh chiến lực. Hà Hồng nhìn xem Diệp Hạo thần sắc giống như là gặp được quỷ một dạng. Những năm này Hà Hồng thấy qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Thế nhưng là dù là lại kinh diễm cũng không có người nào ở đệ nhất cảnh thì có tại thế thần minh chiến lực. Mọi người đều là dần dần từng bước tu luyện tới đệ nhị cảnh cực hạn sau đó mới có tại thế thần minh chiến lực được sao? Không muốn xoắn suýt cái vấn đề này. Diệp Hạo dời đi chủ đề, nói một chút 200 năm Liệt Dương Tông tiếng cảnh a. Khương Lập Thành thu liễm thần sắc liền nói, đệ nhị cảnh cường giả có hai tôn, đệ nhất cảnh cường giả có sáu tôn, tiên vương đỉnh phong có một trăm tôn, tiên vương cao giai ba trăm tôn, tiên vương trung giai có một nghìn tôn, tiên vương sơ kỳ có ba nghìn tôn. Diệp Hạo nghe xong liền khẽ gật đầu một cái. Liệt Dương Tông những năm này phát triển cũng không chậm. Nhưng là ai bảo Liệt Dương Tông căng cơ quá nông cạn đây? Đệ tam cảnh chiến hạm có mười chiếc, đệ nhị cảnh chiến hạm có một trăm chiếc, đệ nhất cảnh chiến hạm có ba trăm chiếc, vương cấp chiến hạm có một nghìn chiếc. Khương Lập Thành chợt lại nói ra, lại tăng thêm những năm này Liên Liên tục tục thu phục yêu tộc, Liệt Dương Tông bây giờ là đông vực hoàn toàn xứng đáng bá vương. Đông vực hiện tại chinh phạt thế nào?" Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. "Đông vực 3 phần 2 cương vực đều thuộc về chúng ta. Có hay không hứng thú kiện nhất phiếu lớn?" Diệp Hạo trầm ngâm một cái liền hỏi. "Có." Khương Lập Thành nghĩ đều không nghĩ liền nói. "Ngươi đều không hỏi một chút kế hoạch." Diệp Hạo kinh ngạc nhìn xem Khương Lập Thành liệt dương tông phát triển đã đến một cái bình cảnh muốn tiến một bước phát triển liền phải đi phi thường quy lộ tuyến khương lập thành ngưng tiếng nói ngươi rất có dũng khí cũng rất có quyết đoán diệp hạo đối khương lập thành có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác khương lập thành quá tin tưởng hắn loại này tin tưởng không có chút nào giữ lại ta tiếp xuống chuẩn bị đem toàn bộ thiên hành đại lục bán thần thế lực toàn bộ đều thiêu phiên diệp hạo có thể nói là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi diệp công tử đông vực lôi long nhất tộc tây vực giác ma nhất tộc nam vực an đức phát nhất tộc bắc vực kim cương mộc nhất tộc đều tồn tại tại thế thần minh a à. khương lập thành cảm thấy có tất yếu nhắc nhở một cái diệp hạo ta biết rõ tin tức này diệp hạo làm sao có thể không biết bất quá này cũng hợp tình hợp lý a à, nếu là các tộc không có tại thế thần minh mà nói làm sao có thể kiềm chế được thiên nhãn nhất tộc a à. phải biết thiên nhãn nhất tộc thế nhưng là có một tôn nhị cấp tại thế thần minh cùng một tôn nhất cấp tại thế thần minh chúng ta ẩn minh cũng có tại thế thần minh diệp hạo cười nói ra hơn nữa còn là nhị cấp tại thế thần minh. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Khương Lập Thành con ngươi liền là co rụt lại. Nhị cấp tại thế thần minh. Chẳng lẽ Diệp Hạo không có sợ hãi a, à, bởi vì một tôn nhị cấp tại thế thần minh liền cần ba tôn nhất cấp tại thế thần minh liên lụy. Chỉ cần đem Lôi Long nhất tộc lão tổ cầm xuống, như vậy kia tam tộc dù là kết minh cũng không sợ. Khương Lập Thành trầm ngâm một hồi liền nói, cấp bậc kia tồn tại tùy tiện bắt không được. Hà Hồng lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu loại này sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Diệp Hạo cười hiếp mắt nói ra. Diệp công tử ý là. Hà Hồng kinh nghi nhìn xem Diệp Hạo nói. Ta đi lôi long bộ lạc một chuyến. Diệp Hạo cười nói ra. Muốn hay không nhường tình nhi bồi Diệp công tử cùng một chỗ. Hà Hồng vội nói. Ta cần một cái tướng mạo tuyệt hảo nữ tử, hơn nữa vị này thanh danh còn không cần lớn. Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền hỏi. Khương Lập Thành suy nghĩ một cái liền nói, Diệp công tử đợi chút không thể không nói khương lập thành rất biết giải quyết dưới tình huống bình thường hắn hẳn là sẽ hỏi thăm một cái dịp hạo tại sao cần một cái tướng mạo tuyệt hảo lại thanh danh không lớn nữ tử thế nhưng là nhân gia trực tiếp đi làm việc ngay không quá dài thời gian một cái có chút hồ mị tuyệt mỹ nữ tử liền đi tới đại điện bên trong này nữ tử thân thể thước tha mặt mày tầm đó đều là phong tình dù là dịp hạo thấy qua quá nhiều mỹ nữ thế nhưng là nhìn thấy này nữ tử sát na trong mắt vẫn là xuất hiện chốc lát thất thần nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường Hồ Mị Nhi gặp qua Diệp Công tử. Hồ Mị Nhi hướng Diệp Hạo hành lễ thời điểm trong mắt tràn đầy kích động. Diệp Hạo thân phận gì, nàng như thế nào không biết. Bởi vậy làm tông chủ nói cho nàng đến đây thời điểm Hồ Mị Nhi trong lòng là cùng hỷ. Hồ Mị Nhi. Diệp Hạo đánh giá Hồ Mị Nhi, trong mắt lộ ra một vòng ý cười, người danh tự lấy ngược lại là chuẩn xác. Hồ Mị Nhi trong lòng trầm xuống. Diệp Hạo này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình là bất lương nhân sao? nhìn xem hồ mị nhi khẩn trương thần sắc diệp hạo nhàn nhạt nói ra ngươi có biết hay không ngươi thân phụ ngân hồ huyết mạch ngân hồ huyết mạch hồ mị nhi khẽ giật mình kỳ thật giờ khắc này ngơ ngẩn đâu chỉ hồ mị nhi ngay cả khương lập thành hà hồng nam tình cũng là như thế ngân hồ huyết mạch cực kỳ thưa thớt so với thiên hồ còn muốn thưa thớt diệp hạo ngữ khí bình tĩnh nói ra nếu là ngươi có thể kích phát ngân hồ huyết mạch mà nói tương lai đặt chân đệ tam cảnh vẫn là không có vấn đề đệ tam cảnh hà hồng hoảng sợ nói Hà Hồng những năm này tốn sức tâm lực mới đặt chân đệ nhị cảnh. Nhưng là Diệp Hạo bây giờ lại nói Hồ Mị Nhi tương lai có thể đặt chân đệ tam cảnh. Thiên hành đại lục quy tắc hoàn thiện, ngươi đặt chân đệ tam cảnh sau đó, hẳn là có thể trùng kích thần linh cảnh giới. Diệp Hạo tiếp lấy lại tuôn ra một cái kình bạo tin tức. Thần linh cảnh giới. Hồ Mị Nhi có loại choáng váng cảm giác. Vô luận như thế nào nàng đều không có nghĩ đến bản thân tương lai còn có lớn như vậy thành tựu. Diệp công tử, Hồ Mị Nhi huyết mạch như thế nào kích phát? khương lập thành hỏi ra câu nói này thời điểm toàn thân đều đang rung lên thần cảnh cường giả a muốn kích phát cần dùng đến đại lượng dưỡng linh dịch diệp hạo nhàn nhạt nói ra cần bao nhiêu dưỡng linh dịch khương lập thành vẫn có một chút bởi vì hồ mị nhi kích phát là ngân hồ huyết mạch bởi vậy cần dưỡng linh dịch nhất định phải chiết xuất diệp hạo nói đến đây suy nghĩ một cái nói ta xem chừng phải cần 3 năm bình truyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh http truyềnnn com chu then trong chấm S-I-N-H-C-O-N-V-E-R-T-E-R. Thanh phong cầu vốt 100 điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho c o Các bạn có thể xem các truyện mình c o khác tại đây. http t truyền com gạch chéo member gạch chéo 12991. Chương 2020. Đoạn Ngư Tứ Chi. Nguồn. Mê truyện audio.com. Khương Lập Thành Giật Nảy mình một bình liền là 7.500 giọt A, à, đây chẳng phải là cho thấy cần 2-3 vạn A, à, đừng nói liệt dương tông không có nhiều như vậy dưỡng linh dịch, coi như có nhiều như vậy dưỡng linh dịch cũng không bỏ được A, à, dưỡng linh dịch ta sẽ cung cấp. Diệp Hạo lúc này mở miệng nói, trừ cái đó ra ta còn sẽ truyền thụ cho nàng đỉnh tim thần thông cùng bí thuật. A. À, Hồ Mị Nhi Kinh Trụ. Còn không mau cảm ơn Diệp Công Tử. Khương Lập Thành vội nói. Mị Nhi cảm ơn Diệp Công Tử. Hồ Mị Nhi gấp hướng Diệp Hạo hành lễ. Khương Tông Chủ, Ta chuẩn bị nhường Hồ Mị Nhi cùng ta một đoạn thời gian, đợi nàng chiến lực đạt đến tại thế thần minh sau đó, ta sẽ đưa nàng trở lại Thiên Hành Đại Lục." Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền nói. "Hồ Mị Nhi hiện tại chỉ có tiên vương tam tầng tu vi, muốn đi đến tại thế thần minh còn không biết bao lâu, nhưng là Diệp Hạo lại không nghĩ ở nơi này thế giới dừng lại bao nhiêu thời gian. Bởi vậy Diệp Hạo liền động đem Hồ Mị Nhi mang đi tâm tư. Đây là Mị Nhi tạo hóa. Khương Lập thành đại hỷ. Diệp Hạo tự mình bồi dưỡng Hồ Mị Nhi, Hồ Mỹ Nhi tương lai được lấy được cái dạng gì thành tựu a, vả lại Diệp Hạo nói thế nhưng là tại thế thần minh. Ý vị này Diệp Hạo còn sẽ ở Hồ Mỹ Nhi trên người nền xuống kinh khủng tài nguyên. Lôi Long tộc mạnh sao? Lôi Long tộc rất mạnh. Bộ tộc này nếu là không mạnh mà nói Liệt Dương Tông sẽ không chiếm đoạt đông vực 3 phần 2 cương vực sau đó liền không còn khuếch trương. Bởi vì còn lại 1 phần 3 cương vực đều thuộc về Lôi Long nhất tộc phạm vi thế lực. Ngươi cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật a, à, Lôi Long thành đây là lôi long nhất tộc thành trì cao lớn trang nghiêm diệp hạo cùng hồ mỹ nhi vào thành thời điểm liền bị ngăn cản ngươi đi theo ta đóng giữ thành trì một cái tướng sĩ chỉ hồ mỹ nhi nói hồ mỹ nhi khuôn mặt trầm xuống nàng thấy thế nào không hiểu kia tướng sĩ trong mắt ý tướng không nghe thấy ta lời sao lôi hạo trong mắt toát ra từng tia từng tia hàng mang lăng hồ mỹ nhi lạnh lùng nhìn xem lôi hạo nói hồ mỹ nhi tốt xấu cũng là một tôn tiên vương dù là nàng ở Tiên Vương cảnh không phải rất cao, thế nhưng là nên có ngạo khí vẫn có. Ngươi nói cái gì? Lôi Hạo nổi giận nói. Nhìn thấy Lôi Hạo nổi giận, bốn phía Tu sĩ nhìn xem Hồ Mị Nhi ánh mắt tràn đầy thương hại. Vâng. Thương hại. Lôi Hạo thế nhưng là Lôi lông nhất tộc đời thứ ba bên trong người nổi bật a à, ai dám tiếp xúc hắn rủi ro a. À? Hồ Mị Nhi nhìn Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra, nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, trời sập ta giúp ngươi đỉnh lấy. Thật lớn khẩu khí. Lôi hạo cười lạnh nói. Nhưng là một khắc sau lôi hạo con ngươi liền là co rụt lại, bởi vì hồ mị nhi thiên thiên ngọc thủ hướng hắn đập xuống, đập xuống nháy mắt hắn bốn phía đều bị cầm giữ. Tự tìm cái chết. Một khắc sau lôi hạo toàn thân liền tràn ra rộng lớn khí huyết chi lực, hắn luân động lấy nắm đấm hướng về hồ mị nhi phương hướng đập tới. Quanh một tiếng hai người công kích đụng vào cùng một chỗ, hồ mị nhi chỉ cảm thấy toàn thân sắp nứt nẻ, một cổ khó có thể nói ra đau đớn tràn ngập toàn thân. Thời khắc mấu chốt một đôi đại thủ đè xuống bả vai nàng, tiếp lấy một cổ nhu hòa lực lượng truyền khắp nàng toàn thân, ba cái hô hấp thời gian không đến nàng thương thế liền khỏi hẳn. Hồ Mị Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt, làm sao có thể? Dù là Linh đang dịu dược cũng không có khả năng như thế hữu hiệu A, mà bên kia lôi hạo cũng không tiện thụ. Lôi hạo tu vi cùng Hồ Mị Nhi một dạng đều là tiên vương tam tầng, ở lôi hạo trong lòng là có thể nghiền ép Hồ Mị Nhi, nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn còn hơi hơi kém một chút. Lôi hạo không biết là Hồ Mị Nhi những năm này tu luyện dịp hạo ban cho đẳng cấp cao thần thông, này khiến cho Hồ Mị Nhi chiến lực trực tuyến kéo lên. Tiếp tục. Diệp Hạo đạm mạc nói. Hồ Mị Nhi ứng một tiếng liền hướng về Lôi Hạo lần nữa vọt tới. Răng rắc một tiếng Lôi Hạo lồng ngực bị Hồ Mị Nhi ngay tại chỗ xuyên thủng, hắn trợn to hai mắt không cam lòng hướng về nơi xa rơi xuống. Chưa rơi xuống đất liền bị một đạo thân ảnh phất tay áo tiếp nhận. Tam tỷ. Lôi Hạo hoảng sợ nói. Lôi Miên nhìn thoáng qua Lôi Hạo, đã xảy ra chuyện gì? Ta coi trọng nữ tử kia. Lôi Hạo chỉ Hồ Mị Nhi nói nàng không theo có đúng không? Lôi Miên thanh âm rất lạnh, lạnh nhường bốn phía tu sĩ đánh rùng mình một cái. Vâng. Quy xuống hướng đệ đệ ta dập đầu bồi tội. Lôi Miên nhìn phía xa Hồ Mị Nhi từng chữ từng chữ nói. Tại sao? Hồ Mị Nhi trong lòng giận dữ. Đệ đệ ta coi trọng ngươi là ngươi phúc phận, ngươi lại còn dám can đảm phản kháng. Lôi Miên dáng người rất cao lớn, nàng ánh mắt tràn đầy kinh lôi ánh sáng. Ha ha. Hồ Mị Nhi trên mặt càng thêm lạnh lùng ngươi không khỏi quá xem trọng ngươi lôi long nhất tộc. Nếu là trước đó Hồ Mị Nhi không dám nói ra lời như vậy, thế nhưng là Diệp Hạo cũng đã nói qua ẩn minh phía sau có nhị cấp thần minh, như vậy còn có cái gì không dám nói. Vô luận là đỉnh tiêm chiến lực hay là trung kiên chiến lực, nhân tộc bên này đều không có cái gì đáng sợ. Nhìn đến gần nhất một chút năm các ngươi nhân tộc bành trướng có chút quá phận a. À. Lôi miên nói đến đây trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm, nàng xa xa chỉ hồ mị nhi lạnh như băng nói ra, đã ngươi không nguyện ý quỳ xuống, ta liền đoạn ngươi tứ chi. Hồ Mị Nhi không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Hồ Mị Nhi rất muốn A à Hồ Mị Nhi chém thành muôn mảnh, nhưng là nàng cũng biết rõ nàng không phải đối thủ. Diệp Hạo vỗ một cái Hồ Mị Nhi bả vai nói, đoạn nàng tứ chi. Hồ Mị Nhi đang chờ nói cái gì thời điểm liền cảm thấy tu vi quanh một cái cùng tiêu. Tiên vương tứ tầng, Tiên vương ngũ tầng, Tiên vương lục tầng. Đoạn ta tứ chi. Người ở người si nói mộng sao? Lôi miên nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt liền giống đang nhìn một cái ngu bê, dám đối công tử bất kính, ngươi tự tìm cái chết. Hồ Mị Nhi nháy mắt liền vọt tới. Tiến lên đồng thời Hồ Mị Nhi sau lưng xuất hiện một đầu to lớn hồ ly. Đầy hồ ly cao lớn uy nghiêm, toàn thân giống như tơ lụa đồng dạng, cứ như vậy ngồi lẳng lặng, lại có một loại khó có thể nói ra đáng sợ. Oanh! Hồ Mị Nhi thiên thiên ngọc thủ đập vào lôi miên chiến kiếm phía trên. Lôi miên chỉ cảm thấy một tòa thần sơn hướng về bản thân đụng tới. Quan quát một tiếng lôi miên liền phun ra một ngụm máu tươi nàng hướng về hậu phương rơi xuống đồng thời trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng không minh bạch bản thân rõ ràng sao hồ mị nhi cao ba cái cảnh giới, thế nhưng là tại sao lại không phải hồ mị nhi đối thủ đây? Chỉ là lôi miên như thế nào biết rõ hồ mị nhi hiện tại tu vi cũng đã tiêu thăng đến tiên vương thất tầng. Luân cảnh giới còn cao hơn nàng một cái cảnh giới, lại tăng thêm lôi miên không có đem nàng đặt ở trong lòng, này khiến cho lôi miên vừa lên liền bị trọng thương. Muốn chạy. Hồ Mị Nhi thân ảnh như bóng với hình một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới liền tóm lấy lôi miên cánh tay, ngữ khí lạnh lùng chất vấn, ngươi muốn đoạn ta tứ chi? Lôi Miên trong lòng có một loại dự cảm không tốt, ngươi dám? Mới vừa nói đến đây lôi miên liền kêu thảm một tiếng, lại là cánh tay nàng bị Hồ Mị Nhi trực tiếp kéo đứt, kéo đứt sau đó Hồ Mị Nhi lại bắt được nàng một cái khác cánh tay, ngươi hỏi ta có dám hay không? Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Lôi miên cũng là một vị bá đạo chủ, dù là đến hiện tại tình trạng này, nàng theo hiểu không nguyện ý nói mềm mỏng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh, http, truyền com chu, then, trong, sinh, c Thanh phong cầu vốt 100 điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho c Các bạn có thể xem các truyện mình c khác tại đây. http, truyền com gạch chéo member, gạch chéo 12991.